Cố Gia Huy nghe thấy âm thanh đáng thương của cô, trái tim không nhịn được lập tức mềm nhũn ra, lực đánh cũng ngày một nhẹ hơn. Hứa Minh Tâm biết anh không nỡ, trong lòng không nhịn được mà mừng thầm, tiếp tục làm nũng. Anh Trung, anh tốt bụng tha cho em đi mà. Một lát nữa em còn phải làm bài tập, mà ngày mai có nhiều tiết chuyên ngành lắm, môn kinh tế em còn chưa học thuộc, để thuế suất em còn không biết làm cơ. Cố Gia Huy cũng không nỡ đánh cô nữa, mông của cô thực sự quá tuyệt vời rồi, có được giãn được, khiến cho anh có chút lưu luyến không muốn rời tay. Năm nay Hứa Minh Tâm mới 18 tuổi, chẳng khác gì một đứa trẻ nhỏ, vẫn cần được người khác cưng chiều. Mỗi lần anh nghĩ tới mấy việc đen tối kia, đều cảm thấy bản thân chẳng khác gì một tên cầm thú. Chết thật! Lại đây, tôi muốn xem là đề gì mà lại giày vò một đứa ngốc như em đến như vậy. Hứa Minh Tâm nghe vậy thì nhanh nhanh chóng chóng mang bài tập tới, nói ra cũng thật hổ thẹn, rõ ràng là đã lên đại học rồi, mà giờ phút này cô lại thấy mình chẳng khác gì một đứa trẻ mới học tiểu học. Cô vốn dĩ cũng không đặt nhiều hy vọng vào Cố Gia Huy, ấy vậy mà không ngờ rằng anh ấy cái gì cũng hiểu. Gian lận! Nhất định là anh giở trò, chứ làm sao có thể biết hết mấy câu hỏi kinh tế học khó như này chứ. Cố Gia Huy từ từ phân tích cho cô nghe, âm thanh của anh trầm trầm khàn khàn, vô cùng dễ nghe, là loại giọng trầm thấp. Dùng ngôn ngữ mạng để miêu tả, thì chính là loại giọng có thể khiến lỗ tai mang thai được luôn ấy. Cô không kìm được mà bị âm thanh của anh hấp dẫn, hoàn toàn không biết anh đã giảng tới câu nào, chỉ cứ thế nhìn chằm chằm Cố Gia Huy. Đôi môi vừa mỏng vừa gợi cảm khẽ mấp máy dưới ánh sáng, tiếng nói trầm thấp dễ nghe, mắt đẹp mày dài khẽ rủ xuống, vừa kiên nhẫn lại vừa nghiêm túc. Hứa Minh Tâm nhìn tới mê mê mẩn mẩn. Cuối cùng, sau khi Cố Gia Huy giảng xong, nói, em hiểu chưa vậy? Vừa ngước mắt, liền nhìn thấy cô vợ nhỏ đang nhìn chằm chằm mình tới mất cả hồn từ lúc nào. Ngay lập tức Cố Gia Huy không biết nên làm sao, đành gõ nhẹ lên đầu của cô, nhìn đủ chưa? Nước miếng của em sắp rớt ra ngoài rồi kìa. Cô nghe xong, lập tức tỉnh táo lại, vội vàng lau lau khóe miệng, lại phát hiện chẳng có cái gì cả. Cô xấu hổ tới chết mất, sắc mặt khẽ ửng hồng. Em ăn mặc như thế này, lại còn dùng ánh mắt khát khao như vậy nhìn tôi, là muốn làm gì đó với tôi à? Cố Gia Huy ung dung nở một nụ cười đó lại mang đến một ma lực kỳ lạ. Vô cùng ngả ngớn, danh ma, nhưng lại vô cùng quyến rũ. Lại có chút xấu xa, khiến người khác rung động. Cô cảm thấy máu trên toàn thân như xông lên não bộ, gò má nóng đến bỏng rát. Đôi mắt của cô không biết nên nhìn về đâu, lắp bắp nói, nào. Nào có. Anh nói lại lần nữa được không? Lần này em nhất định sẽ nghe thật cẩn thận. Cố Gia Huy không còn cách nào khác chỉ đành giảng lại một lần nữa. Hóa ra là như vậy, tại sao nghe anh nói song song? Cảm giác đề bài hình như lại đơn giản đi rất nhiều rồi nhỉ. Lúc đàn anh giảng cho em nghe, rõ ràng rất phức tạp đó. Cố Gia Huy nghe lời này liền không nhịn được mà vỗ nhẹ lên mông cô, người đàn ông của em là ai chứ? Kinh nghiệm thương trường nhiều năm như vậy để làm trò cười à? Tìm thầy thì không biết tìm, với bộ não này của em mà còn muốn thi đạt tiêu chuẩn á? Em không chỉ muốn thi đạt tiêu chuẩn, còn muốn lấy bằng kế toán cơ. Hứa Minh Tâm bĩu bĩu môi. Tuy rằng cô hơi ngốc một chút, nhưng cô rất có chí khí đó nha. Về sau tôi sẽ phụ đạo em, đến phòng sách của tôi đi. Làm gì chứ? Để cho em ít sách đó. Anh nắm lấy tay cô, bàn tay của anh rất lớn, hoàn toàn có thể để bao bọc lấy bàn tay nhỏ bé của Hứa Minh Tâm. Thể chất của cô hơi nghiêng về tính hàn, nên quanh năm suốt tháng tay chân đều lạnh như băng. Mỗi lần được anh nắm tay, trong chốc lát bàn tay nhỏ bé liền trở nên ấm áp. Cảm giác đó thật thoải mái. Hứa Minh Tâm đi tới phòng sách của anh, sách trong phòng sách đều là sách liên quan tới vấn đề tài chính, cô nhìn tới thì cảm thấy đầu như vỡ ra vậy. Anh lựa ra những cuốn cơ bản nhất, nói, xem mấy quyển này nhiều vào, rất có ích cho kỳ thi của em đấy. Lần sau phần trăm 3D về sớm chút, tôi giúp em luyện tập. Em biết rồi. Hứa Minh Tâm ngoan ngoãn nói. Sau đó, Cố Gia Huy lại phân tích cho cô mấy câu hỏi thường gặp. Cô nghe xong thì ngay lập tức hiểu ra ngay, vài câu hỏi làm một chút thì đã hoàn thành. Cô nhìn Cố Gia Huy đầy sùng bái, tiến lên phía trước, trực tiếp ôm lấy cổ của anh, hôn bẹp lên mặt anh hai cái. Cố Gia Huy lập tức cảm thấy thỏa mãn. Ai ya, hiện tại chỉ cần nắm tay một cái, ôm một cái,
thậm chí không cần hôn hít gì là anh cũng cảm thấy bản thân như đã tận hưởng trọn vẹn những thứ tốt nhất của cuộc đời. Sự ngọt ngào, cảm giác hạnh phúc mà Hứa Minh Tâm đem tới cho anh, giống như một viên kẹo hoa quả vậy, vị thì ngọt ngào, hơn nữa sau khi thưởng thức xong thì hương vị vẫn còn nồng đượm, không thể nào quên được. Buổi trưa ngày mai cùng nhau ăn cơm có được không? Em còn vài vấn đề vẫn chưa hiểu lắm. Tôi đến trường học tìm em. À được thôi. Hứa Minh Tâm cười hì hì gật đầu. Hôm sau đến trường học, Hứa Minh Tâm nộp bài tập thành công. Vào lúc giữa trưa tan học, Ngôn Hải tìm gặp cô, anh ta nói, tôi nhìn thấy bài tập của cô trong văn phòng giáo viên, bài viết rất tốt, thật không ngờ cô lại thông minh như vậy, có thể hoàn thành được bài tập đó. Ngôn Hải đưa tay xoa xoa đầu cô. Hứa Minh Tâm được khen thì không khỏi mỉm cười hạnh phúc, đương nhiên cô cũng không quên đây chính là công lao của Cố Gia Huy. Hì hì, đó là vì tôi tìm được một đại thần. Ngôn Hải nghe vậy thì cười cười, nghĩ rằng Hứa Minh Tâm đang nói về bản thân anh ta. Cô liếc nhìn thời gian, sắp đến giờ Cố Gia Huy đến rồi. Cô dự định sẽ đợi anh ở ngã tư đường phía trước. Cô tạm biệt Ngôn Hải, nhưng không ngờ Ngôn Hải cũng đi về hướng bên đó. Hai người sóng vai bước đi vừa nói chuyện, xe của Cố Gia Huy đã đậu ở ngã tư đường đợi cô từ sớm rồi. Cố Gia Huy nhìn thấy cặp đôi đang cười đùa vui vẻ bên kia đường, đôi mắt lạnh lùng của anh không kìm được mà híp lại. Anh cau mày, trực tiếp bước xuống xe. Hứa Minh Tâm nhìn thấy anh đang bước về phía cô, vẫy vẫy tay nói, giới thiệu với anh một chút, anh ấy là Cố Gia Huy. Cố Gia Huy, đứa con trai thứ ba của nhà họ Cố, tính cách lập dị, nghe đâu anh ta có gương mặt xấu xí, vậy mà không nghĩ tới đây đúng là sự thật. Lần đầu tiên Ngôn Hải nhìn thấy Cố Gia Huy liền bị vết sẹo dữ tợn trên gương mặt của anh dọa sợ. Có lẽ chính vì ngoại hình xấu xí của Cố Gia Huy, cho nên dù thế nào Ngôn Hải cũng không ngờ đến, anh ta chính là chồng chưa cưới của Hứa Minh Tâm. Phản ứng đầu tiên thế mà. Chào chú. Trong nháy mắt sắc mặt của Cố Gia Huy lạnh xuống, giọng nói đầy u ám, cậu nói cái gì? Mọi người đều biết chị gái của Minh Tâm là Hứa An Kỳ sắp gả vào nhà họ Cố. Anh lại là chú ba của Cố Tử Vị, như vậy chẳng phải là chú ba của Minh Tâm sao? Tôi và Minh Tâm là bạn bè đồng trang lứa, căn cứ theo vai vế, như thế nào thì tôi cũng nên gọi anh một tiếng chú. Hứa Minh Tâm không khỏi buồn cười khi nghe Ngôn Hải nói như thế. Chào chú ba. Cô tinh nghịch khẽ gọi một tiếng, mặt tươi như hoa, ánh mắt trong suốt, tựa như một ngôi sao sáng nhất trên bầu trời. Cố Gia Huy nghe cô gọi như thế, trái tim của anh có chút thắt lại. Vai vế lớn, tuổi lớn, chưa hẳn đã là chuyện tốt. Cô vợ nhỏ nũng nịu gọi anh là chú ba, tại sao anh lại cảm thấy khó chịu như thế? Thật ra anh hy vọng Hứa Minh Tâm có thể gọi anh một tiếng ông xã. Mông còn đau không? Sắc mặt Cố Gia Huy bình tĩnh, không khách sáo mà hỏi Hứa Minh Tâm. Hứa Minh Tâm tức khắc bĩu môi, vừa nhắc đến mông cô liền cảm thấy hình như có chút đau. Cậu là thằng nhóc con nào vậy? Bố tôi là Ngôn Đức Thuận. Nhà của chúng tôi kinh doanh mỹ phẩm. Lúc này Cố Gia Huy mới nhớ ra, công ty mỹ phẩm lớn nhất quốc gia ở thành phố Hồ Chí Minh chính là của gia đình Ngôn Đức Thuận. Như thế, Ngôn Hải cũng được xem như là một nhân vật có máu mặt. Hứa Minh Tâm bên cạnh cũng sửng sốt một lúc, nhà họ Ngôn chuyên sản xuất mỹ phẩm, ở thành phố Hồ Chí Minh chỉ có duy nhất một nhà đó thôi. Hóa ra địa vị của Ngôn Hải lại lớn đến vậy, cho đến bây giờ cô vẫn không hề biết gì cả. Anh là con nhà giàu à? Tất cả đều là công lao của bố tôi, chú đến dẫn Minh Tâm đi ăn cơm phải không? Tôi rất quen thuộc khu vực này, chi bằng để tôi làm chủ, mời chú nếm thử một chút đồ ăn ngon gần Đại học thành phố Hồ Chí Minh, chú thấy thế nào? Lời nói của Môn Hải vừa khiêm tốn vừa có lý, làm cho Cố Gia Huy soi không ra một chút sai sót nào. Môn Hải nói đến xuất thân của anh ta, chính bởi vì có thể khiến cho Cố Gia Huy nhìn thẳng vào bản thân của anh ta. Một người nhỏ tuổi dốc sức thể hiện bản thân trước mặt các người lớn bên nhà gái, còn có thể có mưu đồ gì nữa? Nhất định là vì thích Hứa Minh Tâm rồi. Hứa Minh Tâm ngốc nghếch này, chẳng lẽ không nhìn ra sao? Cố Gia Huy cau mày, nếp nhăn giữa hai đầu lông mày của anh thậm chí có thể ép chết một nhà ruồi mặc kệ già trẻ lớn bé. Lúc này anh cảm nhận được một mối nguy hiểm đáng gờm, nhưng đôi mắt to long lanh kia của cô nhóc Hứa Minh Tâm cứ nhìn anh, không ngừng gật đầu, chú. Minh Tâm sẽ dẫn chú đi ăn đồ ăn ngon nhé. Ha ha ha. Em chỉ biết có ăn thôi, em có biết là ông xã của em đang bị người ta khiêu khích hay không hả?
Cố Gia Huy hít một hơi thật sâu, anh thật sự sợ bản thân sẽ đánh nhau với thằng nhóc con này. Anh cũng được xem là người lớn tuổi, đàn ông chân chính chỉ nên dùng trí không nên dùng nắm đấm, không thể đánh được. Được thôi, lên xe nào, để cho chú lái xe nhé. Hứa Minh Tâm cảm thấy cực kỳ vui sướng khi gọi Cố Gia Huy là chú, cho đến bây giờ cô cũng chưa từng gọi qua, đoán chừng đã quên luôn cơn đau mông rồi. Cô mở cửa sau của xe ra, vô cùng tự nhiên mà ngồi vào, Ngôn Hải cũng bám gót ngồi vào sau đấy. Cố Gia Huy lập tức buồn bực. Minh Tâm, em ngồi ghế trước đi, anh ngồi cùng Ngôn Hải ở ghế sau được không? Hở, hai người các anh cũng coi như là khỏe mạnh cường tráng, nếu ngồi cùng nhau có phải sẽ có chút chật chội không? Sao? Cố Gia Huy lạnh lùng nhìn cô, âm thanh trong mũi nhẹ nhàng cao lên, lộ ra một chút tàn bạo. Cô đột nhiên sợ hãi co rụt đầu lại, cô biết lúc này Cố Gia Huy đang không vui, mở cửa chạy nhanh xuống xe, tiếp đó chán nản mở cửa trước của xe ra rồi ngồi vào. Có phải cô làm sai cái gì rồi không? Cố Gia Huy và Ngôn Hải ngồi ở ghế sau tán gẫu câu được câu không, nhưng không ngờ tới hai người trò chuyện một lúc, thì câu chuyện lại nhảy đến trên người cô. Ngôn Hải mỉm cười nhìn Hứa Minh Tâm đang ngồi ghế trước, nói, Minh Tâm là một cô gái rất thông minh, vô cùng ưu tú, ở trường học cũng rất nổi tiếng. Thầy cô và giáo viên hướng dẫn đều có ấn tượng rất tốt với cô ấy. Phải vậy không, tại sao tôi lại cảm thấy Minh Tâm ngốc như heo vậy nhỉ? Vậy có lẽ là chú còn chưa hiểu rõ về cô ấy rồi, dù sao thì hai nhà Hứa Cố sắp tới cũng chuẩn bị kết làm thông gia. Tôi thấy chú đối xử với Minh Tâm cực kỳ tốt. Có phải chú cũng rất thích đứa trẻ này đúng không? Đúng thật là Minh Tâm rất được người lớn trong nhà yêu thích, bố tôi luôn khen cô ấy không dứt miệng. Bố cậu, cô ấy đã gặp bố mẹ cậu rồi à? Câu hỏi có vẻ nhẹ nhàng phát ra từ đôi môi mỏng của Cố Gia Huy, không khí bên trong xe dường như có chút đông cứng lại. Rõ ràng lúc này đang là ngày hè chói chang, vậy mà Hứa Minh Tâm lại cảm thấy lạnh chết đi được. Xong rồi, cô hình như cảm thấy được mùi sát khí rồi. Cô làm gì đã gặp qua bố mẹ của đàn anh chứ? Đàn anh nhớ lầm rồi, em đã bao giờ gặp mặt bố anh đâu. Có một lần bố tôi đến trường học bị lạc đường, ông ấy hỏi đường em, còn nhắc về tôi với em không nhớ gì sao? À, Hứa Minh Tâm lục tìm trong trí nhớ, hình như đúng là năm đó có một người đàn ông như vậy, luôn cười híp mắt khiến cho người khác có cảm giác hòa nhã và dễ gần. Không ngờ người đàn ông đó lại là bố của Ngôn Hải. Chú, đó đơn thuần chỉ là chỉ đường mà thôi. Cô đau khổ giải thích, Cố Gia Huy anh mau xem đi, em không có làm chuyện xấu gì đúng không? Cô nhìn qua Cố Gia Huy, muốn gửi một tin nhắn giải thích, nhưng mà Cố Gia Huy không thèm nhìn cô lấy một cái. Nếu như vậy, chắc ông ấy rất vừa lòng Minh Tâm nhỉ? Đúng thế. Ngôn Hải hơi không tự nhiên, hai gò má hơi ửng đỏ, cụp mắt xuống, có vẻ hơi xấu hổ. Trong lòng Hứa Minh Tâm vang lên tiếng chuông cảnh báo. Vẻ mặt này của đàn anh là sao vậy? Đàn anh à, anh sao lại thẹn thùng thế kia? Chẳng mấy chốc xe đã tới nơi, là một nhà hàng organic bên cạnh trường học, đồ ăn cực kỳ đắt, Hứa Minh Tâm cũng chỉ mới nghe nói đến mà thôi, nói chung là do không có tiền đến đây ăn. Chú vào nếm thử đi, mùi vị chỗ này rất tốt, nguyên liệu nấu ăn đều là thực phẩm hữu cơ tươi mới. Cậu còn rất biết chọn chỗ đấy. Bởi vì Minh Tâm khá kén ăn, cô ấy ăn không được đồ ăn có dầu mỡ kém chất lượng. Chỉ cần đồ ăn không tốt cho sức khỏe, thì lập tức có thể bị nôn ra hết. Có vẻ cậu rất hiểu cô ấy đấy nhỉ? Hiểu biết của tôi có lẽ vẫn còn chưa đủ, trước kia tôi từng làm việc trong hội học sinh, thường xuyên mang đồ ăn đến cho Minh Tâm, đồ ăn mang đến là của nhà hàng này. Hứa Minh Tâm nghe xong thì không nói ra lời, không ngờ đồ ăn trước kia của cô hóa ra lại đắt như vậy. Đàn anh ơi! Anh trực tiếp đưa tiền cho tôi là được rồi, cần gì phải đưa cơm chứ? Ăn thịt bò giá 30.000 cũng là ăn, ăn rau giá 300.000 cũng là ăn mà. Tuy cô học môn kinh tế không giỏi, nhưng cô vẫn phân biệt được 30.000 và 300.000, được không? Đàn anh, thì ra trước kia anh tiêu pha tốn kém thế hả? Không sao, điều nên làm mà. Ngôn Hải cười, cưng chiều giơ tay ra xoa đầu cô. Động tác này rất thân mật. Khiến Cố Gia Huy chỉ mong có thể chặt luôn cái tay không biết phép tắc của Ngôn Hải xuống. Hứa Minh Tâm cảm nhận được cơn gió lạnh, trước kia không cảm thấy động tác này có vấn đề gì cả, bởi vì cũng có phải Ngôn Hải chỉ làm thế với một mình đâu. Mọi người đều đồn Ngôn Hải là điều hòa công cộng, khiến ai cũng thấy ấm áp, không đối tốt hẳn với ai.
Sao lần này lại nói nhiều thứ không liên quan thế chứ? Đàn anh, dù sao chú ba cũng là bậc trên của em, anh đừng nói mấy lời khiến người khác hiểu lầm nữa, nếu không, chú ba sẽ tưởng chúng ta có gì thật. Chú ấy nói cho cha mẹ em thì không ổn. Cô nhấn mạnh câu chữ, hy vọng Ngôn Hải sẽ bớt lại một chút. Ngôn Hải nghe thế, ánh mắt liền dịu dàng. Thực ra anh ta thích Hứa Minh Tâm từ lâu rồi, nhưng Hứa Minh Tâm rất chậm chạp trong vấn đề tình cảm nam nữ, dù anh ta tỏ ý ám chỉ thế nào, cô cũng không cảm nhận được. Anh ta không phải điều hòa công cộng, những người mà anh ta từng giúp đỡ đều là người bên cạnh Hứa Minh Tâm. Nếu như cô nghe ngóng kỹ thì sẽ biết, anh ta là người sợ phiền phức, chứ không rảnh thế. Anh ta thân với Bạch Thư Hân cũng là vì Hứa Minh Tâm. Từ khi Hứa Minh Tâm nhập hội, anh ta đã chú ý tới cô bé đáng yêu này. Cô làm gì cũng rất tích cực, không sợ chịu thiệt chút nào, đến nỗi những việc người khác không muốn làm đều dồn cho cô. Ngôn Hải thường giúp đỡ cô, thêm việc có quan hệ với Bạch Thư Hân, nên quan hệ của họ càng ngày càng tốt. Thực ra anh ta muốn sẽ tỏ tình với cô ngay sau khi tốt nghiệp, có cơ hội gặp bố mẹ cô. Nhưng bây giờ lại tình cờ gặp người lớn trong nhà họ Cố, cũng tiện đánh tiếng trước. Anh ta lại rất mong tin này sẽ tới tai bố mẹ Hứa Minh Tâm, để họ chuẩn bị sớm. Anh tin chú ba là người hiểu chuyện, chắc chắn sẽ hiểu ý của anh. Chú ba là người lớn, chắc chắn sẽ mong con cháu có thể hạnh phúc. Hả? Cố Gia Huy hiểu ý của Ngôn Hải. Vậy ý của Ngôn Hải là gì? Quả thực Hứa Minh Tâm khá mờ mịt về vấn đề tình cảm. Cô không biết thế nào là thích, thế nào là yêu. Cô sẽ đối tốt với người khác, người khác cũng tốt với cô, đây là chuyện rất bình thường. Cô không hiểu cách giữ chừng mực. Đến nỗi khi Bạch Thư Hân hỏi cô, rốt cuộc có thích Cố Gia Huy không, cô cũng không nói rõ được lý do. Cô chỉ biết, cô đã ngầm thừa nhận Cố Gia Huy là người nhà của mình. Đến nỗi cô không để ý tới những thứ tình cảm khác. Cô bất lực nhìn Cố Gia Huy, không hiểu ý của Ngôn Hải lắm. Ăn cơm. Giọng Cố Gia Huy lạnh lùng, sắc mặt không vui cũng chẳng buồn, không nhìn ra được anh đang nghĩ gì. Trong sâu thẳm đôi mắt phượng là một mớ rối ren khó hiểu. Giống như bờ biển vô tận, bên trong sóng đang trào lên, nhưng lại như một hố đen trong màn sao đêm, dường như đang há miệng nuốt người ta vào. Hứa Minh Tâm nhìn, đột nhiên trái tim cô run lên, cô hơi sợ. Đồ ăn được đem lên rất nhanh, cô nhìn một lượt, đều là những thứ mình thích ăn. Sườn xào chua ngọt, cánh gà, còn có hai món rau thanh đạm và một nồi canh. Cũng đúng, hồi mới khai giảng, hội học sinh có rất nhiều việc. Ngôn Hải là hội trưởng hội học sinh, thường xuyên đặt đồ ăn, rất nhiều lần, đương nhiên cũng hiểu khẩu vị của cô. Đến cả Hứa Minh Tâm cũng bất chợt nhận ra, thì ra Ngôn Hải đã hiểu cô tới mức này rồi. Biết cô thích ăn gì, không ăn dầu máng xối, còn biết hôm nay giao bài tập chuyên ngành. Ai? Sẽ phí công nhiều thế để nhớ sở thích của một người. Trước giờ cô vẫn mơ hồ chuyện tình cảm, đột nhiên lại hơi hiểu ra. Bây giờ, cô rất muốn tìm người hiểu chuyện này để hỏi, đừng để bản thân cứ đoán mò thế mãi, cô cầu cứu Cố Gia Huy. Mà bây giờ Cố Gia Huy cũng đang nhìn cô, ánh mắt tĩnh lặng bỗng chốc rơi vào người cô, đem theo sự lạnh lùng, còn có. Sự tức giận. Cố Gia Huy tức giận rồi. Nhưng cô có làm chuyện gì sai đâu. Ngôn Hải múc cho cô một bát canh, nói, nhân lúc nóng mà uống đi, bồi bổ sức khỏe, em gầy quá, anh lo là gió sẽ thổi em đi mất. Em không ăn nữa, tự nhiên em thấy hơi khó chịu, em đi trước. Hứa Minh Tâm lo lắng, không biết nên đối xử với Ngôn Hải thế nào mới được, bây giờ chạy là thượng sách. Minh Tâm, Ngôn Hải vội đứng dậy, gọi một câu nhưng không chạy theo. Anh ta được giáo dục tốt. Không thể để Cố Gia Huy ở lại đây một mình được. Anh ta lại ngồi xuống, nhắn tin cho Hứa Minh Tâm, khi cô tới trường thì nhắn lại cho anh ta. Nhắn xong, anh ta lại nhìn Cố Gia Huy, tôi đã nghe danh tiếng chú ba từ lâu, hôm nay may mắn được gặp, đúng là phúc của tôi. Tôi, thế sao, tôi sợ sau này cậu không muốn thấy tôi nữa. Cố Gia Huy không dè chừng gì, nói, tuy Ngôn Hải bình tĩnh, nhưng không ai dám phớt lờ sức mạnh trong đó. Cố Gia Huy vẫn luôn khiêm tốn, báo Đà Nẵng đưa tin cực kỳ ít, nhưng bố từng nói không thể coi thường người này. Nội bộ nhà họ Cố tranh chấp gay gắt, những năm này Cố Gia Huy vẫn sống yên ổn, có thể thấy không phải hạng tầm thường. Và lại, rốt cuộc phải trải qua chuyện đáng sợ thế nào thì mới bị một vết sẹo nửa mặt cùng với sự nhạy bén như thế.
giống như một chiếc vỏ kiếm, không lộ ra mặt sắc bén, nhưng cũng khiến người ta không dám nhìn thẳng. Đôi mắt đó, sâu thẳm tựa biển, Ngôn Hải rất nhanh nhẹn, cười nói, sau này tôi sẽ kế thừa sản nghiệp của bố mình, khó tránh được phải giao tiếp với người làm ăn, sau này e là vẫn sẽ gặp chú ba, tôi nhìn ra được, chú ba rất quan tâm Minh Tâm, cô ấy quả thực là một cô gái xứng đáng được người khác đối tốt, chú ba tuy là người nhà họ Cố, không thân thiết với nhà họ Hứa, nhưng lại rất quan tâm cô ấy, Ngôn Hải rất cảm kích. Tôi quan tâm con bé là chuyện của tôi với con bé, cần cảm ơn thì cũng là con bé cảm ơn tôi, cậu cảm ơn tôi làm gì. Huống chi, thân phận của con bé, quả thực nên gọi tôi là chú ba, nhưng tôi và nhà họ Ngôn không phải thân thiết gì, tiếng chú ba của cậu, tôi không kham nổi. Tôi cũng có việc, xin được đi trước. Thái độ của Cố Gia Huy rất lạnh lùng, nhẹ nhàng đặt đũa xuống. Chiếc đũa đặt lên bát sứ vang lên tiếng kêu thánh thót, nhẹ nhàng đánh động tâm hồn Ngôn Hải. Không biết tại sao, thái độ của Cố Gia Huy càng gần càng không thân thiện, chẳng lẽ mình làm sai gì rồi sao? Cố Gia Huy rời đi, Ngôn Hải cũng chẳng buồn ăn cơm, vội trở về trường. Sau khi cô về trường, không ngờ bạn cùng phòng nói, Ngôn Hải đang đợi ở dưới lầu, nói có chuyện cần tìm cô. Bạn cùng phòng hóng chuyện, trông cậu với đàn anh đó gần đây có vẻ hân, có phải hai người? Không phải. Hứa Minh Tâm xua tay, sợ họ đoán mò. Không phải, tớ thấy đàn anh Ngôn Hải với cậu trông thân lắm. Cậu nói thật đi, rốt cuộc các cậu. Không, tớ không thích đàn anh Ngôn Hải, và lại. Tớ có bạn trai rồi. Cô bất giác nhìn điện thoại một cái, từ lúc cô bỏ chạy, Cố Gia Huy vẫn không liên lạc với mình. Còn đang giận mình sao? Cô hơi thấp thỏm bất an. Cô ngại để Ngôn Hải đợi lâu nên xuống lầu. Đi dạo chút đi. Cô không dám nhìn vào mắt Ngôn Hải. Hai người một trước một sau đi tới bên hồ bán nguyệt trong trường, xung quanh toàn là cây dương liễu, còn có một khu rừng trúc nhỏ. Ở đây được đồn là thánh địa tình yêu, các đôi yêu nhau đều tới đây. Hứa Minh Tâm nhìn ra xa, phát hiện đâu đâu cũng là các cặp đôi. Vậy cô và đàn anh Ngôn Hải đứng ở đây có phải không ổn lắm không? Cô hơi dừng chân, không muốn bước tiếp, nói, đàn anh tìm em có chuyện gì? Minh Tâm, em vẫn không hiểu sao? Ngôn Hải hơi bất lực. Anh quay người, đối diện cô, tiến tới gần. Cô giật mình lùi về sau. Em hiểu gì cơ? Anh thích em 2 năm rồi, từ lúc em vào hội học sinh. Anh đã thích em, sao em vẫn không hiểu, là tại anh giấu kỹ thế sao? Cái gì? Hứa Minh Tâm trợn mắt, không thể tin nổi mà nhìn anh. Đối diện với màn tỏ tình bất ngờ này, cô luống cuống hét lên. Em không phát hiện ra, tất cả những người mà anh quan tâm đều là bạn học, bạn cùng phòng của em sao? Em không biết. Cô hoàn toàn không chú ý tới nhiều tiểu tiết thế. Vậy bây giờ em nên biết rồi, Minh, Tâm. Anh thích em thì sao? Ngôn Hải nghiêm túc hỏi. Minh Tâm bối rối, nói, đàn anh, em chưa từng nghĩ tới chuyện chúng ta sẽ yêu nhau, huống chi. Em có bạn trai rồi. Em có bạn trai rồi. Minh Tâm, em đừng nói dối, anh chưa từng thấy em thân thiết với bạn khác giới nào, kể cả có, em thích anh ta không? Anh ta thích em không? Anh ta có quan tâm em, tỉ mỉ với em thế này không? Chuyện này, em không rõ lắm. Đúng là Hứa Minh Tâm không rõ lắm. Cô không biết Cố Gia Huy có tình cảm thế nào với mình, cũng không biết mình ỷ lại anh ta hay thích anh ta. Từ nhỏ tới lớn, cô chưa từng thử tình yêu nam nữ. Cô luôn cảm thấy, thích là sự rung động trong chốc lát, là nước chảy đá mòn trong tương lai dài dặc. Cô và Cố Gia Huy quan nhau cũng không ngắn không dài, chưa gọi là rung động chốc lát, cũng không gọi là nước chảy đá mòn. Cô không thể làm rõ tình cảm giữa mình với Cố Gia Huy. Nhưng lại hiểu trước tới giờ cô chưa từng muốn yêu đương với Ngôn Hải. Trước giờ không muốn, bây giờ cũng không hề. Cô hít sâu một hơi, nắm chặt tay, nói, xin lỗi, đàn anh, em chưa từng có cảm giác đó với anh, cho nên em không thể đồng ý được. Và lại em có người yêu thật rồi, cho nên, xin lỗi anh. Cô cúi đầu, xin lỗi. Ngôn Hải thấy cô thành khẩn, không giống đang nói dối, trái tim như bị đâm một nhát đau đớn. Thì ra là anh tự mình đa tình, ha. Một tiếng cười ngắn ngủi, như đang tự cười nhạo mình. Gõ vào trái tim Hứa Minh Tâm, nặng nề vô cùng. Cô thấy bản thân thật ngốc, không thể xử lý được chuyện tình cảm. Xin lỗi, xin lỗi. Cô chỉ có thể cúi người, đầu không dám ngẩng lên,
liên lục nói hai chữ đó. Ngôn Hải hơi đau lòng, đỡ cô đứng thẳng, ôm cô một cái thật nhẹ, sau đó đôi môi mỏng tiến gần, thế mà lại hôn lên trán cô một cái. Đàn anh, cô bối rối, hơi hoang mang đẩy anh ta ra, nhưng anh lại càng chặt cánh tay ôm cô hơn. Để anh ôm em một chút, mới cảm thấy chuyện yêu thầm của anh cũng không có kết quả thê thảm lắm, ít nhất thì anh cũng có một câu trả lời tốt đẹp. Giọng anh ta dịu dàng, chất chứa đau thương. Hứa Minh Tâm mềm lòng, để anh ta ôm. Cô nhẹ nhàng vỗ lưng anh, nói. Đàn anh, chắc chắn anh sẽ tìm được người tốt hơn. Đúng lúc này, Hứa Minh Tâm đột nhiên nhìn thấy một người, Cố Gia Huy. Khoảnh khắc nhìn thấy Cố Gia Huy, nhịp đập tim Hứa Minh Tâm đột nhiên dừng lại một chút, cô quên cả thở. Sao anh lại tới, lâu thế rồi, chắc là thấy hết rồi. Đàn anh, xin lỗi, em có việc. Cô đẩy Ngôn Hải ra, phản ứng đầu tiên là chạy theo Cố Gia Huy, muốn giải thích gì đó. Nhưng Cố Gia Huy lại nhìn cô bằng ánh mắt lạnh lùng, sau đó quay người đi mất. Anh đi rất nhanh, thêm việc có cây chắn ở lối rẽ, cô hoàn toàn không biết anh đã đi đâu. Hứa Minh Tâm đã dùng tốc độ nhanh nhất để chạy theo, nhưng đợi khi cô tới, thì đã không thấy bóng dáng Cố Gia Huy đâu. Cô vội vàng gọi điện, nhưng anh không bắt máy. Cô nhắn tin cho anh. Chú ba Cố nghe điện thoại, em có chuyện muốn nói với anh. Nhưng gọi lại một lần, vẫn không có người nhận điện thoại. Nhất định là anh hiểu nhầm rồi. Cô lại nhắn tin giải thích một lần, nhưng vẫn không nhận được tin nhắn lại. Lúc này, Cố Gia Huy đang ngồi trong xe, điện thoại ở một bên, mặc nó kêu inh ỏi. Anh nhìn tin nhắn hiện lên, cảm thấy hơi mệt mỏi, nhắm mắt xoa trán. Khương Tuấn hiểu, chắc chắn là anh Trung đau đầu rồi. Anh Trung, không nhận điện thoại của cô Tâm sao? Cậu cũng thấy Ngôn Hải rồi, cậu cảm thấy một người phụ nữ bình thường sẽ chọn thế nào? Đương nhiên là anh. Tôi muốn nghe lời thật lòng. Cố Gia Huy lạnh lùng nhìn, ngắt lời Khương Tuấn. Khương Tuấn nuốt nước bọt, cảm nhận được sự lạnh lẽo của cái chết. Anh ta bất lực nói, anh Trung, nếu như anh dùng khuôn mặt thực sự đối mặt, nói không chừng có thể dùng sắc đẹp để cuốn người ta. Phụ nữ đều là động vật trọng thị giác, thích người đẹp trai. Thêm việc anh cố ý che giấu thực lực của mình, nếu như cô Tâm biết được thân phận cao quý của anh, đừng nói là Ngôn Hải, đến ông nội cậu ta tới đây cũng vô ích thôi, 10 người cũng không bỏ. Cho nên cậu nói là tôi thua hả? Khương Tuấn cố ý nói lảng đi, mãi không chịu nói kết quả. Cố Gia Huy điềm tĩnh mở mắt, trực tiếp nói ra kết luận cuối cùng. Khương Tuấn mím môi, nếu anh ta là con gái, chắc chắn sẽ chọn thế. Thực sự là kết quả quá rõ ràng, nếu như Hứa Minh Tâm có tư duy bình thường, chắc chắn sẽ chọn Ngôn Hải. Hiếm thấy anh Trung tìm được một cô gái mình thấy thích, chẳng lẽ cứ để người ta bị cướp đi thế sao? Anh Trung, không bằng chúng ta nói chân tướng cho cô Tâm. Với điều kiện của anh, chắc chắn cô Tâm sẽ vồ lấy anh ngay. Cậu cảm thấy loại con gái như thế, tôi sẽ ham sao? Cố Gia Huy không vui. Nếu như Hứa Minh Tâm giống như kiểu con gái đó, thấy tiền là sáng mắt ra, muốn gả vào nhà có quyền thế, vậy thì sao Cố Gia Huy anh lại thích được? Cô rất đặc biệt, cũng rất đơn thuần, mới có thể khiến anh nhận định rằng sẽ không buông tay cả đời này. Nhưng không ngờ, bây giờ Hứa Minh Tâm lại buông tay trước. Cứ nghĩ tới biểu hiện hôm nay của Ngôn Hải, thêm việc hai người họ ôm thơm nhau, lại như một con dao cắm vào tim anh, khiến anh đau đớn. Anh vốn tưởng rằng, bản thân đã trở thành người có trái tim sắt đá từ lâu rồi. Không ngờ lại dịu dàng vì cô, đau đớn vì cô. Phụ nữ, nếu như không có được, kết cục của anh hai, chẳng lẽ không đủ rõ ràng sao? Sắp xếp hợp tác với nhà họ Ôn một chút, đặt vé máy bay sớm nhất, tôi muốn đi nước Anh. Vậy còn cô Tâm, tôi cho cô ấy thời gian suy nghĩ, khi về, dù kết quả thế nào tôi cũng sẽ chấp nhận. Cố Gia Huy hít thở sâu, giọng bình thản, nhưng vẫn không ngăn được cảm xúc đang run rẩy. Buông bỏ sự đau đớn cũng tốt, nhưng lại không phải chuyện dễ. Bên này, Hứa Minh Tâm không gọi được, cũng đành từ bỏ. Cô chỉ có thể cầu cứu Bạch Thư Hân. Bạch Thư Hân biết được chuyện Ngôn Hải, lập tức chạy qua. Hai người họ hẹn nhau ở quán Ba Thời Quang, Hứa Minh Tâm trước giờ chưa từng dính giọt rượu nào, bây giờ lại gọi hai chai bia. Khi Bạch Thư Hân chưa tới đã ôm chai bia, ngửa đầu uống không ít. Bạch Thư Hân đi tới, thấy khuôn mặt đỏ bừng của Hứa Minh Tâm thì hơi đau lòng. Chuyện gì thế?
Hứa Minh Tâm nói hết chuyện này ra một lần. Cô bé này, đến cùng là cậu thích ai mà cậu cũng không biết à? Bạch Thư Hân có chút sốt ruột. Từ nhỏ tới lớn tớ đã yêu đương với ai đâu, chồng sắp cưới này cũng chẳng phải do tớ chọn, làm sao mà tớ biết được chứ? Hứa Minh Tâm nói với vẻ vô cùng đáng thương. Vậy tớ hỏi cậu, giữa Ngôn Hải và Cố Gia Huy thì ai đẹp trai hơn? À, Ngôn Hải. Vậy gia cảnh của Ngôn Hải và Cố Gia Huy ai tốt hơn? Cũng là Ngôn Hải. Hứa Minh Tâm có chút bất đắc dĩ. Vậy tại sao Ngôn Hải theo đuổi cậu mà cậu lại không đồng ý hả? Tớ đã là vợ sắp cưới của cậu ba nhà họ Cố rồi, sao lại ở bên người khác được chứ? Có phải là cậu bị ngốc đúng không? Bạch Thư Hân nói với vẻ hận rèn sắt không thành thép, cô ấy rất muốn nạy đầu của Hứa Minh Tâm ra xem đến cùng trong đó chứa cái gì. Ngôn Hải là người thừa kế duy nhất của tập đoàn Phát Đạt, chắn chắn là tốt hơn Cố Gia Huy nghèo túng nhiều đúng không? Nếu như cậu thật sự không có tình cảm gì với Cố Gia Huy thì đừng nên ở mãi bên anh ta làm gì. Cậu có thể nói cho Ngôn Hải biết, dù sao cậu vẫn còn trong sạch. Nếu như nhà họ Ngôn thật sự muốn cậu làm dâu nhà họ thì sao họ có thể không giúp cậu chứ? Thoát khỏi Cố Gia Huy, rồi sau đó gả vào nhà giàu, có một người chồng thương yêu cậu, bố mẹ chồng yêu thương, không phải là dễ lựa chọn lắm mà. Sở dĩ cậu cảm thấy xoắn xuýt như thế là bởi vì cậu chẳng có tình cảm gì với Ngôn Hải cả, cậu còn chưa từng suy nghĩ tới những điều kiện khác của anh ta. Đó là bởi vì cậu đã thích Cố Gia Huy rồi, biết chưa hả? Bạch Thư Hân nói một hơi dài, cô ấy tức tới nỗi trợn tròn mắt. Tớ thích Cố Gia Huy ư. Hứa Minh Tâm chỉ vào mặt mình, tới bây giờ cô vẫn rất hoang mang. Bạch Thư Hân kêu lên một tiếng rồi nói, trời ơi là trời, tớ cảm thấy xót thương cho Ngôn Hải và Cố Gia Huy đấy, sao lại thích một người ngu ngơ như cậu chứ hả? Tớ hỏi cậu biết Cố Gia Huy xấu như thế, còn lớn tuổi, sau này cũng không phát triển tốt được vậy vì sao cậu còn bảo vệ cho anh ta, không cho phép ai nói anh ta là người quái dị? Vì sao mà anh ta lớn hơn cậu 10 tuổi? Hai người có khoảng cách thế hệ mà cậu còn bằng lòng. Còn nữa, bây giờ cậu đi làm thêm vất vả như thế này không phải cũng là vì Cố Gia Huy sao? Nếu cậu không thích anh ta thì cậu quản tiền thay anh ta làm gì? Cậu đã định nghĩa mình thành vợ của Cố Gia Huy, có trách nhiệm quản lý cuộc sống cho anh ta rồi đó biết không? Bây giờ cậu nghĩ đi, đến cùng là cậu thích ai? Hứa Minh Tâm nghe tới đây thì khẽ run lên, như choàng tỉnh. Những lời mà Bạch Thư Hân vừa nói khiến cho cô nghĩ thông suốt ngay lập tức. Cô để ý quan tâm tới Cố Gia Huy như thế, chẳng lẽ không phải là thích anh sao? Điều kiện của Ngôn Hải có tốt hơn nữa thì sao chứ, cô cũng đâu có thích, liên quan gì tới cô? Những gì bây giờ Hứa Minh Tâm nghĩ không phải đều là về Cố Gia Huy sao? Tớ thích Cố Gia Huy. Lúc đầu Hứa Minh Tâm còn có chút do dự nhưng càng về sau lại càng kiên định. Đúng, tớ thích Cố Gia Huy, tớ thích anh ấy. Tớ chỉ bao che khuyết điểm cho người tớ quan tâm, cho nên tớ không cho ai nói xấu anh ấy. Tớ cảm thấy anh ấy cô đơn nên tớ mới làm bạn với anh ấy. Mặc dù anh ấy không đẹp, sau này cũng không được giàu có nhưng thì sao chứ? Thứ tớ thích là sinh hoạt bình thản, không cần giàu to, chỉ cần mạnh khỏe. Cuối cùng Hứa Minh Tâm cũng đã nghĩ thông, cô cảm thấy đầu mình cũng nhẹ hơn. Hứa Minh Tâm nắm lấy tay của Bạch Thư Hân rồi nói, tớ nghĩ rõ ràng rồi, tớ muốn nói cho Cố Gia Huy biết. Tớ muốn giải thích cho anh ấy nghe, tớ muốn nói cho anh ấy tấm lòng của tớ. Hứa Minh Tâm có chút kích động, cô sắp nói không nên lời rồi. Bạch Thư Hân cũng không biết mình nói cho Hứa Minh Tâm nghe như vậy đến cùng là tốt hay xấu. Dù sao điều kiện của Cố Gia Huy chẳng đáng là gì khi so với Ngôn Hải cả. Nhưng Hứa Minh Tâm ngơ ngẩn như thế này thì làm sao bây giờ? Thật ra Bạch Thư Hân đã biết Ngôn Hải có ý với Hứa Minh Tâm từ lâu rồi, chỉ là anh ta chững chạc. Tỉ mỉ nên vẫn giấu không nói mà thôi. Hừ, ai bảo anh ta không nói, vốn là bạn gái của mình, bây giờ đã thành vợ sắp cưới của người khác rồi. Mấy người giấu giấu giếm giếm, độc thân là đáng đời. Đi thôi, tớ đưa cậu về. Cảm ơn Thư Hàn, tớ yêu cậu chết mất. Đừng, bây giờ tớ có chút tự trách mình rồi đây. Hứa Minh Tâm, có phải là cậu bị mù đúng không hả? Người đàn ông ba tốt cậu không cần. Lại đi yêu một người không tiền không thế, đã vậy lại còn xấu. Trời ơi, thẩm mỹ của cậu bị sao thế hả? Cố Gia Huy cũng đâu có bết bát như vậy, cậu đừng nên so sánh anh với con nhà giàu, cậu hãy nghĩ tới những người bình thường đi. Người đàn ông của tớ mỗi tháng có thu nhập gần 200 triệu, chỉ cần cố gắng mấy năm là mua được nhà rồi.
Đúng đúng, người đàn ông của cậu chỉ có thể mua một căn nhà, còn Môn Hải có thể mua được cả tòa nhà. À, mà tớ đâu có thấy Cố Gia Huy xấu đâu, một bên mặt khác cũng đẹp lắm mà, hơn nữa vóc người anh ấy phần trăm 3D cao lớn, nhìn rất an toàn. Vâng vâng vâng, chồng xấu là có cảm giác an toàn. Thế mới nói bởi vì Ngôn Hải quá đẹp trai nên anh ta mới thua. À, mà Cố Gia Huy còn tốt với tớ nữa. Thôi đừng nói nữa, cậu nói tiếp là Ngôn Hải sẽ trốn vào nhà vệ sinh khóc ngất luôn đấy. Bạch Thư Hân vội vàng ngăn Hứa Minh Tâm lại, cô ấy cảm thấy đau lòng cho Ngôn Hải mấy giây. Hứa Minh Tâm le lưỡi, cô biết rằng mình nói như thế thì rất tàn nhẫn với Ngôn Hải. Bây giờ cô mới biết rằng Ngôn Hải lại hy sinh vì mình nhiều như thế. Nếu như cô gặp Ngôn Hải trước khi gặp được Cố Gia Huy thì có lẽ cô sẽ đồng ý với anh ta. Nhưng bây giờ thì Hứa Minh Tâm không thể nào đồng ý được, chuyện tình cảm không thể miễn cưỡng, ép dầu ép mỡ ai nỡ ép xuyên. Sau khi lên xe, Hứa Minh Tâm vẫn rất kích động, cô hận không thể mọc cánh bay về rồi đứng trước mặt Cố Gia Huy nói cho rõ ràng. Bạch Thư Hân thấy Hứa Minh Tâm vui vẻ như thế thì nói với vẻ bất đắc dĩ. Tớ thật không hiểu nổi, vì sao cậu lại thích Cố Gia Huy chứ? Anh ấy rất cô đơn, tớ muốn ở bên anh ấy. Đây không phải là lý do để thích một người. Có thể trở thành lý do chứ, tớ không thích để anh ấy cô đơn, tớ muốn dẫn anh ấy đi làm vô số việc. Dẫn anh ấy đi phơi nắng, xem phim, đi quảng trường xem pháo hoa. Tớ không thích người khác có thành kiến với anh ấy, trong mắt tớ anh ấy là một người đàn ông bình thường. Anh ấy cho tớ cảm giác an toàn, có lúc tớ rất sợ, nhưng một khi nhìn thấy anh ấy thì tớ sẽ không sợ nữa. Khi xảy ra chuyện không vui ở nhà cũ, Cố Gia Huy đã tin tưởng cô, che chở cho cô. Khi Hứa Minh Tâm bị nhốt trong phòng học thì Cố Gia Huy đã chạy tới, thậm chí còn dẫn cô đi nhà họ Hứa xả giận. Cố Gia Huy sẽ yên tâm giao tiền lương của mình cho Hứa Minh Tâm, dạy cho cô học, sẽ ôm ngủ trong ngày mưa gió, sưởi ấm cho cô. Hứa Minh Tâm rất ít khi cảm nhận được cái cảm giác được người khác bảo vệ như thế này, cô có thể nhận ra sự dịu dàng mà Cố Gia Huy dành cho mình. Bởi vậy nên cô muốn làm gì đó cho anh. Tớ thật sự không thể hiểu nổi trẻ con bây giờ đang nghĩ cái gì trong đầu. Cậu đã nghĩ thông suốt rồi vậy cậu có chắc chắn rằng Cố Gia Huy thích mình không? Bạch Thư Hân chỉ là thuận miệng nói mà thôi, ai ngờ cô ấy vừa dứt lời thì nụ cười của Hứa Minh Tâm đã trở nên cứng đờ. Hứa Minh Tâm quên mất vấn đề này, Cố Gia Huy chưa hề tỏ tình với Hứa Minh Tâm lắc đầu. Bạch Thư Hân thấy hai người bọn họ quá kỳ lạ, trực tiếp đạp chân phanh rồi dừng lại bên vệ đường. Mẹ ơi! Hai người các cậu thật sự là vợ chồng sắp cưới đấy hả? Từ lúc đính hôn cho tới giờ cũng 1-2 tháng rồi. Bây giờ cậu mới nghĩ rõ thì không nói làm gì, nói nữa ngày trời vậy mà hóa ra cậu không hề biết Cố Gia Huy có thích mình hay không à? Có lẽ là thích. Tớ bị cậu làm cho tức chết rồi đây này. Suýt chút nữa là Bạch Thư Hân tức tới hộc máu, vì sao cô ấy lại cảm giác hay người này đang đùa giỡn mình nhỉ? Bạch Thư Hân khởi động xe một lần nữa rồi đưa Hứa Minh Tâm tới cửa biệt thự nhà họ Cố. Cậu mau xuống xe đi, tớ nhìn thấy cậu là lại tức, tớ còn muốn sống lâu một chút, chưa muốn chết sớm đâu. Buổi tối tớ sẽ hỏi cho rõ ràng rồi nói cho cậu biết. Lần này tớ sẽ không lơ mơ nữa đâu. Cũng đã lơ mơ tới lúc này rồi thì tớ còn có thể trông cậy vào cậu được gì nữa chứ. Cố lên, nếu cậu đã thích anh ta thì tớ sẽ chúc phúc cho hai người. Hứa Minh Tâm nhìn về phía Bạch Thư Hân với sự cảm kích rồi quay người đi về phía biệt thự đèn đuốc sáng trưng kia. Bạch Thư Hân thấy nhìn theo bóng lưng vui vẻ của Hứa Minh Tâm thì thở dài một hơi. Không khó để nhận ra Hứa Minh Tâm đã thích Cố Gia Huy, chỉ mong rằng anh ta cũng thích Hứa Minh Tâm, có thể cho cô một cuộc sống hạnh phúc. Nhưng mà, người bạn đời của mình đang ở đâu chứ? Bạch Thư Hân thở dài một tiếng rồi im lặng một lúc lâu. Cô lấy điện thoại ra rồi gọi cho một dãy số mà mình thuộc nằm lòng, chẳng cần lưu vào danh bạ. Rất nhanh sau đó điện thoại đã được kết nối, đầu dây bên kia vang lên một giọng nói lạnh nhạt, có chút trầm thấp, lại xen lẫn một chút mỏi mệt. Ai vậy? Bạch Thư Hân nghe thấy giọng nói của người đàn ông bên kia thì trái tim của cô ấy như thắt lại. Ngay cả hô hấp cũng trở nên cẩn thận, không dám thở mạnh. Thật ra Bạch Thư Hân rất hâm mộ Hứa Minh Tâm, cô dám yêu dám hận. Bạch Thư Hân và Ngôn Hải đều cùng là một loại người, yêu nhưng khó mở miệng. Ngôn Hải là kín đáo, còn cô ấy là không thể mở miệng được. Đối phương không nghe thấy ai trả lời thì hơi do dự một chút, sau đó hỏi, là Thư Hàn à?
Bạch Thư Hân nghe người đó gọi tên của mình thì trở nên luống cuống, cô ấy vội vàng tắt điện thoại đi. Trong đêm tối, không khí có vẻ hơi yên tĩnh. Đối phương không có gọi là mà gửi cho Bạch Thư Hân một tin nhắn. Tiền sinh hoạt của tháng này đã gửi tới thẻ rồi, chăm sóc mình cho tốt. Bạch Thư Hân nhìn dòng chữ kia mà hốc mắt ửng đỏ lên. Ai thèm tiền sinh hoạt mà anh cho chứ? Bạch Thư Hân nói xong rồi rút sim ra, trực tiếp ném ra ngoài cửa xe. Hứa Minh Tâm về tới nhà trong tâm trạng vô cùng kích động. Cô chạy từ trên lầu xuống dưới lầu, nhưng lại không hề nhìn thấy bóng dáng Cố Gia Huy đâu cả. Chú An ơi, Cố Gia Huy còn chưa đi làm về à? Chú An nhìn dáng vẻ vội vàng của Hứa Minh Tâm thì há to miệng, ông ấy không biết nên nói như thế nào. Hứa Minh Tâm thấy dáng vẻ khó mà mở miệng của ông ấy thì lại trở nên hồi hộp. Sao thế à? Cậu chủ đi công tác ở nước Anh rồi. Cậu ấy nói rằng hai người nên tự mình tỉnh táo lại, nghĩ cho kỹ xem thứ mình muốn là gì. Vậy khi nào anh ấy về? Cái này thì tôi cũng không rõ lắm. Hứa Minh Tâm nghe tới đây thì sự vui vẻ lúc nãy cũng đã biến mất. Quả nhiên Cố Gia Huy đã tức giận rồi, anh tức tới nỗi đi ra nước ngoài. Vậy cho cháu hỏi làm sao mới có thể liên lạc được với anh ấy? Cháu gọi nhưng anh ấy tắt máy. Chắc có lẽ bây giờ cậu chủ đang ở trên máy bay. Khi nào cậu ấy tới nơi thì Khương Tuấn sẽ thông báo cho tôi biết. Thời gian bay khoảng 5 tiếng, cô Minh Tâm không cần chờ, tối nay cứ nghỉ ngơi sớm, còn có chuyện gì thì cứ nói với tôi. Cảm ơn chú An. Hứa Minh Tâm cũng không biết tâm trạng lúc này của mình là gì. Lúc về nhà cô vốn vô cùng vui vẻ và hưng phấn nhưng bây giờ lại như có một gáo nước lạnh dội thẳng từ đầu cô xuống, chẳng hề có chút vui vẻ nào. Hứa Minh Tâm ủ rũ như quả bóng bị thủng. Chỉ đành cúi đầu đi về phòng. Cô nói cho Bạch Thư Hân biết rằng Cố Gia Huy đã ra nước ngoài. Hứa Minh Tâm đột nhiên cảm thấy căn nhà này thật trống rỗng, thật lạnh lẽo. Thật ra trước kia cũng không có quá nhiều người, thỉnh thoảng Khương Tuấn cũng sẽ tới thăm, căn nhà to như thế này cũng chỉ có 4 người mà thôi. Nhưng có Hứa Minh Tâm lại cảm thấy đó chính là nhà, tràn ngập sự ấm áp. Mà bây giờ chỉ còn mình và chú An, trái tim của cô rất trống trải. Rõ ràng là lúc trước anh ép mình ở lại, sao bây giờ người đi trước lại là anh chứ? Người đàn ông xấu xa. Minh Tâm này, tớ cảm thấy Cố Gia Huy nói đúng, cậu nên suy nghĩ cho thật kỹ. Tớ luôn cảm giác người đàn ông này rất bí ẩn khó lường, không hề đơn giản như mặt ngoài đâu. Trước giờ tớ ở công ty đều chưa từng nghe tới danh tiếng của Cố Gia Huy, thậm chí còn không biết có người đi công tác nước ngoài nữa cơ. Suy nghĩ cái gì? Suy nghĩ tới việc hủy bỏ hôn ước ư? Chẳng lẽ không nên sao? Bạch Thư Hân có chút bất đắc dĩ, cô ấy nói, có lúc bất chấp quá cũng không tốt. Nếu như Cố Gia Huy không cần cậu nữa hoặc anh ta làm chuyện gì có lỗi với cậu thì cậu sẽ rất đau khổ. Nói sao nhỉ, tình yêu là thứ càng xem trọng sẽ càng thêm đau. Giọng nói của Bạch Thư Hân rất trầm, giống như cô ấy đang nghĩ tới chuyện gì trong quá khứ, trong lời nói có chút nghiêm túc. Dường như Bạch Thư Hân đang nói về chính mình vậy. Thật ra tớ cũng nghĩ thông rồi. Nếu Cố Gia Huy không thích tớ thì cho dù tớ có thích anh ấy tới mức nào cũng chẳng có tác dụng gì. Nếu như anh ấy không muốn ở bên tớ thì quay về nói thẳng với nhau là được rồi. Ngày mai tớ sẽ chuyển về trường, ở chỗ này khiến cho tớ có chút không quen. Hứa Minh Tâm vẫn luôn rất mạnh mẽ, từ nhỏ cô đã phải chịu sự nhầm vào của Hot nhưng vẫn có thể trưởng thành một cách mạnh khỏe. Nhưng lần này thì khác, Hứa Minh Tâm giống như là bị đánh rất nhiều lần. Tối nay Hứa Minh Tâm không thể ngủ ngon giấc. Tới khuya mới có thể chìm vào giấc ngủ. Sau khi tỉnh dậy thì việc đầu tiên Hứa Minh Tâm làm là nhìn về phía điện thoại nhưng lại phát hiện Cố Gia Huy không hề trả lời chính mình. Người đàn ông không có lương tâm, có giỏi thì cả đời này cũng đừng có quay về. Hứa Minh Tâm tức giận tới nỗi ném điện thoại lên giường, sau đó lại nhặt lên, soạn tin nhắn gửi đi. Ở nơi đất khách quê người nhớ chăm sóc bản thân cho tốt. Đợi quay về rồi chúng ta nói chuyện cho rõ. Hứa Minh Tâm nhấn gửi đi, cô cảm thấy mình chẳng làm được gì cả. Mà ở đầu dây bên kia, bởi vì có thời gian chênh lệch nên bây giờ ở nước Anh chính là buổi chiều. Cố Gia Huy im lặng nhìn chằm chằm điện thoại trong tay, thậm chí trà cũng đã lạnh. Sắc mặt của anh rất khó coi, nhíu mày nhắn chán. Cố Gia Huy cầm điện thoại lên rồi lại để xuống, rồi lại cầm lên, cứ thế lặp lại mấy chục lần. Chi tiết này đã bị một cô gái thanh nhã ngồi đối diện nhìn thấy. Cô ta uống một ngụm hồng trà rồi cất tiếng, là vợ sắp cưới của anh gửi à? Ừ,
nhưng tôi không biết nên trả lời như thế nào. Cố Gia Huy nở một nụ cười đầy chua chát, anh nói tiếp, nói ra không sợ cô cười, tôi cũng đã lớn tuổi rồi nhưng lại giận dỗi với một cô nhóc 18 tuổi, lại còn bối rối như thế này. Đúng là càng sống càng thụt lùi mà. Sao cười chứ, trước mặt tình yêu thì cho dù anh có 38 tuổi cũng sẽ trở nên như một cậu nhóc mà thôi. Gia Huy, đúng là trong giới kinh doanh anh là một nhân vật hô mưa gọi gió, nhưng trên phương diện tình cảm thì anh vẫn nên cố gắng hơn. Con gái là để yêu chiều chứ không phải để cãi nhau. Vì tôi sợ mình sẽ cãi nhau với cô ấy nên mới không dám trả lời. Tính cách của tôi không được tốt nhưng không thể nào ác miệng với cô ấy được. Tôi chỉ sợ mình lỡ miệng rồi khiến cho cô ấy nghĩ mình rất tàn nhẫn. Cô nói xem, cô nhóc 18 tuổi sẽ thích một người như tôi sao? Cố Gia Huy đã tự hỏi mình không chỉ một lần, nhưng anh không hề đạt được một đáp án khẳng định. Nếu có một người nói Hứa Minh Tâm chọn anh và từ chối Ngôn Hải thì anh chắc chắn sẽ đặt vé máy bay trở về ngay lập tức. Nhưng ngay chính anh cũng đang chất vấn mình. Một người đàn ông luôn có nhiều mưu kế nay lại đột nhiên trở nên lo được lo mất, thiếu tự tin là một chuyện rất đáng sợ. Anh có thể bỏ mặt nạ xuống được không? Tôi sẽ nói cho anh biết là cô nhóc 18 tuổi có yêu anh hay không. Ôn Thanh Vân cười nhẹ rồi nói. Được rồi, tôi đã biết đáp án. Cố Gia Huy lắc đầu một cái, anh chống tay lên trán, tay còn lại thì vuốt vuốt màn hình điện thoại. Cuối cùng Cố Gia Huy vẫn không kiềm chế được mà trả lời tin nhắn của Hứa Minh Tâm. Anh sẽ cố gắng kết thúc công việc một cách nhanh nhất. Em cố gắng chăm sóc bản thân cho tốt, đừng để gầy. Khi anh về sẽ kiểm tra đó. Trong những câu chữ này không hề có chút giận dỗi nào. Cố Gia Huy cũng không muốn nhắc tới chuyện của Ngôn Hải, anh sợ mình sẽ nổi điện. Mà Hứa Minh Tâm ở nhà đã sắp xếp hành lý xong xuôi, khi cô nhìn thấy tin tức này thì thở dài nhẹ nhõm. Xem ra Cố Gia Huy cũng không phải là vì tức giận mới đi ra nước ngoài, là thật sự có công tác. Nhìn dòng tin nhắn này thì dường như anh cũng không có giận cô. Anh cũng phải chăm sóc bản thân cho tốt, em và Ngôn Hải không phải như anh nghĩ đâu, đợi anh về rồi em sẽ nói rõ mọi thứ. Không được để em tìm không thấy anh, nếu không thì em sẽ tức đó. Cậu ba nhà họ có nghe rõ chưa? Cố Gia Huy nhìn thấy dòng tin nhắn này thì khẽ nhếch miệng cười. Dường như Hứa Minh Tâm đang ở trước mắt anh, cô mỉm cười, phùng má rồi nói với vẻ tức giận. Cố Gia Huy trả lời một chữ ừ. Ôn Thanh Vân thấy Cố Gia Huy cười thì nói, sao cơn mưa trời lại sáng rồi à? Tôi không nhẫn tâm được, không thể bỏ mặc không quan tâm tới cô nhóc này. Dù sao cũng là đàn ông, nhường một chút cũng chẳng mất mát gì. Vậy cô nhóc 18 tuổi này sẽ thích anh sao? Ôn Thanh Toàn hỏi lại Cố Gia Huy câu này. Anh lắc đầu. Chính anh cũng không dám khẳng định ư. Gia Huy, tôi chưa từng thấy anh do dự không chắc chắn như bây giờ. Tôi cũng rất tò mò cô bé ấy là một người như thế nào đấy. Muốn quen biết thì đi theo tôi về nhìn xem là được rồi. Thôi khỏi, anh có thể dẫn cô ấy tới đây thăm tôi, thuận tiện thăm Cố Cố. Ôn Thanh Toàn nhắc tới Cố Cố thì sắc mặt trở nên dịu dàng hơn nhiều. Cố Gia Huy cũng gật đầu, anh không nói thêm gì nữa. Cố Cố là nơi mềm mại nhất trong lòng bọn họ. Hứa Minh Tâm sắp xếp xong hành lý thì xuống lầu, chú An hỏi, cô Minh Tâm muốn dọn ra ngoài ư? Vâng, cháu không có ở đây thì chú An phải chăm sóc bản thân cho tốt đấy nhé. Cháu sẽ gọi điện thoại cho chú. Cậu chủ bảo tôi chăm sóc cho cô. Cháu cũng không phải là đứa nhóc 3 tuổi, cháu biết tự chăm sóc cho mình mà. Cháu chỉ là về ký túc xá ở vài ngày thôi, đợi khi Cố Gia Huy về thì cháu cũng sẽ dọn về. Nếu như ý của Cố Gia Huy giống cô thì lúc đó cô cũng sẽ đáp lại một cách nhiệt liệt. Chú An không khuyên nổi, ông ấy thông báo cho Cố Gia Huy, anh cũng không ngăn cản. Hứa Minh Tâm chuyển về ký túc xá, bạn cùng phòng nhìn thấy cô trở về mà như nhìn thấy động vật quý hiếm vậy. Mọi người đều vây tới hỏi, ngay cả người ở phòng bên cạnh cũng chạy tới, khai báo thành thật, thẳng thắn sẽ được khoan hồng, cậu và Ngôn Hải có quan hệ như thế nào? Không có quan hệ gì cả. Còn dám nói không có quan hệ gì, có người nhìn thấy cậu và anh ấy ôm nhau bên hồ, còn hôn nữa. Hai người bạn cùng phòng ôm nhau sau đó mô phỏng cảnh tượng kia, Hứa Minh Tâm nhìn thấy hai người hôn nhau thì cô sợ tới nỗi rớt cả da gà. Dừng, đây chỉ là hiểu nhầm mà thôi. Tớ và anh ấy không có gì hết, tớ đã có người mình thích rồi, còn anh ấy là của các cậu. Lần này Hứa Minh Tâm đã có thể ngẩng cao đầu nói to ra câu này. Cậu có người mình thích rồi ư? Đẹp trai không, giàu không, chẳng lẽ còn có người tốt hơn Ngôn Hải u?
không nói cho các cậu biết đâu. Hứa Minh Tâm vội cầm sách lên rồi bỏ chạy ra ngoài. Hứa Minh Tâm ngồi nghe giảng môn chuyên ngành cả một buổi chiều. Đầu óc cô quay cuồng, cô vô cùng nghi ngờ rằng bởi vì phải giải những đề này, dùng não quá độ nên thầy giáo dạy kinh tế học mới hói đầu. Sau khi tan học, lại bắt đầu làm một đống bài tập. Đầu của Hứa Minh Tâm nở to gấp đôi. Bạch Thư Hân đang bận, Cố Gia Huy thì ra nước ngoài, cô không thể đi tìm Môn Hải để tránh cho người ta hiểu nhầm. Chết rồi, không còn ai để hỏi cả. Buổi trưa, Hứa Minh Tâm còn chẳng ăn cơm mà ngồi một mình trong phòng học rồi vắt óc làm bài tập. Không nghĩ rằng lại có điện thoại gọi tới. Là Cố Gia Huy. Cô giật mình một cái rồi vội vàng nhấn bắt máy. Hứa Minh Tâm còn chưa nói câu gì thì người bên kia đã cất lời trước. Anh nói, sao vẫn chưa ăn cơm? Sao anh biết? Hứa Minh Tâm rất kinh ngạc, cô nhìn xung quanh với vẻ nghi ngờ, thậm chí còn bắt đầu nghĩ rằng có khi nào Cố Gia Huy về nước rồi không? Đừng tìm, anh vẫn chưa về. Anh, có phải anh gắn máy theo dõi lên người em đúng không? Sao anh biết được vừa rồi em làm cái gì chứ? Đoán được. Không biết làm bài à? Vâng, Hứa Minh Tâm nói một cách đáng thương. Đi ăn cơm trước đi. Lát nữa anh sẽ gửi cách giải qua, còn đưa thêm một số đề cùng loại, em tự suy ra là được rồi. Thật à, cảm ơn anh, em đi ăn cơm ngay đây. Hứa Minh Tâm vui vẻ nhảy cẫng lên, cô vội vàng thu dọn cặp sách rồi đi ăn cơm. Vào giờ này thì canteen đã không còn đồ ăn. Hứa Minh Tâm đi ra cổng trường mua một tô mì bò, cô còn chụp ảnh gửi sang cho Cố Gia Huy, nhắn rằng, mặc dù đồ hữu cơ ăn cũng ngon nhưng em thích ăn mì thịt bò hơn. Khi nào anh về em sẽ dẫn anh đi. Ăn cơm đàng hoàng, anh là con giun trong bụng em đấy, em làm gì, nghĩ gì anh đều biết cả. Vậy nên phải ngoan. Hứa Minh Tâm đọc được dòng tin nhắn này thì cảm thấy rất ấm áp. Có lẽ Cố Gia Huy cũng thích mình nhỉ, nếu không thì sao lại cưng chiều mình như một đứa bé. Đột nhiên cô cảm thấy, thật ra yêu xa cũng rất tốt, bây giờ hai người có được tính là yêu xa không? Sau khi cô ăn xong thì Cố Gia Huy đã gửi công thức bài giải tới. Hứa Minh Tâm thật sự nghi ngờ rằng Cố Gia Huy đã cài nằm vùng bên cạnh cô. Nếu không thì sao anh lại nắm bắt thời gian chuẩn thế cơ chứ? Thậm chí anh còn biết hôm nay thầy giáo cho đề gì. Cô còn chưa nói cho anh mà anh đã biết rồi. Hứa Minh Tâm so sánh công thức, từng cái một sau đó giải đề. Sau đó suy một ra ba, bắt đầu giải những đề mà Cố Gia Huy gửi tới. Hứa Minh Tâm làm xong còn chụp ảnh gửi qua hỏi anh, lần này đúng rồi chứ? Cố Gia Huy mở ảnh ra nhìn, anh còn phóng to để nhìn một cách nghiêm túc. Đúng lúc này Khương Tuấn cúi người đưa tài liệu tới, anh ta nhìn thoáng qua rồi cười nói, không phải đây là đề của sinh viên chưa tốt nghiệp à? Đề đơn giản như thế mà cô Minh Tâm cũng không làm được ư? Vậy thì đầu óc của cô ấy cũng... Chữ, đần, ở cuối còn chưa kịp bật ra thì ánh mắt lạnh lẽo của Cố Gia Huy đã quét về phía Khương Tuấn. Vợ tôi làm sao? Khương Tuấn đối mặt với ánh mắt lạnh lẽo kia thì không kiềm chế được mà nuốt một ngụm nước bọt. Cô Minh Tâm thông minh thật đấy, đề khó như vậy mà cũng làm được. Quả nhiên là thầy giỏi ắt có trò hay. Khương Tuấn không chỉ khen Hứa Minh Tâm mà thậm chí còn khen cả Cố Gia Huy vào đó nữa. Bây giờ thì nét mặt của Cố Gia Huy mới bình thường trở lại, anh nhanh chóng nhắn mấy chữ trả lời. Làm tốt lắm, cả Khương Tuấn cũng khen em. Đương nhiên rồi. Em cũng giỏi mà. Cố Gia Huy nhìn tin nhắn mà Hứa Minh Tâm gửi tới, anh nghĩ nếu như cô có một cái đuôi thì chắc bây giờ nó đang cong cả lên. Cố Gia Huy nở một nụ cười ấm áp. Khương Tuấn nhìn thấy thế thì không khỏi lắc đầu. Khương Tuấn là một người độc thân, anh ta không thể nào hiểu được mấy người yêu đương đang nghĩ cái gì trong đầu nữa. Trước đó khi Cố Gia Huy thấy Hứa Minh Tâm và Môn Hải ôm nhau thì suýt chút nữa là anh đã lao lên giết người rồi. Rõ ràng là lúc đi rất dứt khoát, gọi điện cũng không bắt máy, nhắn tin cũng không trả lời. Nhưng mới tới nơi được mấy tiếng đồng hồ thì đã trở lại bình thường rồi. Một người đàn ông như Cố Gia Huy mà nhận được tin nhắn của người theo dõi lúc đang họp, nói là Hứa Minh Tâm không giải được bài tập thì không nói hai lời trực tiếp tuyên bố tạm dừng cuộc họp. Cố Gia Huy còn cần giấy bút, ngồi làm đề của sinh viên kinh tế một cách chững chạc đàng hoàng, khiến cho mọi người ngồi trong phòng đều rất sững sờ. Đây là Cố Gia Huy lạnh lùng lúc trước sao? Lát nữa anh còn có một cuộc họp, em sẽ không nhắn tin được với anh trong một thời gian ngắn, có gấp thì cứ trực tiếp gọi điện thoại. Chiều nay Đà Nẵng sẽ có mưa to, nhớ cầm theo dù. Sau khi Cố Gia Huy dặn dò xong,
anh đợi cho tới khi Hứa Minh Tâm trả lời, vâng, thì mới yên tâm đặt điện thoại di động xuống rồi tiến vào phòng họp. Hứa Minh Tâm ăn xong thì định đi thư viện, nhưng cô nhớ tới chuyện Cố Gia Huy dặn rằng chiều nay có mưa nên đi vòng về ký túc xá lấy dù. Bạn cùng phòng thấy thế thì nói với vẻ khó hiểu, hôm nay thời tiết tốt như vậy thì cậu cầm dù theo làm gì? Đà Nẵng gần biển, đã nóng thì cho dù có che dù vẫn nóng. Chiều nay sẽ có mưa. Sao mà thế được? Tự xem dự báo thời tiết đi. Hứa Minh Tâm cười hì hì rồi đi ra ngoài, sau lưng cô vang lên tiếng cảm thán của bạn cùng phòng. Các cô ấy lên mạng dò xem thì đúng là chiều nay sẽ có mưa, còn là mưa lớn. Hứa Minh Tâm đi vào thư viện, lại tình cờ gặp phải Ngôn Hải. Ngồi ở đây, đúng lúc tôi tình cờ cầm lấy mấy quyển sách cơ sở, rất thích hợp với em. Không phải em muốn thi bằng kế toán à? Hứa Minh Tâm có chút do dự, cô không biết rằng có nên ngồi xuống bên cạnh anh ta không? Xung quanh có không ít bạn học đang vây xem hai người họ, cảm giác rất quái lạ. Chuyện ngày hôm qua vốn đã gây xôn xao khắp trường. Cho dù không làm được người yêu thì chúng ta vẫn là bạn bè mà. Ngôn Hải vừa dứt lời thì mọi người đều xôn xao. Đúng là giữa Hứa Minh Tâm và Ngôn Hải có chuyện gì đó, nhưng nghe cách nói của Ngôn Hải thì là anh ta tỏ tình nhưng bị từ chối. Mẹ ơi, Hứa Minh Tâm này bị ngốc rồi sao? Lại còn từ chối người đẹp trai, nhà giàu nhất trường. Công bằng ở đâu chứ? Ngôn Hải tỏ tình bị từ chối. Anh tỏ tình với em này, cho dù có đánh chết em cũng sẽ không từ chối anh đâu. Đúng thế, Hứa Minh Tâm này là cái gì chứ? Hứa Minh Tâm không có tiếng tăm gì, nhưng chị gái của cô ấy là bạn gái của cháu trưởng nhà họ Cố, sau này sẽ phần trăm 3D ga vào nhà giàu đấy. Các bạn học xì xào bàn tán, trong phút chốc cả thư viện đều sôi trào lên. Hứa Minh Tâm nhìn thoáng qua những quyển sách trên bàn rồi nói, mấy quyển này bạn trai em đã chuẩn bị cho em rồi. Lần trước cô Gia Huy chọn cho cô mấy quyển cũng chính là mấy quyển mà Ngôn Hải đang cầm. Em tới mượn sách, không ở lại, anh cứ ngồi đi. Hứa Minh Tâm cố gắng hóa giải ngượng ngùng rồi quay người rời đi. Ngôn Hải đưa mắt nhìn bóng lưng Hứa Minh Tâm rời đi, trái tim anh ta hơi trầm xuống. Cô ấy thật sự có bạn trai rồi ư? Đến cùng là ai chứ? Chẳng lẽ có người còn xuất sắc hơn cả mình sao? Ánh mắt của Ngôn Hải trở nên ảm đạm, anh ta cũng đứng dậy chuẩn bị đi khỏi đây. Ngôn Hải nhìn thoáng qua mọi người xung quanh, những nơi ánh mắt anh ta lướt qua đều lặng ngắt như tờ. Tôi không hy vọng rằng mình sẽ nghe được bất cứ lời bàn tán, ác ý hãm hại nào. Nếu không thì đừng trách tôi không khách sáo. Mặc dù giọng điệu của Ngôn Hải rất bình thường, trên mặt anh ta cũng không hề có chút hung dữ nào nhưng lại không có ai dám đi khiêu chiến lời cảnh cáo của anh ta. Lúc Hứa Minh Tâm đi ra ngoài thì đúng lúc trời đổ mưa to. Cô còn chưa kịp lấy dù từ trong túi ra thì đã có người che dù cho cô. Hứa Minh Tâm quay đầu lại thì thấy là Ngôn Hải. Hứa Minh Tâm lùi lại theo bản năng, muốn kéo khoảng cách với Ngôn Hải nhưng cô lại quên rằng mình đang đứng ở bậc thang. Vừa lùi lại thì Hứa Minh Tâm đã đạp hụt, cả người đều ngã xuống dưới. Cũng may Ngôn Hải nhanh tay vội vàng đỡ lấy Hứa Minh Tâm. Cẩn thận một chút chứ, sao em cứ lơ mơ như thế hả? Làm cho người khác lo lắng thật đấy. Hứa Minh Tâm cũng giật nảy mình, cô vỗ ngực rồi vội vàng cúi người nói cảm ơn. Dường như là đang cảm tạ ân nhân cứu mạng vậy. Trời mưa rồi, có lẽ em không mang dù đâu chỉ, cho em cái này. Đàn ông thì chịu mưa một chút cũng chẳng sao, con gái không nên bị cảm. Không cần đâu, em cũng có mang dù theo, bạn trai em đã nhắc em trước. Hứa Minh Tâm cười một cái rồi nói tiếp, anh ấy cũng biết rằng em lơ mơ mà. Từ khi Hứa Minh Tâm biết rằng Ngôn Hải thích mình thì cô không thể tiếp tục yên tâm mà tiếp nhận sự quan tâm của anh một cách thoải mái, cô sẽ cảm thấy mình rất quá đáng. Lúc trước cô còn tưởng đó chỉ là sự giúp đỡ của đàn anh đối với đàn em khóa dưới mà thôi, ai ai cũng có, cô không phải là người duy nhất đặc biệt. Bây giờ thì cô nhìn thấy là ngại. Ngôn Hải thấy Hứa Minh Tâm xa cách mình như vậy thì trái tim của anh ta có hơi khó chịu, bàn tay đang cầm dù cũng siết chặt lại một chút. Trách anh ta đã đâm thủng tầng cửa sổ giấy này sao? Trách anh ta quá vội vàng sao? Anh ta là ai? Em có thể nói cho tôi biết không? Bây giờ thì vẫn chưa thể nói được, bởi vì thân phận của hai người vẫn cách nhau khá xa, lỡ nói ra bị người đồn ác thì không tốt. Nhưng anh ấy đối với em rất tốt, anh yên tâm đi. Tôi xem bài tập của em rồi, là anh ta dạy à? Dựa vào trí thông minh của Hứa Minh Tâm thì cô không thể hiểu được mấy đề bài huyền ảo như thế được.
Vừa rồi cô còn nói bạn trai cô đã tìm sách giúp cô, điều này nói rõ anh ta rất hiểu về phương diện tài chính kinh tế. Vâng, anh ấy rất giỏi. Khi Hứa Minh Tâm nhắc tới Cố Gia Huy thì trong đôi mắt của cô ngập tràn ánh sáng và sự hạnh phúc. Ngôn Hải nghe thế thì há to miệng, anh không biết nên nói gì mới hợp với tình cảnh lúc này, mới có thể bù đắp đau xót trong lòng. Nếu đã như vậy thì tôi chúc em hạnh phúc, đàn em của tôi. Cuối cùng Ngôn Hải nói. Tiếng đàn em cuối câu kia khiến cho Hứa Minh Tâm có chút yên lòng. Cảm ơn anh, vậy em về trước đây. Cô bung rủ ra rồi đi vào màn mưa. Ngôn Hải đứng nhìn theo một lúc lâu, bỗng nhiên điện thoại của anh ta vang lên. Là bố anh ta. Ngôn Hải à, khi nào về nhà ăn cơm thế? Tuần sau đi bố à. Vậy khi nào mới dẫn vợ về thế hả? Cô ấy không thích con trai của bố thất bại rồi. Cái gì cơ? Ngôn Dương thốt lên, con đuổi theo đi chứ. Cô ấy đi rồi. Ây da, đến cùng là cái tính này của con giống ai vậy chứ? Nếu như khi xưa bố cũng giống con thì mẹ con đã chạy theo người khác rồi. Đến cùng con có phải là con ruột của bố không vậy? Có phải là bố đi làm xét nghiệm DNA phần trăm 3D không? Ông già kia, ông đang nghi ngờ con đây à? Đầu dây bên kia vang lên tiếng đánh nhau, Ngôn Hải cười khổ rồi cúp điện thoại. Xem ra chỉ có thể trách chính mình thôi, nếu như anh ta ra tay sớm hơn thì có phải là đã thành công rồi không? Cả tuần này đều mưa, hơn nữa còn là mưa to. Mặc dù Cố Gia Huy không có ở bên cạnh Hứa Minh Tâm nhưng cô chưa bao giờ cảm thấy anh cách xa mình. Dường như anh là con giun trong bụng cô vậy, bình thường cô làm cái gì là anh biết hết, bao gồm cả việc làm thêm trong quán bar. Nhưng Cố Gia Huy cũng không nói gì nhiều, chỉ dặn cô không nên quá cực khổ. Phải làm theo sở thích của mình, không nên thay đổi vì người khác. Thật ra Cố Gia Huy không biết rằng Hứa Minh Tâm cố gắng đến thế là bởi vì anh. Cuối tuần, bạn cùng phòng đều về nhà cả. Bạch Thư Hân vừa thực tập chưa bao lâu, cô ấy không ngờ rằng mình phải đi theo quản lý tới công ty con ở bên cạnh kiểm toán. Trong lúc nhất thời, trong ký túc xá chỉ còn mỗi mình Hứa Minh Tâm. Trời còn chưa tối thì Cố Gia Huy đã gửi tin nhắn tới, anh nói cô cất đồ ở bên ngoài vào. Hứa Minh Tâm nhớ tới lần trước trong đêm giông bão, cô đã bị một bộ quần áo làm cho sợ. Hóa ra anh nhớ. Hứa Minh Tâm tắm rửa xong thì lên giường nằm. Ngoài trời mưa to gió lớn, những hạt mưa nặng nề đập vào cửa sổ phát ra những tiếng bộp bộp. Mặc dù trong căn phòng đèn đuốc sáng trưng nhưng thật sự là quá trống vắng, Hứa Minh Tâm không kiềm chế được mà có chút sợ hãi. Cô trốn vào trong chăn, ngay lúc này thì trong đầu cô lại bắt đầu xuất hiện những câu chuyện quỷ quái. Rồi xong, đêm nay cũng chẳng cần ngủ nữa rồi, thức tới sáng đi. Ngay lúc này có một tiếng động vang lên, vang vọng khắp ký túc xá yên tĩnh, khiến cho Hứa Minh Tâm sợ hết hồn. Là tiếng chuông điện thoại. Điện thoại tử vong ư. Đột nhiên trong đầu Hứa Minh Tâm xuất hiện từ này, nhưng khi cô thấy người gọi tới là Cố Gia Huy thì thở phào nhẹ nhõm, vội vàng nhấn bắt máy. Alo. Răng cô run lên cầm cập, cô nói với giọng yếu ớt, như sắp khóc. Cố Gia Huy nghe thế thì đau lòng. Anh vừa mới giải quyết công việc xong là đã điện ngay cho Hứa Minh Tâm. Bây giờ ở trong nước là đêm tối, hơn nữa lại còn có mưa to, cô ở trong ký túc xá một mình làm sao được. Anh đây, đừng sợ. Anh cũng đâu có ở bên cạnh em, đêm nay không ai ngủ với em cả. Hứa Minh Tâm nói với vẻ đáng thương. Cố Gia Huy nghe được câu nói oán trách của cô thì cười, em mà còn nói thế là anh sẽ ăn em đấy, gạo nấu thành cơm được không? Thôi đi Cố Gia Huy, anh đừng có uy hiếp em. Vốn Hứa Minh Tâm rất sợ hãi, nhưng khi cô nghe thấy giọng nói của Cố Gia Huy thì đột nhiên cô không còn sợ nữa. Anh sẽ luôn ở đây chứ? Ừ, mặc dù chúng ta cách nhau vạn dặm nhưng anh cũng có thể để em tùy thời tìm được anh. Ngoan, ngủ sớm đi. Giọng nói của Cố Gia Huy như có lực hút thần kỳ, khiến cho Hứa Minh Tâm không kiềm chế được mà chìm đắm. Hứa Minh Tâm vẫn luôn nói chuyện với Cố Gia Huy, nói cho tới khi cơn buồn ngủ ập tới. Hứa Minh Tâm không biết rằng mình ngủ khi nào, Cố Gia Huy ở đầu dây bên kia không nghe được tiếng trả lời của cô thì đã nghe thấy tiếng hít thở đều đặn. Cố Gia Huy nghe vậy thì trái tim của anh như nhũn ra, anh cố gắng điều chỉnh nhịp thở của mình cho giống Hứa Minh Tâm, như cô còn đang nằm trong lòng anh mà ngủ vậy. Cà phê của cậu đây. Khương Tuấn mới làm một ly cà phê rồi bưng tới. Cố Gia Huy bảo anh ta nhỏ tiếng xuống rồi nói. Cô ấy vừa mới ngủ, đừng ồn ào. Rời cuộc họp lại một chút. Nhưng thưa cậu,
từ tối qua tới bây giờ cậu chưa hề nghỉ ngơi, lại còn phải đợi thêm 8-9 tiếng nữa thì cơ thể của cậu sẽ không chống cự được. Không phải trước kia cũng như thế này sao? Chẳng sao đâu. Cố Gia Huy nói rất bình tĩnh. Khương Tuấn nghẹn lời, anh ta lắc đầu, cuối cùng cậu nhà anh đã chìm đắm vào tình yêu rồi. Hứa Minh Tâm ngủ rất ngon, cô ngủ thắng tới 8 giờ sáng hôm sau. Hứa Minh Tâm nhập nhèm mở mắt ra, phản ứng đầu tiên của cô là nhìn điện thoại vẫn còn đang kết nối trò chuyện. Cố Gia Huy. Cô thốt lên, đầu dây bên kia vang lên tiếng trả lời, dậy rồi à? Sao anh vẫn còn giữ máy? Hứa Minh Tâm kinh ngạc tới nỗi không nói nên lời, chẳng lẽ Cố Gia Huy vẫn luôn giữ kết nối sao? Anh quên tắt điện thoại, bên này anh có một cuộc họp cần xử lý một chút. Em mau dậy rồi ăn sáng đi, nhớ sạc điện thoại. Cố Gia Huy dặn dò cẩn thận. Cuối cùng mới cúp điện thoại, Hứa Minh Tâm không biết bây giờ mình đang có cảm giác gì. Cô rất muốn hỏi thêm một câu, vì sao Cố Gia Huy anh lại đối xử tốt với em như vậy? Nhưng Hứa Minh Tâm lại sợ, sợ rằng câu trả lời của anh không đúng theo những gì cô nghĩ. Một người đàn ông đối xử tốt với một người phụ nữ có rất nhiều cách nhìn nhận. Xem là em gái, người thân hoặc là người yêu. Cố Gia Huy có tình cảm gì với mình chứ? Hứa Minh Tâm có chút buồn rầu, nếu bây giờ Cố Gia Huy biết cô đang suy nghĩ miên man về vấn đề này thì có lẽ anh sẽ tức tới nỗi phun máu. Nếu như không phải là yêu thì cố gắng và hy sinh như thế để làm gì chứ? Hôm nay là cuối tuần nên quán bar khá là đông khách, chị Hạnh bảo cô đến sớm một chút. Khách hàng nơi đây đa số đều là học sinh, nhưng trong học sinh cũng có kẻ giàu ngầm. Đại học Đà Nẵng là đại học tốt nhất thành phố. Bên trong đó không biết là có bao nhiêu con em nhà giàu. Ngôn Hải chính là một người trong đó. Chị Hạnh giao cho Hứa Minh Tâm một công việc béo bở rồi nói, em phụ trách cho tốt bàn số 82, người ta cho tiền bơ rất mạnh tay, hơn nữa gọi toàn rượu đắt tiền. Như thế thì em được trích phần trăm cũng nhiều hơn. Cảm ơn chị Hạnh. Hứa Minh Tâm nói với vẻ biết ơn. Khách gọi hai chai tequila quý báu, một bình cũng phải mấy trăm triệu. Hứa Minh Tâm vẫn luôn cảm thấy người biết uống rượu đều rất xa xỉ, chỉ cần nghe thấy rượu đỏ sâm panh là đã cảm giác rất đắt rồi. Hứa Minh Tâm đưa rượu qua, bàn 82 là ba người thanh niên, nhìn cũng tầm 20 tuổi. Đây là rượu mà các anh đã gọi. Hứa Minh Tâm bỏ rượu xuống nhưng đối phương lại bắt cô mở rượu. Hứa Minh Tâm lấy dụng cụ mở nắp chai ra, mở rượu cho bọn họ rồi rót đầy từng ly. Khi Hứa Minh Tâm nghĩ rằng như thế là đã kết thúc rồi. Cô đang chuẩn bị đi thì không ngờ rằng một trong ba người đó tóm lấy tay cô rồi cười với vẻ dâm đãng, đi cái gì mà đi. Ở lại đây uống rượu với mấy anh trai đi. Xin lỗi, tôi không biết uống rượu. Hứa Minh Tâm ra vẻ khó xử. Không biết uống, vậy cô tới quán ba làm gì? Đối phương có chút không vui vì Hứa Minh Tâm từ chối, gọi quản lý của mấy người tới đây, tôi phải hỏi cho rõ, tôi không trả tiền hay sao mà thái độ của phục vụ lại như thế này. Hứa Minh Tâm nghe thế thì nhíu mày, cô biết rằng đối phương đang cố tình gây sự. Hứa Minh Tâm không muốn làm phiền tới chị Hạnh nên đành cắn răng nói, vậy tôi uống một ly thôi. Đây, thế không phải là được rồi à? Đối phương nghe vậy thì nở nụ cười của anh ta có chút gian ác, khiến người ta nhìn mà cảm thấy không thoải mái. Hứa Minh Tâm không biết uống rượu, dù có uống mỗi một lon bia thôi cũng sẽ say khướt chứ đừng nói tới tequila nồng độ cao. Cô ép mình uống hết một ly, rượu đi vào cổ họng, chát chát cay cay. Hứa Minh Tâm cô nén để mình không cho lên. Mấy người kia cười ha hả rồi bắt đầu dùng bàn tay heo của mình vuốt ngực cô, thừa cơ chấm mút. Cẩn thận một chút, em gái như thế là mấy anh trai sẽ đau lòng đấy. Tôi uống rồi, tôi có thể đi được chưa? Hứa Minh Tâm lui về phía sau một bước, tránh khỏi bàn tay thúi của người kia. Em uống với anh rồi nhưng vẫn chưa uống với anh em của anh mà. Đúng thế, em gái xem trọng anh ta, chẳng lẽ không xem trọng bọn anh ư? Ý tôi không phải thế. Tôi thật sự không biết uống rượu. Tôi đi tìm quản lý cho mấy người. Muốn chạy à, đã muộn rồi. Mấy người đó kéo Hứa Minh Tâm lại. Hứa Minh Tâm ngã lên ghế salon, bởi vì mới uống rượu nên đầu óc cô lại càng thêm choáng váng. Không được, Hứa Minh Tâm say rồi. Chị Hạnh thấy tiếng động bên này thì vội vàng đi tới. Chị ta nhìn thấy Hứa Minh Tâm say sứt thì nói, đây là thế nào? Minh Tâm, còn không mau tới đây. Chị Hạnh có ý cứu người nhưng đối phương lại không cho. Nhân viên của cô uống rượu của khách,
đã uống ly đầu tiên thì phải uống tới khi hết chai mới thôi. Nếu không thì phần trăm 3D phải trả tiền cho tôi. Không phải là tôi muốn uống, rõ ràng là các anh ép tôi. Thế à, nhưng ai thấy chứ? Đối phương nói vô cùng ngang ngược. Giờ thì Hứa Minh Tâm đã hiểu, cho dù có tra camera cũng chẳng có cách nào, người làm thuê không thể làm mít lòng khách hàng. Hơn nữa chị Hạnh đứng giữa cũng sẽ rất khó xử. Tôi có thể bồi thường cho các anh hai bình tốt hơn thế này. Chị Hạnh nghĩ tới việc gần đây có một người đàn ông tới tìm mình để mình chăm sóc cho Hứa Minh Tâm, còn đưa cho chị ta một khoản thù lao phong phú. Đã cầm tiền của người ta thì phải làm việc cho họ. Cô là cái thá gì chứ? Dám quản chuyện của chúng tôi à? Mau cút ra, miễn cho cậu đây trở mặt. Rõ ràng đối phương là người có tiền có thế, cho nên mới không hề có chút sợ hãi nào. Chị Hạnh cũng rất khó xử. Những người kia không quan tâm, bọn họ kéo Hứa Minh Tâm rồi bắt đầu chuẩn bị ép cô uống rượu. Lòng chị Hạnh nóng như lửa đốt, nhưng lại không có cách nào. Đúng ngay lúc này đột nhiên có một bóng người vọt vào, kéo Hứa Minh Tâm vào lòng mình rồi đạp đám người kia ngã xuống đất. Mẹ nó, đứa nào dám đánh tao? Đối phương tỉnh táo nhìn lại, không ngờ rằng lại là Ngôn Hải tiếng tăm lừng lẫy trong Đại học Đà Nẵng. Mấy người đó hai mặt nhìn nhau rồi không dám ho hé gì nữa. Bọn họ không thể làm mít lòng người có thân phận như Ngôn Hải được. Các người muốn phá đúng không? Không dám, không dám. Chỉ là cô ta uống rượu của bọn tôi, hại bọn tôi không có rượu uống. Cậu Lâm à, nếu không thì cậu bồi thường cho bọn tôi đi. Bọn họ thấy không kiếm được lợi người thì bắt đầu đòi tiền. Đối phương trực tiếp há miệng đòi 500 triệu, Ngôn Hải còn chẳng thèm trả giá, trực tiếp ném cho bọn họ một tấm thẻ. Cút đi, nếu dám gây chuyện nữa thì đừng trách tôi không khách sáo. Ngôn Hải nói với vẻ lạnh lùng. Mấy người kia vội vàng chạy thẳng ra ngoài. Đàn anh! Rượu đã ngấm, Hứa Minh Tâm bắt đầu có chút choáng váng. Bây giờ Hứa Minh Tâm rất nhếch nhác, quần áo đã bẩn, ướt sũng dính ở trên người. Xin hỏi có đồ khô không? Có. Chị Hạnh đỡ Hứa Minh Tâm lên phòng của mình nghỉ ngơi, thay cho cô một bộ quần áo lao động rộng rãi. Cô ấy uống say rồi, tối nay cô để đây tôi chăm, cậu yên tâm. Tôi muốn nhìn cô ấy. Chị Hạnh nghe xong thì rất thức thời rời đi. Anh ta vắt khô khăn thấm nước nóng, muốn lau mồ hôi cho cô, lại không ngờ nghe được âm thanh nỉ non của cô. Dường như đang gọi tên của một ai đó. Anh ta không nhịn được cúi người lại gần, chỉ nghe được cô cứ luôn gọi chú ba cổ. Chú ba cố. Chẳng lẽ là Cố Gia Huy lần trước, vì sao cô đã hôn mê bất tỉnh rồi mà lại gọi tên của người đó? Ngôn Hải nhíu chặt mày, trong đầu đột nhiên nảy ra một đáp án, khiến cho trái tim anh ta run lên. Chẳng lẽ, vẻ mặt Ngôn Hải vô cùng phức tạp nhìn Hứa Minh Tâm, im lặng hồi lâu, cuối cùng đành bất đắc dĩ lau mồ hôi trên trán cho cô. Hôm sau, Hứa Minh Tâm mê man tỉnh lại, đầu đau như muốn nứt ra, đây là hậu quả của việc say rượu. Cô không ngờ là Ngôn Hải vẫn còn ở đây. Ngôn Hải bưng cháo nóng tới, nói, đây là cháo chị Hạnh chuẩn bị, tôi chỉ là mượn hoa hiến Phật thôi. Đàn anh, sao anh còn ở đây? Anh ở đây từ tối qua đến giờ sao? Tôi cũng không thể để một cô gái như em ở chỗ này được, tôi là một người đàn ông lịch lãm đấy. Đúng rồi, tối qua hình như em nghe được tiền gì đó, anh cho mấy người kia tiền đúng không? Bao nhiêu, em trả lại cho anh. Hứa Minh Tâm vội vàng nói. Em cứ phải tính toán rõ ràng với tôi như vậy sao, chút tiền này chẳng đáng gì đối với anh cả. Như vậy sao được, anh em ruột thì còn phải rõ ràng sổ sách với nhau nữa là. Nếu em cứ khăng khăng như vậy thì hay là em trả lời tôi một vấn đề, không được phép nói láo, trả lời được thì coi như em trả tiền đó cho tôi. Vấn đề gì? Chú ba cố là gì của em? Ngôn Hải nói rõ ràng từng chữ, lời này như gõ vào trong lòng cô. Hứa Minh Tâm có hơi kinh ngạc, không hiểu vì sao Ngôn Hải lại nói những lời này, nhưng cô cũng không có biện pháp tránh né. Anh ấy là chồng chưa cưới của em. Hứa Minh Tâm nhẹ nhàng nói. Là do bố em và ông nội cố quyết định, cũng không lộ ra cho nên người ngoài không biết. Tuổi của em và vai vế của anh ấy cũng chênh lệch không nhỏ, bây giờ em còn đang đi học, cho nên vẫn chưa công bố ra ngoài. Chờ khi nào em tốt nghiệp, trưởng thành thì sẽ gả cho anh ấy. Thì ra em và anh ta đã đính hôn, tôi lại còn không biết xấu hổ thể hiện bản thân trước mặt anh ta, muốn để lại ấn tượng tốt trước mặt trưởng bối nữa chứ. Xin lỗi, đàn anh.
Hứa Minh Tâm áy náy vô cùng, cô cũng không muốn tổn thương Ngôn Hải. Ngôn Hải nhẹ nhàng lắc đầu, chuyện cho tới bây giờ, anh ta còn gì để nói đâu. Anh ta bại dưới tay Cố Gia Huy, mặc dù không cam lòng, nhưng lại là sự thật. Đúng lúc này, có người gõ cửa, bên ngoài truyền tới âm thanh của chú An. Cô Tâm, cô tỉnh lại chưa? Tôi đi vào được không? Cháu tỉnh rồi, chú vào đi. Sao chú An lại tới đây? Trong đầu Hứa Minh Tâm đầy ngờ vực. Chú An đẩy cửa đi vào, mặc áo đuôi tôm, thắt một cái nơ nhỏ, đội một chiếc mũ cao màu đen, cầm gậy trống trong tay. Ông mỉm cười, vẻ mặt hiền lành. Cảm giác của như quý ông người. Anh trong anime vậy. Chú An, sao chú lại tới đây? Cậu chủ biết chuyện tối hôm qua, cũng biết đã làm phiền cậu Lâm, cho nên bảo tôi tới một chuyến. Tiền mà hôm qua cậu Lâm trả, đây là 300 triệu. Cậu chủ nhà tôi nói người phụ nữ của mình không cẩn thận gây phiền phức, cậu ấy nên chịu chứ sao để cậu Lâm tốn kém được. Ngôn Hải nghe vậy thì không khỏi tức giận đến sắc mặt tái đi. Cái chú ba cố này nói chuyện sao cay độc như vậy, 300 triệu cũng trả lại cho mình, hay là đến đây để dương oai diễu võ. Ngôn Hải cũng tích cực nói, chú ba đúng là khách khí, tôi và Minh Tâm có 3 năm tình bạn, chẳng lẽ lại không bằng được 300 triệu ít ỏi này sao? Cũng không thể nói như vậy. Cậu chủ nhà tôi nói rồi, anh em ruột cũng còn phải tính toán rõ ràng với nhau cơ mà. Ngôn Hải nghe vậy thì không khỏi nhíu mày, chú ba cố này sao lại có suy nghĩ giống với Minh Tâm như vậy? Đi mà tính toán với anh em ruột nhà anh ta ấy. Cậu chủ nhà ông nếu như thật sự quan tâm Minh Tâm thì sẽ không qua một đêm mới xuất hiện. Thật ra nếu cậu Lâm đây không ra mặt thì ông già như tôi cũng nên lên sàn. Ngược lại là cậu Lâm đây đã cướp mất cơ hội thể hiện của tôi rồi. Cậu chủ nhà tôi vì công việc nên ở nước ngoài xa xôi, nhưng trong lòng vẫn quan tâm cô Tâm, đã sớm sắp đặt mọi thứ ở Đà Nẵng rồi, sẽ không để cho cô Tâm chịu chút tủi thân nào. Đúng không cô Tâm? Chú An mỉm cười nói. Hứa Minh Tâm tin tưởng những lời này tuyệt đối. Cô làm cái gì, dường như Cố Gia Huy đều biết, vậy cô gặp nạn ở quán ba hôm qua, anh không có khả năng không biết. Cố Gia Huy còn nói gì nữa không ạ? Cô Tâm ngủ một đêm. Cậu chủ lo lắng một đêm, cậu chủ không biết cô Tâm đã tỉnh chưa, sợ quấy rầy cô cho nên mới bảo tôi tới xem thế nào, nhân tiện cảm ơn ân tình của cậu Lâm. Tiền này cậu vẫn nên cầm, nếu không tôi lại phải tới nhà họ Ngôn một chuyến để cảm ơn ông Ngôn, như vậy phiền phức biết bao. Vậy ông cứ tới tìm bố tôi đi. Ngôn Hải tức giận đứng lên, trực tiếp bước nhanh ra ngoài. Rõ ràng là anh ta kịp thời đuổi tới cứu được người, lại thành xen vào việc của người khác. Cái tên chú ba cố này đúng là khinh người quá đáng. Hứa Minh Tâm nhìn Ngôn Hải bị chọc tức mà đi, không khỏi có chút đau đầu. Chú An, chú làm đàn anh của cháu tức giận bỏ đi rồi. Tốt quá, cậu chủ sẽ thưởng thêm cho tôi. Hứa Minh Tâm nghe vậy, đầu càng đau hơn. Cô Tâm, cô một mình bên ngoài, cậu chủ không yên tâm, vẫn nên trở về với tôi đi. Cháu ở ký túc xá rất tốt, chờ Cố Gia Huy về rồi nói sau đi. Cháu gọi điện thoại cho anh ấy trước đã. Cô bấm số điện thoại của Cố Gia Huy, điện thoại nhanh chóng được kết nối. Em tỉnh rồi à? Cố Gia Huy vẫn dùng giọng điệu lạnh nhạt đó để nói chuyện, nhưng vẫn giấu một tia mệt mỏi. Hứa Minh Tâm có chút đau lòng, hỏi, ngủ không ngon à? Audio điện tử Võ Tấn Bền. Không sao, chỉ là công việc bên này khó nhằn quá, cho nên phải hao tâm tốn sức nhiều một chút. Yên tâm đi. Anh không sao, chuyện của em anh biết rồi, Ngôn Hải đưa em bao nhiêu tiền, đều phải trả lại cho người ta, bây giờ em là vợ chưa cưới của anh, đừng tiêu tiền của người đàn ông khác. Hứa Minh Tâm nghe vậy thì thấy ấm áp trong lòng. Cô cảm thấy bọn họ đều không cần phải nói em thích anh hay anh thích em làm gì, chẳng lẽ tâm ý của hai người còn chưa đủ để chứng minh hay sao? Biết rồi, chú An sẽ trả, chừng nào thì anh về. Giữa tháng 10, có nhớ anh không? Không thèm nhớ. Thôi không nói với anh nữa, em phải về ký túc xá đây. Không về nhà à? Khi nào anh về rồi hẳn nói. Không có Cố Gia Huy, đối với cô nơi đó chỉ là một căn phòng lớn thôi, không thể gọi là nhà. Cô cúp máy, về đến ký túc xá thì chú An liền rời đi. Nhưng, sau cuộc điện thoại buổi sáng, ròng rã một ngày Cố Gia Huy đều không tìm cô. Cô tìm hiểu múi giờ nước Anh, chênh nhau 6 tiếng. Bên này là buổi sáng thì bên kia đã tới buổi chiều rồi. Lúc này Cố Gia Huy hẳn là đang bận. Bây giờ bên cô là buổi chiều rồi,
chắc bên kia đã là ban đêm. Chẳng lẽ cố Gia Huy đang nghỉ ngơi? Hay là điện thoại hết pin? Cô gọi lại nhưng máy anh lại tắt. Hứa Minh Tâm lăn lộn qua lại trên giường không ngủ được. Ngày hôm sau, trời còn chưa sáng đã bắt xe về biệt thự nhà họ cố. Cô tìm chú An, muốn biết tình hình của cố Gia Huy. Mặc dù cô biết Khương Tuấn cũng ở nước ngoài, nhất định sẽ chăm sóc tốt cho cố Gia Huy, nhưng mà cô vẫn không khống chế nổi mình, sẽ lo lắng, sẽ suy nghĩ lung tung. Nước ngoài bạo loạn nhiều, thường xuyên có phần tử khủng bố tập kích, liệu rằng cố Gia Huy có gặp phải điều ngoài ý muốn gì không? Chú An liên hệ với tập đoàn JNC bên kia, lại liên lạc với Khương Tuấn, nhưng mà cũng không liên lạc được người. Mất liên lạc rồi. Hai chữ này vang lên trong đầu khiến trái tim của Hứa Minh Tâm run lên. Chú An cũng ý thức được mức độ nghiêm trọng của sự việc, cố Gia Huy chưa từng mất tích như vậy. Chú An do dự một hồi, cuối cùng bấm một số của Ôn Thanh Vân, nhưng vẫn không có kết nối. Cảnh tượng này rơi vào trong mắt Hứa Minh Tâm. Cô Hoàn, chú An lưu như vậy chứng tỏ đối phương là nữ, vì sao tìm cố Gia Huy lại phải liên lạc với người phụ nữ này, chẳng lẽ cô ấy biết tung tích của cố Gia Huy sao? Trong lòng Hứa Minh Tâm nóng như lửa đốt, chú An thì bình tĩnh hơn nhiều. Ông ấy biết cố Gia Huy không hề xảy ra sự cố, chỉ có một khả năng duy nhất đó là cô Thanh Vân đã xảy ra chuyện. Đúng ngay lúc này thì điện thoại của chú An lại vang lên. Sắc mặt của chú An trở nên nghiêm túc, ông ấy quay người lại nghe điện thoại. Bên kia vang lên một giọng nói tràn đầy mệt mỏi. Chú An, cô Thanh Vân, tôi không liên lạc được với cậu chủ. Cậu cố xảy ra chuyện. Anh ấy đang chăm sóc cố cố. Chú cũng biết ở chỗ đấy sẽ không có tín hiệu mà. Anh ấy biết tôi không chịu được nữa nên để tôi đi trước. Cô cố cố vẫn ổn chứ? Không biết, tôi không biết, bây giờ tôi đang rất hỗn loạn. Tôi không nói với chú nữa, tôi phải tới bệnh viện. Ôn Thanh Vân vội vàng cúp điện thoại. Chú An thở dài một tiếng. Đúng ngay lúc này, giọng nói của Hứa Minh Tâm vang lên. Chú An! Liên lạc được với cố Gia Huy rồi à? Liên lạc được rồi, bây giờ cậu chủ đang ở trong một chỗ không có tín hiệu, bởi thế không thể liên lạc được trong một thời gian ngắn. Nhưng cô Minh Tâm yên tâm đi, cậu chủ không sao đâu. Hứa Minh Tâm nghe thấy câu này thì đã yên lòng trở lại. Chỉ cần cố Gia Huy không sao là tốt rồi. Cháu liên lạc với Khương Tuấn mà cũng không được, chú An gọi cho ai vậy? Quản lý của đối phương. Chú An cười cười. Trong lòng Hứa Minh Tâm vẫn có chút nghi ngờ, rõ ràng cô thấy địa chỉ liên hệ là cô Thanh Vân. Sao lại là quản lý được chứ? Vì sao chú An lại lừa mình? Trong lòng Hứa Minh Tâm có chút không yên, cuối cùng cô không dám nghĩ thêm gì nữa mà đi về ký túc xá một mình. Cô đột nhiên cảm thấy ký túc xá trống rỗng vô cùng, đến một người nói chuyện cũng không có. Bạch Thư Hân đi công tác 2 ngày nên nghỉ thứ hai, cô ấy về tới ký túc xá ngủ bù. Bạch Thư Hân thấy vẻ mặt của Hứa Minh Tâm không được tốt cho lắm nên mở miệng hỏi thăm. Hứa Minh Tâm 1 năm 1 mười nói cho Bạch Thư Hân biết chuyện cố Gia Huy mất tích. Bạch Thư Hân nhíu mày, không có tín hiệu ư, thời đại nào rồi mà còn không có tín hiệu. Tớ cũng không biết nữa. Trái tim của Hứa Minh Tâm rất hỗn loạn, đột nhiên cô cảm thấy mình chưa từng hiểu rõ cố Gia Huy. Bạch Thư Hân cũng không dám nói nặng, cô ấy sợ Hứa Minh Tâm sẽ nghĩ lung tung. Điều mà Bạch Thư Hân có thể làm bây giờ chính là làm bạn với Hứa Minh Tâm, sợ cô ở một mình sẽ không chịu nổi. Bạch Thư Hân dẫn Hứa Minh Tâm đi ăn, đi mua đồ mới. Tiền sinh hoạt của tớ được gửi tới rồi, cậu cũng đừng khách sáo. Tiền này mà không xài mau là tớ sẽ khó chịu đấy. Nhà của Bạch Thư Hân ở tỉnh bên cạnh, 3 đời làm cách mạng, nhưng cô ấy rất ghét những thứ trong bộ đội, nhắc cũng chẳng muốn nhắc. Mỗi tháng Bạch Thư Hân đều sẽ nhận được một số tiền sinh hoạt khá khả quan, nhưng cô ấy luôn dùng hết trong 1 tuần. Sau đó lại trải qua thời gian sinh hoạt căng thẳng. Bạch Thư Hân mua một ít đồ xa xỉ, túi sách giày quần áo, một là mua về chương hai là tặng người khác. Hứa Minh Tâm biết Bạch Thư Hân có tâm sự của chính mình. Mặc dù hai người rất thân thiết với nhau nhưng có một số chuyện thì cho dù có thân đến mấy đi chăng nữa cũng khó mà mở miệng. Có một loại tình cảm gọi là khó mà nói ra. Trong khoảng thời gian này, Hứa Minh Tâm cố gắng khiến mình trở nên bận rộn, không dám rảnh rỗi, sợ mình sẽ nghĩ lung tung. Cho dù cô được Bạch Thư Hân chỉ bài cho nhưng bài tập vẫn rối tinh rối mù như cũ. Thầy hướng dẫn đã phê bình Hứa Minh Tâm không chỉ 1 lần, hỏi cô có muốn tốt nghiệp không,
làm sao có thể học kinh tế học vĩ mô thành như thế này được chứ? Hứa Minh Tâm cũng rất buồn phiền, mới cùng với Cố Gia Huy có hơn một tháng, sao lại để anh ảnh hưởng tới mình như thế chứ? Không có chí khí. Hứa Minh Tâm cố gắng phấn đấu, trạng thái sinh hoạt mới trở nên tốt hơn. Thời gian thấm thoát trôi qua, lại thêm nửa tháng. Cố Gia Huy vẫn chưa hề có tin tức gì, nói gì mà sẽ không để Hứa Minh Tâm không tìm thấy mình. Đều là lừa con nít cả. Sắp đến kỳ nghỉ quốc khánh rồi, Bạch Thư Hân cũng muốn về nhà nên Hứa Minh Tâm đưa cô ấy tới nhà ga. Bạch Thư Hân nhéo gương mặt nhỏ nhắn của Hứa Minh Tâm rồi hỏi, nghỉ tận 7 ngày, cậu định làm cái gì? Tớ còn làm gì được nữa chứ, chắc chắn là đi quán bar làm thêm rồi. Bạch Thư Hân nghe thấy thế thì bất đắc dĩ trợn tròn mắt. Hứa Minh Tâm, chồng chưa cưới của cậu đã biến mất gần một tháng rồi, cậu không sốt ruột à? Sốt ruột chứ, tớ sốt ruột lắm đấy. Mỗi lần thầy hướng dẫn mắng Hứa Minh Tâm thì trong lòng cô đều nghĩ rằng có phải là Cố Gia Huy ở bên ngoài đã xảy ra chuyện gì rồi không? Tai nạn xe cộ, rơi xuống vực, rớt xuống biển. Hay là cũng bị giáo sư đến từ thế giới khác ép buộc? Hứa Minh Tâm nghĩ tới rất nhiều khả năng nhưng không thể nào xác nhận được. Bạch Thư Hân thấy thế thì mệt lòng gõ lấy cái đầu nhỏ của Hứa Minh Tâm. Dung lượng não của Hứa Minh Tâm quá nhỏ, không có chỗ để quan tâm nhiều như vậy. Chuyện này cũng không biết là phúc hay là họa nữa. Bạch Thư Hân lấy hai tấm vé máy bay và một số đồng euro ra rồi đặt vào trong tay Hứa Minh Tâm. Tớ đã xin nghỉ cho cậu rồi, cậu cứ việc đi qua tìm chồng chưa cưới của cậu. Đây là vé máy bay, khởi hành lúc sáng mùng 7. Cậu đừng lên nhầm đấy biết không? Thư Hàn, cậu. Hứa Minh Tâm thấy hai tấm vé máy bay này thì rất kinh ngạc. Đừng nhìn tớ với ánh mắt đói khát như thế, cách tớ xa ra một chút. Cũng đừng hôn tớ, son của tớ đắt lắm đấy. Má cũng không được, đồ trang điểm của tớ cũng đắt. Bạch Thư Hân giả vờ ghét bỏ nhìn về phía Hứa Minh Tâm. Cô chỉ cần hát miệng là Bạch Thư Hân đã biết cô muốn làm gì. Nhớ gọi điện thoại cho tớ đó, đừng tiếc tiền, chị đây trả cho bé. Đi đường chú ý an toàn, đợi lát nữa tớ sẽ gửi cho cậu những chuyện cần chú ý và điện thoại khẩn cấp, miễn cho cậu tìm không thấy đường cũng không tìm được cảnh sát. Tớ phải lên xe rồi. Cậu làm gì thì làm đi. Bạch Thư Hân vỗ vỗ đầu của Hứa Minh Tâm rồi quay người rời đi. Đi đường cẩn thận, đến nơi nhớ gọi điện thoại cho tớ. Biết rồi, biết rồi. Bạch Thư Hân vẫy tay, cô ấy là một người thoải mái, nhưng Hứa Minh Tâm thì lại rất cảm tính. Bạch Thư Hân tưởng rằng cả đời này mình đều không thay đổi, nhưng không ngờ lại bị cô nhóc này mài mòn. Bây giờ Bạch Thư Hân cũng đã biến thành đa sầu đa cảm. Rõ ràng chỉ cách xa nhau có 7 ngày mà thôi nhưng cô ấy đã bắt đầu có chút không nỡ. Khi biết cải trắng Hứa Minh Tâm này bị heo ủi, Bạch Thư Hân đã rất khó chịu. Hứa Minh Tâm đưa mắt nhìn theo cho tới khi Bạch Thư Hân biến mất thì mới đi khỏi. Cô nhìn vé máy bay trong tay, tâm trạng lúc tốt lúc xấu. Nếu như Cố Gia Huy nhìn thấy mình thì có phải là sẽ rất vui hay không? Hay là kinh ngạc? Có ôm lấy mình không nhỉ? Hay là hôn mình? Hứa Minh Tâm gọi điện thoại cho Khương Tuấn với vẻ thấp thỏm, cô hỏi thăm tên của tập đoàn bên nước Anh, miễn cho tới lúc đó không tìm thấy. Sáng sớm ngày thứ hai, Hứa Minh Tâm đã chuẩn bị xong xuôi, chỉ đợi máy bay cất cánh. Bay mất 10 tiếng đồng hồ mới đến một quốc gia khác. Đất nước này có Cố Gia Huy. Hứa Minh Tâm đi theo bản đồ, đón xe chạy tới phân bộ của tập đoàn JNC ở nước Anh. Cô đứng ở đường cái đối diện. Đang chuẩn bị đi qua thì thấy một bóng người quen thuộc. Là Cố Gia Huy. Anh bước xuống xe, Hứa Minh Tâm mừng rỡ định hét lên tên của anh thì không ngờ rằng Cố Gia Huy lại quay người đỡ một cô gái xinh đẹp khác. Hai người kéo tay nhau, cử chỉ rất thân mật. Tất cả sự vui sướng như biến thành xương cá chèn ngay cổ họng, khiến cho Hứa Minh Tâm cảm thấy rất đau đớn. Đôi mắt của cô mỏi nhừ, Hứa Minh Tâm không dám tin tưởng vào những gì mình thấy. Hứa Minh Tâm đợi đến khi hai người họ bước vào tòa nhà mới khôi phục lại tinh thần, cả người cô trở nên cứng nhắc. Bây giờ mới đầu mùa thu nhưng sao Hứa Minh Tâm lại cảm thấy mình đang ở giữa mùa đông lạnh lẽo đến phát run. Những ngày nay Cố Gia Huy không hề liên lạc với mình cũng không liên lạc được với anh. Hóa ra là làm chuyện này ư. Cả người Hứa Minh Tâm phát run, cô lảo đảo đi qua đường cái. Hứa Minh Tâm đi vào tầng trệt của phân bộ tập đoàn TNC. Đúng lúc có hai cô gái tóc vàng đi ngang qua, đang thảo luận chuyện này bằng tiếng Anh. Đó chính là bạn gái của anh Trung à, đẹp thật đấy. Cô mới tới,
lần đầu tiên thấy nên mới cảm thấy kinh ngạc. Hai người họ đã ở bên nhau nhiều năm rồi, tình cảm vẫn luôn rất tốt, mặc dù không thường ở chung một chỗ. Tôi còn tưởng rằng anh Trung biến thành như thế thì tất cả mọi người sẽ sợ hãi không dám tới gần chứ. Ai ngờ lại có bạn gái xinh đẹp như thế. Trước kia anh Trung không như vậy, nhưng bởi vì có một số chuyện không may xảy ra nên mới trở thành như thế. Cô Thanh Vân vừa đẹp vừa hào phóng, thường xuyên giúp đỡ anh Trung. Vậy khi nào hai người họ mới kết hôn? Chắc cũng sắp rồi, tuổi của hai người họ cũng đã không còn nhỏ. Hai cô gái vừa đi vừa nói. Hứa Minh Tâm đứng bên cạnh nghe mà như có một chậu nước xối từ trên đầu cô xuống vậy. Trái tim của Hứa Minh Tâm đã trở nên lạnh lẽo. Cố Gia Huy có bạn gái ư? Đây là nhà vàng giấu người đẹp. Chắc cũng không tính, Cố Gia Huy trắng trợn như vậy, toàn bộ người của phân bộ đều biết. Lúc đầu Hứa Minh Tâm còn cảm giác rằng chọn một người chồng xấu, cũng không giàu có thì sẽ không ai dành với mình. Ai ngờ Cố Gia Huy vẫn là một miếng bánh thơm ngon. Điều quan trọng ở đây là người phụ nữ lúc nãy đẹp hơn Hứa Minh Tâm rất là nhiều, nhìn như thế nào cũng thấy, ngon, không có, xẹp, như cô. Không phải Cố Gia Huy không được, chẳng qua anh không có cảm giác gì với cô mà thôi. Cố Gia Huy đã có bạn gái bên ngoài rồi thì tại sao phải tìm mình làm vợ chưa cưới? Hứa Minh Tâm cũng không nghĩ ra được, cô có chút chưa từ bỏ ý định, do dự một chút rồi cuối cùng vẫn gọi điện thoại cho Cố Gia Huy. Lúc trước điện thoại vẫn luôn trong trạng thái không liên lạc được, nhưng lần này lại gọi được. Điện thoại vừa kết nối, Hứa Minh Tâm đang chuẩn bị nói chuyện lại không ngờ rằng đầu dây bên kia vang lên một giọng nữ mệt mỏi, alo. Hứa Minh Tâm nghe thế thì trái tim như muốn nát ra. Là người phụ nữ lúc nãy bắt máy. Cô ta chính là cô Thanh Hoan, mà ngày đó chú An liên hệ. Hô hấp của Hứa Minh Tâm trầm xuống, trái tim như muốn nhảy lên cổ họng. Cô không dám nói lời nào, gần như là ngừng thở. Sao số điện thoại này không được lưu chứ? Bạn tìm Cố Gia Huy sao? Anh ấy đang tắm, đợi một chút nhé. Số điện thoại không lưu ư? Đang tắm rửa. A, người đàn ông xấu xa. Hứa Minh Tâm trực tiếp cúp điện thoại, lúc đầu cô vốn vui vẻ đến đây, ai ngờ cuối cùng mọi chuyện lại thành ra như thế này. Vậy cũng tốt, nhìn thấu mọi chuyện thì cũng không có gì là xấu. Mặc dù Hứa Minh Tâm cảm thấy rất uất ức nhưng cô cũng không phải là không chịu được. Hứa Minh Tâm thay đổi thời gian lịch trình, trực tiếp đi tới sân bay. Mà lúc này, trong phòng nghỉ của Tổng Giám Đốc, Cố Gia Huy đã thay quần áo xong xuôi, có tinh thần hơn nhiều. Nhưng nhìn kỹ vào mắt anh sẽ thấy bên trong vẫn cất giấu sự mỏi mệt. Giờ đây Cố Gia Huy không còn chút sức lực. Ôn Thanh Vân có chút đau lòng, cô ấy nói, về gấp thế à? Ừ, Quốc Khánh được nghỉ 7 ngày. Tôi không yên tâm để cô ấy ở trường một mình. Hơn nữa đã không liên lạc được với tôi nhiều ngày như thế rồi, chắc hẳn cô ấy cũng rất sốt ruột. Khi Cố Gia Huy nhắc tới Hứa Minh Tâm thì khóe môi anh hơi nhếch lên, như mặt trời ấm áp giữa mùa đông giá rét. Ôn Thanh Vân thấy Cố Gia Huy như thế thì cũng yên lòng hơn nhiều. Cô ấy nói, vậy thì tôi không giữ anh nữa, làm phiền anh lâu như thế, khiến anh không thể về sớm được. Thanh Vân, cô đừng nói chuyện khách sáo với tôi như thế. Là do tôi sai, Ôn Thanh Vân cười một cái rồi đưa điện thoại cho Cố Gia Huy. Vừa nãy có một cuộc điện thoại, không có ghi chú, tôi nhấn bắt máy cũng không thấy nói gì. Cố Gia Huy cầm điện thoại lên, anh nhìn thoáng qua là đã biết đây là số của Hứa Minh Tâm. Cố Gia Huy nói, là cô ấy, chắc là nhớ tôi rồi. Vậy tôi về nước trước đây, lần sau nếu có cơ hội thì tôi sẽ dẫn cô ấy tới. Được. Tôi cũng muốn xem người có thể trị được anh đến cùng là thần thánh phương nào. Cô ấy à, Cố Gia Huy cười cười nói tiếp, là một con mèo con, nghĩ mình có móng vuốt, luôn thích xông vào người khác. Thật ra cô ấy mới là người cần bảo vệ nhất. Ôn Thanh Vân nhìn Cố Gia Huy, giờ phút này anh rất giống người kia. Chỉ là người đó đã không còn ở đây nữa rồi. Hứa Minh Tâm dùng tốc độ nhanh nhất để đi về nước, lúc cô về tới Đà Nẵng thì đã hơn 6 giờ. Hứa Minh Tâm không vội về trường mà đi tới nhà cũ họ Cố. Cô chưa bao giờ là người dây dưa dài dòng trong chuyện tình cảm. Hai người thích nhau thì ở bên nhau, nếu có một bên không đúng thì cô cũng chẳng thèm nói đạo lý. Bây giờ cô mang theo cái vòng tay kia, cảm giác như là nặng tựa ngàn cân ép cô không thể thở nổi. Hứa Minh Tâm đi tới nhà cũ họ Cố, không có can đảm đi vào mà giao vòng tay cho một người giúp việc, để cho dì ấy đi đưa. Cô Minh Tâm, đây là...
gì nói với ông cụ rằng Minh Tâm không tốt, không thể làm con dâu của ông được. Nếu như ông ấy hỏi lý do thì dì nói rằng đi hỏi cố Gia Huy ấy. Cảm ơn dì. Dù gì cố Gia Huy cũng là một người đàn ông, chẳng lẽ có gan làm mà không có gan nhận. Không phải Hứa Minh Tâm muốn khinh bỉ cố Gia Huy, là cô mù, đã nhìn lầm người. Vốn tưởng rằng tìm được đúng người, ai ngờ lại là một người đàn ông cặn bã. Cố Gia Huy chết tiệt, tôi nguyền rủa anh bị trừ lương, nguyền rủa anh bị thủ trưởng mắng, nguyền rủa anh không làm xong việc được giao. Hứa Minh Tâm nói với vẻ tức giận, cô nhìn cổ tay trống không của mình mà trong lòng có chút không nỡ, chỉ là cô không hề hối hận. Đối xử với loại đàn ông xấu xa như thế thì nguyên tắc của cô là một lần bất trung trăm lần vứt. Rất nhanh vòng tay đã được đưa đến chỗ Cố Gia Bảo, ông ấy đang đánh cờ với bạn tốt. Ngôn Dương cười hì hì rồi nói, chậc chậc chậc, đây không phải là vòng tay ngọc gia truyền của nhà ông sao? Sao lại bị người ta trả về rồi? Ông ngậm miệng lại cho tôi. Mau cút đi, không chơi nữa. Ông ấy nói tới đây thì đưa tay đẩy một cái, làm loạn cả bàn cờ vây. Ngôn Dương trợn tròn mắt. Ngoá, cái ông kia, ông sắp thua rồi nên mới hủy cờ đúng không? Tôi thua ư, con mắt nào của ông nhìn thấy tôi thua? Cố Gia Bảo bắt đầu chơi xấu. Ngôn Dương tức giận tới nỗi thịt cả người ông run lên, ông ấy rất muốn giáng một cái tát vào mặt mo của Cố Gia Bảo. Dành con dâu với ông không tính. Bây giờ còn hủy cờ quyệt nợ. Nhưng vì con dâu, Ngôn Dương nhịn một chút vậy. Cô nhóc nhà họ Hứa kia trả vòng tay lại, vậy cũng có nghĩa là cô bé ấy không liên quan gì tới thằng ba nhà ông nữa đúng không? Ông muốn làm gì? Cố Gia Bảo nhíu mày, ông nhìn về phía Ngôn Dương trước mặt với vẻ cảnh giác. Con trai tôi thích con bé, nhà tôi chỉ có mỗi một đứa độc định. Ông nhìn ông đi, nhà ông có tận bốn đứa, mặc dù một đứa mất rồi nhưng vẫn còn ba. Ông đã có cháu nội rồi, ông khỏe tới nỗi sống tới lúc có chắt trai cũng không có vấn đề gì. Ông nhìn tôi đi, bây giờ cả bóng dáng con dâu cũng chưa thấy đâu, tôi mới hơn 40 tuổi mà đã có tóc bạc. Nếu không thì ông nhường cô bé này cho tôi đi. Tôi đã cố ý đi trường học thăm dò, cô bé này xinh xắn đáng yêu, cũng rất hiền lành. Nhìn cái mông kia là biết mắn đẻ, sinh cho nhà chúng tôi vài đứa cháu trai mập mạp thật là tốt biết bao. Ông không biết xấu hổ. Ông còn dám giành con dâu của tôi à? Thậm chí ông còn nhìn chằm chằm vào mông của con dâu tôi ư? Thằng nhóc thúi này muốn chết đúng không? Cố Gia Bảo tức tới râu tóc dựng ngược lên, ông vỗ bàn rồi nói. Ngôn Dương chỉ vào cái mũi của Cố Gia Bảo rồi cả giận nói, ông già này, tâm tình tốt thì xưng huynh gọi đệ với tôi, tâm trạng không tốt thì gọi là thằng nhóc thúi. Tôi nói cho ông biết, con trai tôi đẹp trai, cao to, hơn nữa còn chẳng có nội chiến trong dòng họ. Ông nhìn mấy cái chuyện rách nát của nhà ông đi, nói ra là khiến người ta cười nhạo cho. Thằng ba nhà ông có cái gì, có tiền hay có sắc. Tôi khuyên ông tha cho cô nhóc kia đi, đừng có hại người ta. Thằng nhóc thúi này, cút đi cho tôi, có tin tôi đánh gãy cái đùi chó của ông không hả? Cố Gia Bảo thấy Ngôn Dương để ý tới con dâu nhà mình, lại còn chê bai thằng ba của ông. Cố Gia Bảo trực tiếp giơ gậy lên rồi đánh vào người Ngôn Dương. Ngoá! Cái ông già chết tiệt này. Ngôn Dương vội vàng nhảy nhót tránh né, cuối cùng thì bị đuổi ra khỏi cửa chính nhà họ Cố. Tôi muốn cạnh tranh công bằng với ông. Bích, cửa bị đóng lại, nhốt Ngôn Dương ở ngoài. Ông chờ đó cho tôi. Cái ông già chết tiệt này. Tôi không tin là con trai tôi không thắng được con trai ông. Hừ, Ngôn Dương nói xong rồi tức tối ra về. Lòng Cố Gia Bảo cũng nóng như lửa đốt, vì những gì Ngôn Dương nói đều là thật cả. Nhà ông có nhiều chuyện xấu xa như thế, dòng họ đấu đá nhau, con trai xấu xí. Khó khăn lắm Cố Gia Bảo mới chọn được một cô con dâu vừa ý, thích kinh khủng, không thể để cho người khác đào đi được. Thằng ba đâu rồi, ông cụ cảm thấy rất sốt ruột, không ngừng cầm gậy gõ lên mặt đất. Thưa ông chủ, hôm nay cậu ba mới về, chắc khoảng một tiếng nữa là tới Đà Nẵng. Chuẩn bị xe, tôi muốn đi nhà nó đợi. Tôi phải xem thằng nhóc này đã làm sai chuyện gì mà khiến cho con dâu của tôi tức tới nỗi chạy mất rồi. Lấy cho tôi một cây gậy chắc tay, tôi phải đánh gãy cái chân chó của thằng nhóc này. Cố Gia Bảo tức tới trợn mắt. Quốc Khánh được nghỉ 7 ngày, ai ai cũng đi chơi cả. Cho dù đèn đường có sáng nhưng trên đường chỉ có một cái bóng của Hứa Minh Tâm, khiến cho cô cảm thấy rất cô đơn. Hứa Minh Tâm luôn lo lắng đột nhiên đằng sau có một bóng người xuất hiện. Đi trên đường mà nơm nớp lo sợ. Cô vừa về tới phòng là trốn vào chăn run lẩy bẩy.
toàn bộ ký túc xá chỉ có một mình Hứa Minh Tâm, cô bật hết đèn lên để cho trong phòng sáng trưng. Cô không sợ, nhưng trong lòng lại không thoải mái. Giống như là có một tảng đá lớn đè lên ngực cô, khiến cô không thể hít thở. Cuối cùng Hứa Minh Tâm cuộn người thành một cục, từng giọt nước mắt to như hạt đậu thấm vào mền. Hứa Minh Tâm cho rằng mình rất mạnh mẽ, loại đàn ông đó không đáng để cô khóc lóc. Nhưng sau khi sự tức giận qua đi thì trong đầu cô đều là từng cảnh tượng hai người ở bên nhau. Dù cô và cô Gia Huy mới ở bên nhau mới mấy tháng nhưng sao Hứa Minh Tâm lại cảm thấy như mình đã ở bên anh rất lâu rồi. Hai người ăn cơm, ngủ, nói chuyện cùng nhau. Anh đưa cô đi học, dạy cô làm bài tập, còn đưa thẻ lương cho cô. Rõ ràng là một đôi hợp nhau, sao lại biến thành thế này rồi. Hơn nữa, dường như Hứa Minh Tâm mới là kẻ thứ ba, cô có thể nghe được cái cô Thanh Vân kia đã ở bên anh rất nhiều năm rồi. Vậy mình là cái gì đây? Cô không muốn chen chân vào chuyện tình cảm của người khác. Không tới một tiếng sau, Cố Gia Huy đã về tới nơi. Anh cứ nghĩ rằng Hứa Minh Tâm được nghỉ quốc khánh thì sẽ về nhà ở. Nhưng khi Cố Gia Huy mở cửa ra thì không thấy gương mặt nhỏ nhắn của Hứa Minh Tâm mà lại là gương mặt hung dữ của ông cụ nhà mình. Cố Gia Huy không khỏi có chút nhíu mày, sao bố lại đến đây? Con còn có mặt mũi mà hỏi câu này à? Con nhìn con đã làm ra chuyện gì kìa, đến cùng là con đã làm gì có lỗi với Minh Tâm hả? Cố Gia Bảo gõ gõ cây gậy trong tay xuống đất, ông hỏi với vẻ tức giận. Lúc Cố Gia Huy nhìn thấy vòng tay thì trái tim anh như thắt lại, vội vàng cầm vòng tay lên ngắm nghía. Có chuyện gì thế hả? Ông cụ kể lại chuyện lúc nãy một lần. Minh Tâm bảo bố hỏi con, đến cùng là con đã làm sai điều gì? Cố Gia Huy nhíu mày, chẳng lẽ vì lâu quá không liên lạc với cô nên cô giận anh sao? Bố, con sẽ xử lý chuyện này, con sẽ cho bố một lời giải thích. Ông đây không cần giải thích, ông đây chỉ cần con dâu. Cố Gia Bảo đánh lên người Cố Gia Huy, ông vốn cho rằng anh sẽ né tránh ai ngờ anh cứ đứng im chịu đánh. Cố Gia Huy chỉ hơi nhíu mày, còn chẳng thèm kêu lên tiếng nào. Trái tim của ông cụ run lên, cũng chẳng tức được nữa. Đây xem như là cảnh cáo, nếu con không dẫn Minh Tâm về đây thì bố sẽ đánh gãy chân con đấy. Bố yên tâm đi, nếu không dẫn về được thì con cũng không về nữa. Đúng, nên như thế. Nhà họ Cố chúng ta không quan tâm tới chuyện cưới chồng nghe chồng, chúng ta quan tâm tới chuyện cưới vợ nghe vợ thôi. Mau đi dẫn con dâu bố về đây, bố sẽ ngồi đây chờ. Trong lòng Cố Gia Bảo nóng như lửa đốt, hận không thể tự mình đi thay cho Cố Gia Huy. Dù gì thì Cố Gia Bảo cũng được tính là cao thủ tình trường, sao con trai ông lại đần như thế chứ? Cố Gia Huy để vòng tay xuống rồi quay người rời đi. Anh trực tiếp đi tới ký túc xá ở trường. Dì quản lý thấy anh là đàn ông thì không cho anh vào. Cố Gia Huy chẳng còn chút kiên nhẫn nào để giải thích, anh trực tiếp để Khương Tuấn bế người đi rồi lao thẳng vào. Cố Gia Huy vừa xông vào thì mấy ngọn đèn trên đầu lại dập tắt. Có chuyện gì thế? Mạch điện của khu ký túc xá này bị chập, cho nên đã cố ý chọn ngày học sinh nghỉ ngơi mà sửa lại, có lẽ ngày mai mới sửa xong. Chết tiệt! Cố Gia Huy nghĩ tới chuyện Hứa Minh Tâm sợ tối thì vội vàng đi nhanh hơn. Hứa Minh Tâm khóc xong thì cảm thấy rất mệt mỏi, cô muốn đi tắm rửa nghỉ ngơi. Ai ngờ vừa tắm xong, còn chưa kịp mặc quần áo thì đèn đã phụt tắt. Hứa Minh Tâm cầm theo quần áo mò mẫm đi ra ngoài, muốn tìm điện thoại di động của mình. Cô hít sâu không ngừng, tự nhủ rằng mình không phải sợ, trên thế giới này không có ma. Cô tin vào đảng, là kẻ vô thần, không thể để cho đảng mất mặt. Hứa Minh Tâm run rẩy đi ra khỏi phòng vệ sinh. Mắt cô vẫn chưa thể thích ứng với bóng tối. Hứa Minh Tâm đụng phải góc bàn, đầu gối bị đau, đau tới nỗi cô hít sâu một hơi. Hứa Minh Tâm thê thảm ngồi xổm xuống, đột nhiên cô cảm thấy mình rất đáng thương. Lỡ đâu mình chết ở đây thì chắc có lẽ cũng chẳng ai phát hiện đâu. Đúng là nhà ruột còn gặp mưa, vừa bị tên đàn ông xấu xa cắm sừng, giờ lại còn bị đụng bàn. Cô còn chưa tìm được điện thoại di động của mình thì không ngờ rằng bên ngoài có một tiếng bước chân vang lên. Sau đó có tiếng gõ cửa vang lên, rất kinh khủng. Quỷ ư. Hứa Minh Tâm sợ tới nỗi đổ mồ hôi lạnh khắp cả người, cô run lên bần bật. Hứa Minh Tâm vội vàng trốn xuống dưới bàn, không dám thở mạnh. Minh Tâm, em ở trong đó à? Cố Gia Huy sốt ruột hét lên, nhưng không hề có ai trả lời anh. Anh càng ngày càng nóng ruột, trực tiếp đạp cửa ra. Đoàng một cái,
cửa phòng bị đá ngã, anh tranh thủ bật đèn pin điện thoại lên. Cố Gia Huy thấy được cô nhóc đang trốn dưới bàn, run lẩy bẩy cả người. Hứa Minh Tâm chôn đầu vào đầu gối, hai tay bịt tai, giống như một đứa bé bất lực. Khi Cố Gia Huy nhìn thấy cô thì trái tim anh như nhũn ra. Cố Gia Huy vội vàng chạy tới, bỏ bàn ra ngoài rồi ôm cô vào lòng mình. Minh Tâm đừng sợ, có anh đây rồi, cho dù ma quỷ cũng không dám đến gần em đâu. Lúc đầu vốn Hứa Minh Tâm bị dọa tới nỗi hồn vía lên mây, đột nhiên cô nghe được giọng nói quen thuộc thì trái tim run lên một cái. Cô vẫn còn nhớ cái ôm này, thật ấm áp, đây là nơi cô đã từng cho là bến đỗ. Nhưng cũng chỉ là cô cho là mà thôi. Cố Gia Huy đến rồi. Hứa Minh Tâm tỉnh táo lại, cô dùng hết sức lực của mình để đẩy anh ta. Cố Gia Huy không kịp đề phòng nên trực tiếp đụng vào vách tường phía sau, khiến anh đau đến nỗi nhíu mày. Minh Tâm, là anh đây. Tôi biết là anh đi ra ngoài cho tôi. Tôi không hoan nghênh anh. Em đang trách anh vì mấy ngày nay anh không liên lạc với em à. Mấy ngày nay có một người bạn của anh bị bệnh, anh nhất định phải chăm sóc cô ấy. Cô ấy ở bệnh viện bí mật, không có tín hiệu. Thế nên anh mới không kịp nói cho em biết. Anh biết em đang trách anh, nhưng đây không phải là lúc oán trách. Về nhà với anh trước, được không? Hứa Minh Tâm nghe thấy thế thì nở một nụ cười châm chọc. Lời nói dối này chẳng hề chặt chẽ gì cả. Rõ ràng là cô Gia Huy ở bên cạnh người phụ nữ khác. Hứa Minh Tâm hít sâu một hơi rồi nói, Cố Gia Huy, chúng ta hủy bỏ hôn ước đi, tôi không muốn làm vợ chưa cưới của anh nữa. Em nói cái gì? Cố Gia Huy nhíu mày, giọng của anh trầm xuống mấy tông, mang theo chút không thể tin tưởng được. Tôi nói là hủy bỏ hôn ước, tiền mà tôi nợ tôi sẽ trả, chỉ cần tôi còn sống là còn trả. Anh yên tâm đi. Hứa Minh Tâm nói với vẻ tức giận. Hứa Minh Tâm cố gắng can đảm đối đầu với ánh mắt của Cố Gia Huy. Trong đôi mắt của anh cất giấu sự tức giận kinh người. Hứa Minh Tâm vốn cho rằng mình có thể không sợ hãi chút nào nhưng sự thật chứng minh cô vẫn quá nhát gan. Em nói lại xem nào. Cố Gia Huy nói rất lạnh lùng, trong câu nói của anh không mang theo bất cứ cảm xúc nào, từng chữ như sấm sét đánh xuống bên cạnh Hứa Minh Tâm. Đầu óc của Hứa Minh Tâm trở nên hỗn loạn, cô cảm thấy mình không có chút lực lượng nào. Rõ ràng là Cố Gia Huy làm chuyện có lỗi với mình trước, vậy mà bây giờ cô lại như bị anh bắt gian tại giường, thậm chí còn thấy chột dạ. Hứa Minh Tâm run rẩy, vội vàng dặn ra mấy tiếng. Tôi nói tôi muốn hủy bỏ hôn ước, tiền tôi nợ, tôi có thể trả dần được không? Không được. Cố Gia Huy chẳng cần nghĩ ngợi mà trực tiếp trả lời ba chữ này. Sau đó trực tiếp vác Hứa Minh Tâm lên vai mình. Khi anh đi ngang qua tủ quần áo của cô thì lấy một cái áo khoác thật dài ra choàng lên người Hứa Minh Tâm. Phòng ngừa cảnh xuân sắc trên người cô bị lộ ra ngoài. Động tác này của Cố Gia Huy như thổ phỉ cướp gái nhà lành thời cổ đại, vô cùng thô lỗ. Cố Gia Huy, anh thả tôi xuống. Cố Gia Huy, anh đang bắt cóc, tôi muốn kiện anh cho anh tán gia bại sản. Cố Gia Huy vốn tức tới nỗi sùi bọt mép, nhưng khi nghe Hứa Minh Tâm nói như thế thì anh lại cảm thấy có chút buồn cười. Đến cùng là cô nhóc này lấy can đảm ở đâu ra để nói những câu đó chứ, muốn nhà họ Cố tán gia bại sản cơ đấy. Muốn anh mời luật sư cho không? Cố Gia Huy điều chỉnh hô hấp của mình, để cho mình không có quá hung dữ. Đã hoàn lương vì cô nhóc này rồi, không thể lại làm người ác được nữa. Đối xử với con gái phải nhẹ nhàng dịu dàng. Hứa Minh Tâm nghe thấy câu này thì bị nghẹn họng. Giờ cô mới nhớ ra là mình không có tiền mời luật sư. Tức quá. Anh mau buông tôi xuống. Hứa Minh Tâm dùng lực đánh vào lưng của Cố Gia Huy, nhưng dường như anh không cảm giác được đau vậy. Khi đi qua dì quản lý ký túc xá, dì ấy nhìn Hứa Minh Tâm với ánh mắt muốn nói lại thôi, trong mắt tràn ngập sự lo lắng. Đột nhiên Hứa Minh Tâm cảm thấy dì quản lý không còn hung dữ như trước, nay hiền lành đáng yêu như thiên sứ vậy. Chắc chắn bây giờ dì ấy rất quan tâm đến mình. Dì ơi cứu cháu không biết người này, anh ta ép cháu đi theo. Tôi, dì quản lý ký túc xá còn muốn nói báo cảnh sát giúp Hứa Minh Tâm, còn dì ấy thì sợ rằng chẳng làm được gì. Nhưng nào ngờ đâu Cố Gia Huy quét mắt qua, dọa dì ấy sợ tới nỗi chẳng dám hó hé câu nào. Vậy, dì không ghi cháu về trễ đâu. Chúc hai cháu chơi vui vẻ, tạm biệt. Dì quản lý nói xong thì vội vàng chuồn mất. Dì ơi, làm người phải có lương tâm. Có người muốn bắt cóc học sinh. Cứu mạng với. Hứa Minh Tâm hét to lên để cầu cứu.
Cố Gia Huy sợ rằng ngày mai báo sẽ đưa tin nên không khách sáo vỗ vào mông Hứa Minh Tâm một cái. Mẹ ơi đau quá. Cầm thú, không phải người. Ngoại tình lại còn ngông nghênh đúng không? Cố Gia Huy, anh đánh phụ nữ, tôi muốn tố cáo anh. Em đi tố cáo đi, nói cho tất cả mọi người biết rằng Cố Gia Huy tôi đánh mông vợ mình. Anh, sao anh lại nói được như thế chứ? Mặt Hứa Minh Tâm đỏ tới mang tai. Nếu em dám làm ồn nữa thì anh sẽ đánh mông em cho tới khi nó nở hoa đấy. Cố Gia Huy ép giọng xuống, anh nói với vẻ hung dữ. Hứa Minh Tâm há miệng nhưng lại không dám nói câu gì. Cô sợ đau, cũng sợ mông mình nở hoa. Ngày mai cô còn phải ngồi vào bàn học. Cuối cùng Hứa Minh Tâm bị Cố Gia Huy bế lên xe. Cô Minh Tâm sao lại, mặc như thế này. Khương Tuấn thấy Hứa Minh Tâm bị bao bởi áo khoác thì có chút kinh ngạc, anh ta không kiềm chế được mà nhìn thêm mấy lần. Cố Gia Huy híp mắt, trực tiếp kéo tấm màn ngăn cách ghế trước và ghế sau lên. Hứa Minh Tâm nghe Khương Tuấn nói thế thì mới chú ý tới việc mình chỉ mặc một cái áo khoác. Vừa rồi cô còn cãi nhau với Cố Gia Huy nửa ngày trời trong tình trạng trần truồng ư. Hứa Minh Tâm vừa nghĩ tới đây thì máu dồn lên não, cô há to miệng nhìn Cố Gia Huy. Cố Gia Huy thấy Hứa Minh Tâm nhìn mình như thế thì trong mắt anh có chút trêu chọc. Cũng không phải là lần đầu tiên nhìn thấy, vẫn nhỏ như cũ. Cố Gia Huy ghé vào tai Hứa Minh Tâm rồi nói nhỏ. Hứa Minh Tâm nghe thấy thế thì mặt cô đỏ bừng lên, cả người như muốn sụp đổ mất. Hứa Minh Tâm nổi giận đùng đùng đưa tay lên rồi giáng cho Cố Gia Huy một cái táng. Cố Gia Huy cũng không kịp đỡ, anh không ngờ rằng cô lại đánh mình. Góc mặt hoàn hảo của anh đỏ bừng lên với tốc độ mà mắt thường có thể nhìn thấy. Khương Tuấn đang lái xe nghe được tiếng động này thì vội vàng dừng xe lại. Lái xe của cậu đi. Cố Gia Huy cất lời, anh nói rất lạnh lùng. Khương Tuấn không dám hó hé câu gì, chỉ có thể tiếp tục lái xe. Hôm nay cô Minh Tâm ăn thuốc súng ư, cô ấy là người đầu tiên trên thế giới này dám đánh cậu chủ đó. Hứa Minh Tâm run rẩy nhìn chằm chằm bàn tay của mình, dưới tình huống vừa nãy cô không hề suy nghĩ quá nhiều. Là do Cố Gia Huy giở trò lưu manh, không liên quan gì tới mình. Là do anh chọc tôi trước. Hứa Minh Tâm ôm lấy cơ thể của mình rồi nói với giọng run rẩy. Anh không ngờ rằng em muốn phân chia với anh một cách triệt để như vậy. Giọng của anh trầm khàn, Hứa Minh Tâm có thể nghe được một chút đau thương ở trong đó. Trái tim của cô run lên. Hứa Minh Tâm có chút uất ức, cái gì mà phân chia một cách triệt để chứ? Không triệt để cho Cố Gia Huy trái ôm phải ấp, có hai gia đình có thể đi qua đi lại sao? Cố Gia Huy, tôi không hề làm chuyện gì có lỗi với anh, là anh có lỗi với tôi. Hứa Minh Tâm kiên cường quay đầu qua, không muốn nhìn mặt Cố Gia Huy, cũng không muốn khóc trước mặt anh. Như thế cô sẽ cảm thấy mình rất vô dụng. Hứa Minh Tâm có thể ngồi khóc một mình, khóc tới nỗi mắt sưng thành cục. Nhưng cô không thể khóc trước mặt anh, không thể lộ ra sự yếu ớt của mình. Chỉ có Hứa Minh Tâm mạnh mẽ thì người khác mới không cảm thấy cô đáng thương dễ bắt nạt. Cho dù đó chỉ là giả vờ, cũng phải giả vờ cho giống. Anh đi ra ngoài nửa tháng là bởi vì Cố Gia Huy suýt chút nữa đã nói ra sự thật, nhưng vẫn níu lại kịp. Cố Gia Huy vẫn chưa thể nói ra sự tồn tại của Cố. Vì sao? Hứa Minh Tâm hỏi một cách cố chấp. Nếu như bây giờ Cố Gia Huy thẳng thắn thì có lẽ cô sẽ tin tưởng anh là một người đàn ông chân chính. Nhưng anh lại do dự ngập ngừng, cuối cùng lựa chọn im lặng. Trong trái tim Hứa Minh Tâm chỉ còn lại thất vọng, cô không hề biết sự khổ sở của người đàn ông bên cạnh. Cố Gia Huy siết chặt tay lại, móng tay đã đâm vào thịt. Trên đường đi về rất im lặng, cuối cùng xe dừng ở trước cổng biệt thự. Cố Gia Huy lại vác bổng cô lên rồi đi thẳng vào trong nhà mà không nói lời nào. Cố Gia Bảo đang ở trong phòng khách đợi hai người, thấy Cố Gia Huy trở về thì cũng vội vàng đứng dậy. Thằng ba, con đang làm gì thế hả? Bố, con đã dẫn cô ấy về. Trời cũng muộn rồi, bố về nghỉ ngơi sớm đi. Con không tiện bố nữa, con còn có chút việc nhà cần phải xử lý. Phần trăm ba đê. Nhưng mà, đưa ông chủ về. Cố Gia Huy không hề đợi Cố Gia Bảo nói gì thì đã ra lệnh. Ông cụ không còn cách nào khác, chỉ có thể để cho Khương Tuấn đưa mình về. Cố Gia Huy vác cô tới phòng ngủ rồi trực tiếp ném cô xuống giường. Cho dù giường có mềm hơn đi chăng nữa thì cô cũng bị ném tới nỗi đầu óc quay cuồng. Anh làm cái gì thế hả? Anh điên rồi sao? Hứa Minh Tâm nổi giận đùng đùng mà quát lên.
không phải cô mới là người nên tức giận sao? Vốn cho rằng đã tìm được một người có thể giao mình cho họ, ai ngờ lại là một thằng khốn, một tên đàn ông chân trong chân ngoài. Em đang trách anh vì quá lâu rồi mà anh không liên lạc với em sao? Cố Gia Huy hỏi. Không chỉ như thế, Cố Gia Huy, việc anh làm mà anh còn không biết sao? Là do hôm nay em tìm anh mà anh không bắt máy sao? Cố Gia Huy, anh đang giả vờ đúng không? Đã biết cô gọi điện thoại tới rồi chẳng lẽ còn không biết vì sao cô lại giận ư? Anh không có, nếu như em giận anh vì anh không liên lạc với em, thì đó là lỗi của anh. Anh có thể bù đắp cho em, nhưng anh và em đã đính hôn, bây giờ em lại trả cái vòng tay mà mẹ anh quý trọng nhất về đây, có phải là em đùa dai quá rồi không? Tôi không có đùa, đó chính là vì tôi đã suy nghĩ thật kỹ, tôi cảm thấy chúng ta không hợp. Không hợp chỗ nào, Cố Thành. Trung hỏi cô. Hứa Minh Tâm bị Cố Gia Huy chọc tức gần chết. Đến cùng là Cố Gia Huy IQ thấp hay EQ thấp đây? Hay anh vẫn cho rằng không ai có thể biết được những chuyện anh ta làm? Cố Gia Huy cũng không tiện chọc thủng chuyện này, dù sao cô mới là người thứ ba. Anh xấu quá. Gì cơ? Cố Gia Huy nghe thế thì nhíu mày. Hứa Minh Tâm, em ở chung với anh được hơn một tháng rồi, bây giờ em mới thấy anh xấu ư? Cố Gia Huy có chút bất đắc dĩ, anh không biết mình nên tức hay nên cười. Không không, trước kia tôi nghĩ rằng mình có thể chịu đựng được. Nhưng bây giờ tôi lại phát hiện anh quá xấu, đã vượt khỏi tầm chịu đựng của tôi. Được, vậy anh đi phẫu thuật thẩm mỹ. À, Hứa Minh Tâm có chút nghẹn lời, cô bị câu nói này của Cố Gia Huy dọa cho sợ ngốc. Anh nói gì cơ? Phẫu thuật thẩm mỹ ư? Cũng khó cho Cố Gia Huy có thể nghĩ tới việc này. Anh không chỉ xấu mà còn già, lớn hơn tôi 10 tuổi, lúc tôi 20 tuổi thì anh đã là ông chú 30 rồi. Mặc dù anh lớn hơn em 10 tuổi nhưng tâm hồn anh trẻ, có thể đuổi kịp suy nghĩ của em là được rồi. Đây không thể trở thành lý do em hủy bỏ hôn ước. Cái gì, thế cũng không được ư? Hứa Minh Tâm tức tới nổi não muốn phình cả lên. Sau khi cô suy nghĩ một lúc lâu rồi cuối cùng cúi đầu nhìn xuống hai lạng thịt trước ngực mình, ngực tôi phẳng, khó mà phát triển tới trình độ mà anh muốn. Và lại cơ ngực của anh còn lớn hơn tôi cảm thấy tự ti, thế đã được chưa? Cái này, Cố Gia Huy nhíu mày, anh có chút không nói nên lời. Hứa Minh Tâm nghe thế thì thở dài một hơi, cuối cùng cũng có thể nói đúng một câu rồi. Nhưng cô còn chưa thở xong thì Cố Gia Huy đã nói, đúng là không xứng, nhưng anh chịu được. Sau này em có thể phát triển lần hai, hơn nữa tại sao em lại biết trình độ anh muốn là gì? Anh cảm thấy như thế này cũng rất tốt, một tay là cầm được hết. Hứa Minh Tâm há miệng ra mà không biết nói cái gì, cô cạn lời rồi. Cố Gia Huy gặp chiêu phá chiêu khiến cho cô có chút không biết nên làm sao. Không phải Cố Gia Huy thích cô gái có dáng người tốt, cao ráo, dịu dàng, thông minh sao? Chẳng lẽ, anh còn muốn thay đổi khẩu vị? Hừ, lòng tham không đáy, không biết liêm sỉ. Tôi không quan tâm, dù sao chúng ta cũng không hợp, tôi muốn hủy bỏ hôn ước. Anh không hề nói lý, tôi muốn đi tìm ông cụ. Bố anh đang ước gì em trở thành vợ của anh ngay lập tức kia kìa. Em cảm thấy ông ấy sẽ làm chủ cho em sao? Hứa Minh Tâm nghe thế thì bỗng nhiên cảm thấy rất uất ức. Cô không kiềm chế được nữa mà trực tiếp khóc lên. Bây giờ cũng chẳng cần mặt mũi gì nữa, mặt mũi của cô đã mất giáo rồi. Cố Gia Huy này không hề chơi theo lẽ thường. Cố Gia Huy thấy Hứa Minh Tâm bật khóc thì trái tim trở nên mềm nhũn. Anh bất đắc dĩ thở dài một hơi, cuối cùng vẫn tự trách mình, sao lại phải so bì với một đứa trẻ chứ? Cố Gia Huy dịu dàng bước lên rồi dùng mu bàn tay của mình lau nước mắt cho cô. Hứa Minh Tâm tức tối đánh tay anh, không được phép đụng vào người tôi. Anh biết em tức giận, em có thể xả giận với anh, có thể đánh anh mắng anh. Nhưng đừng hủy bỏ hôn ước, anh không thích nghe mấy câu này, không thoải mái chút nào cả. Anh không thoải mái ư, tôi mới là người không thoải mái đây này. Hứa Minh Tâm vừa khóc vừa lẩm bẩm. Vâng vâng vâng, em không thoải mái. Đưa tay cho anh xem nào, có đau không? Cố Gia Huy không muốn tranh cãi với Hứa Minh Tâm nữa, anh kéo tay cô ra xem, chỉ là đỏ lên chứ không bị gì khác. Cố Gia Huy xoa xoa rồi nói, đã ăn tối chưa? Chưa thì để anh bảo đầu bếp chuẩn bị. Cố Gia Huy, anh không nghiêm túc chút được à? Bây giờ tôi đang cãi nhau với anh, thái độ của anh nghiêm túc một chút đi. Hứa Minh Tâm như đánh vào bông, suýt chút nữa là cô đã bị Cố Gia Huy làm cho tức chết.
Rõ ràng là đang thảo luận chuyện hủy bỏ hôn ước, nhưng anh vẫn luôn làm lệch vấn đề. Cho dù Hứa Minh Tâm có đói cũng không nói. Nhưng ngay lúc này, bụng của cô lại kêu lên một tiếng. Đói bụng rồi à, để anh đi dặn nhà bếp. Em rửa mặt thay quần áo trước đi, đợi lát nữa anh lên tìm em. Cố Gia Huy nói xong thì đưa tay sờ lên đầu Hứa Minh Tâm, tựa chưa là một người lớn đang chăm sóc trẻ con vậy, mang theo một chút cưng chiều. Hứa Minh Tâm cảm thấy như mình dồn hết sức lực ra một cú mà lại đấm vào bông. Hứa Minh Tâm không hề quan tâm tới những lời châm ngòi, tính tình tốt đến nỗi bất ngờ. Đúng là kinh khủng. Hứa Minh Tâm đi xuống dặn dò nhà bếp, sau đó thì nhận được điện thoại của Ôn Thanh Vân. Thanh Vân. Ôn Thanh Vân nghe thấy sự mỏi mệt trong giọng nói của Cố Gia Huy thì có chút ngạc nhiên. Cô ấy cứ tưởng rằng Cố Gia Huy quay về gặp người trong lòng thì sẽ rất vui vẻ, sao giọng nói lại mệt mỏi thế này? Sao thế, cãi nhau với cậu bé mèo của cậu à? Cố Gia Huy nghe thế thì không khỏi cười khẽ, cô ấy đoán cũng chuẩn lắm. Con mèo này tức giận rồi, giận tôi hơn nửa tháng trời không liên lạc với cô ấy, thậm chí còn tát tôi một cái. Cố Gia Huy cũng không hề tức giận, giọng nói vẫn luôn rất điềm đạm. Ôn Thanh Vân nghe thế thì rất kinh ngạc. Cô ấy đã quen Cố Gia Huy từ rất lâu rồi, có lẽ người khác không biết tính tình của anh ra sao nhưng Ôn Thanh Vân lại biết rất rõ. Cả người Cố Gia Huy cứ như Diêm Vương sống vậy, có tiếng tăm lẫy lừng trong vòng tròn thương nghiệp này. Chỉ cần nhắc tới tên anh thôi là người ta đã sợ mất mật. Cố Gia Huy có thể phát triển và thành một tập đoàn xuyên quốc gia trong mấy năm ngắn ngủi thì sao có thể là người hiền lành được chứ? Tính tình của anh không được tốt, từ trước tới nay làm việc rất dứt khoát, thủ đoạn cũng rất độc ác. Bất cứ ai làm mích lòng anh cũng chẳng hề có kết quả tốt. Cho dù kết thù kết oán nhiều nhưng người khác đều là giận mà không dám nói, cũng chẳng ai dám đối đầu với Cố Gia Huy. Nhưng mà người đàn ông táo bạo ác độc như thế giờ lại tốt tính đến bất ngờ, bị người ta đánh còn nói chuyện nhỏ nhẹ, dường như đang kể một chuyện gì đó hạnh phúc lắm vậy. Tính tình của cậu tốt hơn nhiều rồi đó. Ôn Thanh Vân nói với vẻ cảm thán. Cô ấy thích chuột, không thích hổ, tôi cũng chẳng còn cách nào khác. Cũng không thể dọa cho con mèo này sợ mà chạy đi được. À đúng rồi, cô bé ấy kể về chuyện cuộc điện thoại kia chưa? Chỉ nhắc tới một câu. Một câu thôi ư, cậu giải thích chưa? Chuyện này, có gì để giải thích à? Ôn Thanh Vân nghe thế thì không khỏi lắc đầu. Cô ấy thở dài một hơi rồi nói với giọng bất đắc dĩ. Cố Gia Huy, sao cậu không hiểu về trái tim của con gái một chút nào thế hả? Chỉ còn có thể đoán được mà cậu lại không biết. Mèo nhà cậu đâu phải giận cậu vì cậu không liên lạc với cô bé đâu. Rõ ràng là cô ấy giận bởi vì cậu có người mới ở ngoài. Nếu tôi biết cuộc điện thoại đó là do cô ấy gọi tới thì tôi cũng sẽ không nói rằng cậu đang tắm rửa thay đồ. Câu nói này rất dễ khiến cho người khác hiểu lầm. Hiểu lầm ư, ý chị là cô ấy ghen ư. Vốn Cố Gia Huy còn đang ủ rũ, không thoải mái trong lòng nhưng khi nghĩ tới chuyện này thì vui tới nỗi nhướng mày lên. Nếu không thì sao, chắc chắn là cô nhóc cho rằng giữa chị và cậu là loại quan hệ không bình thường. Giải thích cho cô ấy nghe đi. Mặc dù không thể để chuyện của cô lộ ra ngoài nhưng chị thì không quan trọng lắm. Hơn nữa cô ấy cũng nên biết rằng mình còn có một chị dâu ở bên nước ngoài mà đúng không? Cảm ơn chị đã giúp tôi một việc lớn rồi đó. Tôi bị con mèo nhà mình khiến cho sứt đầu mẻ trán, không còn có chút tính xấu nào. Tôi sắp quên mất mình là một con hổ rồi. Đó cũng là do cậu cam tâm tình nguyện, bị cô ấy chinh phục hoàn toàn rồi. Nếu như cậu không thể nói rõ được thì có thể đưa điện thoại cho cô ấy. Thôi vậy, tôi sẽ tự mình giải thích chuyện này. Được, vậy chị không làm phiền cậu nữa. Ôn Thanh Vân vừa cười vừa nói, sau đó cúp điện thoại. Mà Hứa Minh Tâm đã thay đồ xong, cô cũng đã thu xếp hành lý, lấy đi tất cả những thứ mình vẫn còn để lại đây. Cố Gia Huy cũng đã để Khương Tuấn đi điều tra xem, ai ngờ sáng hôm qua cô nhóc này đã đi tới nước Anh. Là đi thăm mình sao? Vì sao lại quay lại vội vàng đến thế, chẳng lẽ? Đột nhiên Cố Gia Huy đoán được cái gì đó. Cố Gia Huy trông thấy Hứa Minh Tâm hùng hùng hổ hổ đi xuống, cơ thể nhỏ bé xách theo một cái dương cao bằng nửa người cô, cả người cô như phình to lên vì tức. Nếu như Cố Gia Huy có cây kim trong tay thì chắc chắn anh sẽ đâm thủng cô. Em làm gì thế? Về ký túc xá. Không được đi, kỳ nghỉ này của em đều phải dành cho anh. Tôi không cần, anh xấu quá. Sẽ ảnh hưởng tới thẩm mỹ quan của tôi. Tôi sẽ phần trăm 3D không để anh làm tôi thụt lùi đâu.
Hứa Minh Tâm nói rất chững chạc. Cố Gia Huy có chút bất đắc dĩ, cô nhóc này xấu tính quá, anh vốn cho rằng mình đã đủ xấu tính rồi, bây giờ mới phát hiện là núi cao còn có núi cao hơn. Cãi nhau với con gái là một chuyện rất đau đầu, Cố Gia Huy không hề biết được điều đối phương để ý là gì. Nếu như không phải là Ôn Thanh Vân nhắc nhở thì chắc Cố Gia Huy còn tưởng rằng Hứa Minh Tâm tức giận là vì anh đã không liên lạc với cô rất nhiều ngày. Hôm qua em đi nước Anh à? Hứa Minh Tâm nghe thấy vậy thì trái tim thắt lại một cái, cuối cùng cũng đi vào chuyện chính rồi. Cố Gia Huy, nếu anh đã biết rồi thì chúng ta cứ kết thúc ở đây đi. Không cần phải rằng co để cuối cùng đôi bên đều mất mặt. Tôi cũng không muốn làm phiền hai người nữa, tôi cũng không muốn chia sẻ đàn ông với người khác. Đã gặp nhau thì cũng phải có lúc chia tay, được chứ? Hứa Minh Tâm nói một cách vội vàng, cô không muốn chia tay mà còn phải làm ầm ĩ cả lên. Xem như tôi xin anh. Hứa Minh Tâm nói chuyện với vẻ cầu xin, cô nhìn chằm chằm vào Cố Gia Huy với đôi mắt ngập hơi nước. Cố Gia Huy nghe Hứa Minh Tâm nói như thế thì trái tim của anh run lên. Cố Gia Huy bước nhanh lên trước đưa tay ôm cơ thể nhỏ bé của Hứa Minh Tâm vào lòng. Bàn tay to lớn của anh xuyên qua mái tóc cô, một tay khác thì ôm chặt lấy eo cô. Hứa Minh Tâm cứng cả người, cô ngẩn ra, sau đó thì muốn giãy giụa nhưng đột nhiên bên tai cô lại vang lên giọng nói khàn khàn của Cố Gia Huy. Sao em không hỏi anh một câu mà đã cắt câu lấy nghĩa rồi? Có phải là hôm nay em đã nhìn thấy anh ở chung với người phụ nữ khác không? Tôi còn hỏi được gì nữa, chẳng lẽ tôi nhìn còn chưa rõ ư? Hứa Minh Tâm nói với vẻ tức giận. Cố Gia Huy, anh buông ra. Hứa Minh Tâm còn chưa nói xong thì bên tai cô đã vang lên giọng nói của Cố Gia Huy. Cô ấy là chị dâu thứ hai của em. Tôi cũng không có anh trai, chị dâu ở đâu ra chứ, anh nói tầm bậy. Hứa Minh Tâm không hề nghĩ tới rằng Cố Gia Huy càng nói càng quá đáng. Cô còn đang định mắng lên thì đột nhiên nghĩ tới gì đó, chị dâu. Chị dâu là... Cô ấy là bạn gái của anh trai anh. Hai người họ đã tới bước bàn chuyện kết hôn rồi, nhưng anh trai anh bất ngờ xảy ra chuyện. Quan hệ giữa anh và cô ấy rất tốt, như người trong một nhà vậy. Tất nhiên là anh phải chăm sóc cho cô ấy rồi, lần này cô ấy bệnh rất nặng. Nhưng rõ ràng tôi nghe thấy nhân viên trong công ty nói rằng hai người đã ở bên nhau mấy năm. Anh của anh đã qua đời hơn 4 năm, bọn anh quá thân nên khiến người ta hiểu lầm cũng rất bình thường. Nhưng anh thề tình cảm của anh dành cho cô ấy chỉ là tình thân mà thôi. Nếu anh cướp người phụ nữ của anh mình thì anh còn là người không chứ? Cố Gia Huy nhấn mạnh câu cuối cùng. Hứa Minh Tâm nghe thế thì chấn động cả người, cô ngẩn ra. Vậy là do mình hiểu nhầm ư? Em có chút rối, anh để cho em yên tĩnh một chút. Hứa Minh Tâm đẩy người Cố Gia Huy ra rồi lảo đảo lùi lại hai bước. Cố Gia Huy giữ chặt tay cô, sợ rằng cô sẽ chạy đi. Em vẫn chưa tin anh ư? Không, không phải. Nếu đã không phải thì em đi làm gì? Hay là anh tìm cô ấy đến giải thích với em nhé? Hay là anh dẫn em đi nước Anh, tìm một số người bạn cũ để chứng minh rằng anh trong sạch? Hứa Minh Tâm nghe thấy Cố Gia Huy nói tới mức này rồi thì cũng đã kết luận anh thật sự không có làm chuyện có lỗi với cô. Vậy cũng có nghĩa là mình tự làm khổ mình ư? Hứa Minh Tâm cảm thấy rất mất mặt. Bây giờ cô chỉ muốn đào một cái lỗ rồi chui xuống mà thôi. Không phải, em tin anh, chỉ là em cảm thấy. Mình phải đổi não, não của em không đủ dùng, mấy ngày nay làm bài tập tới điên rồi. Đúng là não của em không đủ dùng được. Không được có lần sau nữa đấy. Nếu như gặp chuyện này một lần nữa thì phải nói với anh, không nên gán tội cho anh một cách dễ dàng như vậy nghe chưa? Cố Gia Huy thấy sau cơn mưa trời lại sáng thì không biết là nên tức hay nên cười. Từ khi anh về tới nhà thì tâm trạng cứ như đi tàu lượn siêu tốc vậy, lúc lên lúc xuống, bị cô làm cho sợ toát mồ hôi hột. Hứa Minh Tâm thật sự rất biết cách tra tấn người. Cố Gia Huy vốn đã rất mệt, còn tưởng về nhà sẽ được ôm cô nhóc này nghỉ ngơi một lúc. Ai ngờ lại bị giày vò tới tận bây giờ. Hứa Minh Tâm xấu hổ không chịu nổi, cô cúi đầu xuống không dám nhìn Cố Gia Huy. Chuẩn bị ăn cơm đi, không cho phép tức giận với anh nữa. Em có thể xin một chuyện không? Nói đi, em có thể ăn một chút óc heo bổ não được không? Em muốn ăn gì bổ nấy? Hứa Minh Tâm nói một cách ngượng ngùng, ngại tới nỗi không dám thở mạnh. Em cũng chỉ được tới thế mà thôi, không cần bổ. Anh sợ rằng não heo còn ngốc hơn não em, càng bổ càng kém, thế thì sẽ phiền lắm.
Cố Gia Huy cầm lấy tay của Hứa Minh Tâm rồi kéo cô vào lòng mình. Bàn tay to lớn của anh nhẹ nhàng vỗ đầu cô rồi nói, cũng may là đã giải thích rõ ràng. Em xin lỗi. Đừng động đậy, để anh ôm em một lát. Những ngày vừa qua anh rất nhớ em. Cố Gia Huy cúi đầu rúc vào hõm vai của Hứa Minh Tâm rồi hít lấy sự ngọt ngào trên người cô một cách tham lam. Đột nhiên anh cảm thấy mình như được cứu rỗi, trái tim trở nên bình tĩnh lại trong nháy mắt. Hứa Minh Tâm nghe anh nói thế thì im lặng. Tay của cô cứng đờ, cô do dự một hồi mới đặt vào eo anh, rồi nhẹ nhàng vỗ vào lưng anh. Em xin lỗi, đều là do em chưa tìm hiểu kỹ. Em cho là anh bị ép đính hôn với em, người anh yêu là cô ấy. Trên thế giới này làm gì có nhiều ép buộc đến thế. Em có thể ghen vì anh là anh đã vui lắm rồi. Ít nhất thì chuyện này đại biểu cho trong lòng em có anh. Trước khi anh đi thì vẫn luôn rất xoắn suýt vấn đề này. Mặc dù ngoài miệng nói là cho nhau thời gian tỉnh táo, nghĩ xem mình muốn là cái gì. Nhưng đoạn thời gian qua anh chẳng thể nào bình tĩnh lại được. Em học không tốt, ngốc nghếch, lại còn sợ tối. Cho dù anh có để cho chú An trông chừng em thì vẫn lo lắng như cũ. Cuối cùng anh vẫn nghĩ thôi bỏ đi, anh quan tâm tới em như thế thì sao có thể đành lòng giao em cho người khác chăm sóc được chứ. Chuyện này vẫn nên tự mình làm thì tốt hơn. Hứa Minh Tâm nghe thấy Cố Gia Huy nói thế thì trái tim cô như được một dòng nước ấm bao phủ. Trước kia cô vẫn còn không yên, suy đoán đủ mọi khả năng. Nhưng bây giờ nghe thấy Cố Gia Huy nói vậy nên trái tim của cô đã bình tĩnh mà quay lại vị trí cũ. Hứa Minh Tâm dán đầu vào vị trí trái tim của Cố Gia Huy rồi dồn tất cả can đảm mà hỏi. Cố Gia Huy, mặc dù em còn nhỏ, có lúc sẽ không hiểu chuyện. Nhưng em cảm thấy bảo vệ anh là chuyện em nên làm. Từ giờ về sau để em bảo vệ anh được không? Cố Gia Huy nghe thế thì sụ mặt xuống, làm gì có ai tỏ tình như thế chứ? Cứ như đại ca xã hội đen đang kết nạp đàn em vậy. Được rồi đi ăn cơm thôi. Cố Gia Huy kéo Hứa Minh Tâm tới trước bàn ăn. Trước khi ăn cơm thì anh lấy vòng tay kia ra đeo cho cô một cách trịnh trọng. Nếu em dám tháo ra thì anh sẽ chặt tay em. Cố Gia Huy híp mắt, giả vờ như mình rất độc ác. Biết rồi mà. Hứa Minh Tâm gật đầu. Cuối cùng cũng tính là sau cơn mưa trời lại sáng. Hứa Minh Tâm ăn rất ngon, cô ăn nhiều tới nỗi khó tiêu. Tối nay cô không ngủ với Cố Gia Huy, bởi vì anh còn có một số việc phải xử lý nên cô sợ mình sẽ làm phiền anh. Hôm sau, Hứa Minh Tâm tràn ngập phấn khởi muốn đi siêu thị. Dù sao cũng được nghỉ dài ngày, tất nhiên phải nghỉ ngơi cho thật tốt. Vốn cô muốn đi một mình, ai ngờ Cố Gia Huy lại thay một bộ quần áo thoải mái, nhìn là biết anh muốn đi ra ngoài với cô. Hứa Minh Tâm đã nhìn quen dáng vẻ mặt đồ tây mang giày da của Cố Gia Huy, đột nhiên bây giờ đổi lại thành áo thun quần thường thì cô vẫn có chút không quen. Đi thôi, Cố Gia Huy nói, sau đó cầm lấy tay của Hứa Minh Tâm. Anh muốn đi chung với em sao? Nếu không thì ai tính tiền cho em, ai xách đồ cho em, ai lái xe cho em hả? Từng câu mà Cố Gia Huy nói đều rất có lý, khiến cho Hứa Minh Tâm không thể nào phản bác được. Rất nhanh sau đó hai người đã tới siêu thị gần nhà. Cố Gia Huy nhìn cô nhóc trước mặt chọn chọn lựa lựa, cô mua 3.000 hành tây mà cũng phải lấy máy tính ra tính một chút. Khả năng tính toán của vợ anh thật đáng lo mà, đã vậy còn muốn làm kế toán ư? Xem ra sau này chỉ có thể đi tới tập đoàn của anh làm việc mà thôi. Cho dù có làm sai thì cũng có người sửa giúp. Rất nhanh Hứa Minh Tâm đã mua đồ ăn và trái cây xong, khi đi ngang qua quầy tính tiền thì cô nhìn thấy kem ly. Kem tràng tiền kìa. Hứa Minh Tâm nhìn thấy loại kem mình thích ăn khi còn nhỏ thì vô cùng kích động, tranh thủ thời gian mở tủ lấy hai cái ra. Cho anh này, cái này ngon lắm, hồi nhỏ em hay ăn. Kem này màu xanh. Sau khi ăn xong lưỡi của anh cũng sẽ biến thành màu xanh. Điều đó chứng tỏ thuốc màu trong này quá nhiều. Hứa Minh Tâm nghe thấy câu này thì sụ mặt xuống. Không thú vị. Rõ ràng là ngon lắm mà. Vậy anh không ăn à? Không ăn thì trả em, một mình em ăn hai cây. Vì sao anh lại không ăn chứ? Đây là do em mời anh đấy. Không thành vấn đề. Đợi tới khi Cố Gia Huy trả tiền, anh nhìn thấy trên hóa đơn ghi chỉ có hơn 500.000. Anh có chút nhíu mày. Rẻ đến thế sao? Trong nhà ngày nào cũng có rau hữu cơ và thịt tươi các loại được đưa tới, giá cả cao hơn đây gấp mấy lần. Những đồ này, có thể ăn không? Cố Gia Huy rất thắc mắc nhưng khi anh nhìn thấy Hứa Minh Tâm tính tiền thì mới thật sự bất ngờ. 6.000 ư?
Hứa Minh Tâm lấy từ trong túi ra mấy đồng tiền lẻ rồi nói với vẻ bất đắc dĩ, lên giá rồi, trước kia chỉ có 2.000. Vẫn là lúc nhỏ tốt hơn, 2.000 cũng có thể mua được rất nhiều thứ. Cố Gia Huy nghe thấy những gì Hứa Minh Tâm nói, anh tỏ vẻ trái tim mình rất mệt mỏi. Từ nhỏ tới lớn Cố Gia Huy đều chưa từng ăn đồ ăn vặt mà rẻ hơn 100.000. Đi ra khỏi siêu thị, Hứa Minh Tâm thuần thục xé bao bì ra rồi nhét kem vào miệng. Cô thấy Cố Gia Huy không động đậy thì cho rằng anh xách đồ nên không tiện ăn. Cô trực tiếp đưa cho anh rồi nói, anh nếm thử xem, ngon lắm đó. Hứa Minh Tâm nhìn về phía Cố Gia Huy với vẻ chờ đợi, trong mắt có ngôi sao sáng lấp lánh. Sao anh có thể nhẫn tâm từ chối được chứ? Cố Gia Huy mạo hiểm nếm thử một miếng, rất ngọt. Anh nhíu mày rồi nói, mỗi tháng nhà họ Hứa không cho em tiền tiêu vặt à? Đồ ăn vặt có giá 2.000 mà em cũng thích hư. Em không có tiền tiêu vặt, lúc bố nhớ tới thì sẽ gửi cho em một ít, nhưng đó là sau khi gửi cho Hứa An Kỳ còn dư lại. Em không biết khi nào ông ấy mới cho em tiếp, em còn phải mua bút mua sách, chỉ có thể tiêu xài tiết kiệm một chút. Em cũng chẳng mua nổi đồ đắt tiền, mấy người bạn bên cạnh toàn mua đồ nhập khẩu, em ăn không nổi, nhưng mà em cũng muốn ăn vặt. Có một ngày, em vô tình phát hiện trước cổng một trường học toàn là những tiệm nhỏ. Đồ đã tốt lại còn rẻ. Từ đó về sau mỗi lúc tan học em đều đi vòng qua đó, cặp sách cũng mua ở đó. Cố Gia Huy nghe thế thì rất đau lòng, nếu người khác phải chịu cảnh này thì đã kêu trời than đất từ lâu rồi. Thế mà Hứa Minh Tâm lại không thèm để ý, cô ấy biết cái gì là tìm niềm vui trong đau khổ. Hứa Minh Tâm là một cô gái rất dễ thỏa mãn, cô định nghĩa hạnh phúc rất đơn giản tới nỗi anh sợ mình làm không được tốt. Nếu em thích thì lần sau anh dẫn em đi. Muốn mua cái gì thì mua cái đó. Thôi vậy, em cũng không thích ăn vặt nữa rồi. Hơn nữa tiền của anh kiếm được phải tiết kiệm, hôm nay đã tiêu rất nhiều rồi. Hứa Minh Tâm tính toán rất nghiêm túc, khiến cho Cố Gia Huy có chút giở khóc giở cười. Biết rồi, anh sẽ tiết kiệm. Đi thôi, anh dẫn em đi công viên trò chơi, nghỉ thì phải đi chơi chứ, nếu không sẽ đáng tiếc lắm. Nhưng đắt lắm. Tập đoàn phát phiếu ưu đãi, không dùng thì phí. Thế thì đi thôi. Hứa Minh Tâm vốn còn đang định từ chối, nghe thế thì vội vàng trèo lên xe rồi thắt dây an toàn lại. Rất nhanh sau đó hai người đã đi tới công viên trò chơi. Hôm nay công viên trò chơi rất đông đúc, tất cả các trò đều rất vui, đâu đâu cũng là tiếng hét chói tai. Hứa Minh Tâm nhìn Drop Tower mà hưng phấn không thôi, chơi cái này đi anh. Được, đi vào đợi xếp hàng đi. Từ trước tới giờ Cố Gia Huy chưa từng nghĩ rằng có một ngày mình sẽ chen trong đám đông để đi chơi trò chơi với Hứa Minh Tâm. Hóa ra cảm giác bình dân này cũng rất tốt. Sống như một người bình thường, không cần người lừa ta gạt, không cần lục đục với nhau, thậm chí cũng không cần lo lắng tai bay vạ gió. Cứ đơn giản như thế, muốn cười thì cười, muốn khóc thì khóc. Như vậy rất tốt. Ánh mắt của Cố Gia Huy trở nên sâu thẳm, anh nhìn về phía cô gái bên cạnh với vẻ dịu dàng lưu luyến. Cô sạch sẽ như một tờ giấy trắng, khiến cho anh muốn đặt bút xuống nhưng lại không dám. Sợ rằng mình viết sai thì sẽ không có cơ hội làm lại. Cố Gia Huy cẩn thận che giấu thân phận của mình chính là không muốn để cho Hứa Minh Tâm trở nên quá phức tạp. Để anh che mưa chắn gió, cô không cần phải nhìn thấy bão giông, chỉ cần đứng sau lưng anh là được. Đợi tới khi Cố Gia Huy muốn ngắm nhìn cầu vồng, quay đầu nhìn lại thì có thể thấy được nụ cười sán lạn của cô là đủ rồi. Hứa Minh Tâm nắm chặt lấy tay anh, sợ mình sẽ lạc mất. Đúng ngay lúc này, đột nhiên có người đâm tới chen ngang vào hàng. Khi anh ta đi ngang qua Hứa Minh Tâm thì trực tiếp chen cô sang một bên. Cô đâm vào lan can sắt, suýt chút nữa là ngã xuống. Mà người đàn ông kia trực tiếp chen vào phía trước cô. Rõ ràng là sắp tới Hứa Minh Tâm rồi. Những người đứng sau cũng đang trách móc người chen ngang. Nhưng anh ta vẫn bình chân như vậy. Cứ như người mà mọi người đang trách móc không phải là mình vậy. Hứa Minh Tâm thấy người kia sắp đi lên, bọn họ lại phải đợi lượt tiếp theo. Mặc dù cô có chút không vui nhưng cũng chẳng làm gì được. Trên đời này có rất nhiều người chẳng hề có chút tố chất nào. Cố Gia Huy chú ý tới sự thất vọng trong mắt cô thì trái tim anh như thắt lại. Anh trực tiếp bước lên phía trước, dùng một tay bắt lấy bả vai của người đàn ông kia. Người đàn ông đó rất cao lớn, dáng vẻ có chút hung dữ. Người đàn ông đó vùng vẫy một hồi nhưng không thể tránh thoát, thế thì nhíu mày rồi quay người lại nhìn. Đằng sau là một người đàn ông với một nửa gương mặt bị bỏng, nửa mặt còn lại thì trắng nõn.
Người mặc dù cao lớn nhưng rất cân đối, không hề có chút hung dữ nào. Anh ta cố gắng dùng sức, muốn tránh thoát nhưng cũng không thể làm gì được. Thằng nhóc này mạnh đến thế ư? Anh ta nhíu mày, mày làm gì thế hả? Anh đứng sai chỗ rồi, đáng lẽ ra tới lượt chúng tôi. À, mày bảo tao chen ngang là tao chen ngang à? Tao còn nói chúng mày chen ngang đấy. Rõ ràng là chính anh. Hứa Minh Tâm nói với vẻ tức giận, mọi người đều nhìn thấy rồi mà đúng không? Ai nhìn thấy, đứng ra đây, xem tao có đánh chết nó không? Anh ta nhìn về phía đội ngũ đằng sau rồi nói với vẻ hung tợn. Chẳng có ai dám đứng ra cả. Thằng nhóc kia, mày buông tay ra cho tao, nếu không thì tao không khách sáo nữa đâu. Hứa Minh Tâm có chút sợ người đàn ông này, cô do dự một chút rồi nói, hay là chúng ta nhường anh ta đi trước đi. Nhìn thấy chưa, bạn gái mày đã nói rồi đấy, một thằng đàn ông như mày lằng nhằng cái gì? Đúng là đàn ông không nên lắng nhà lằng nhằng. Cố Gia Huy híp mắt, anh nói với vẻ lạnh lùng rồi trực tiếp tóm lấy cổ tay người đàn ông trước mặt, đẩy anh ta về phía sau. Người đó tức giận, trực tiếp giơ quả đấm lên rồi muốn nện vào mặt Cố Gia Huy, cơn gió mà cú đấm tạo ra khiến cho Hứa Minh Tâm cảm thấy đau rát. Cô bị sợ, nhưng lại không hề nghĩ ngợi đi tới chắn trước mặt Cố Gia Huy. Cố Gia Huy thấy thế thì vội kéo cô lại, anh tung ra một cước rồi đạp thẳng vào đầu gối của đối phương. Anh lùi ra sau tránh thoát nắm đấm mà người đàn ông kia thì đau tới nỗi lăn lộn trên mặt đất. Anh không sao chứ? Bây giờ Hứa Minh Tâm mới tỉnh táo lại, cô vội vàng hỏi thăm. Sắc mặt của Cố Gia Huy rất khó coi, âm trầm tới đáng sợ. Anh nhìn chằm chằm Hứa Minh Tâm không chớp mắt, khiến cô có chút kinh hồn bạt vía. Vì sao anh lại nhìn mình như thế? Cố Gia Huy, về nhà dạy dỗ em sau. Cố Gia Huy nói với giọng lạnh lùng, sau đó anh nhìn về phía người đàn ông kia rồi nói, nếu anh không mau cút đi thì đừng trách tôi không khách sáo. Được, ông đây xem như mày giỏi. Người đàn ông kia biết mình không đánh thắng được Cố Gia Huy nên chỉ có thể vội vàng chạy trốn. Hai người ngồi lên Drop Tower nhưng Hứa Minh Tâm không thể nào vui nổi. Bởi vì cô có thể cảm nhận được sự tức giận của người đàn ông bên cạnh mình. Tới giờ cô vẫn không biết mình đã làm sai cái gì mà khiến anh tức giận. Mấy trò chơi kích thích sau đó Hứa Minh Tâm cũng cảm thấy tẻ nhạt buồn chán, còn chưa chơi xong cô đã rời đi. Rời xa đám đông, bầu không khí có chút yên lặng một cách đáng sợ. Hứa Minh Tâm do dự một chút rồi cất lời, Cố Gia Huy. Vì sao anh lại tức giận? Có phải là em làm sai chuyện gì không? Cố Gia Huy nghe thế thì híp mắt lại, anh vừa nghĩ tới hình ảnh cô xông tới thì trái tim như thắt lại. Nếu như anh không ra tay kịp thì hậu quả sẽ như thế nào cơ chứ? Hứa Minh Tâm mới lớn tới chừng nào, sao cô có thể chịu được cú đấm đó chứ? Đơn giản chính là làm ẩu làm tả. Ai bảo em đỡ giúp anh hả? Em có thể đỡ được chắc, lỡ em xảy ra chuyện gì thì sao đây? Nhưng em cũng không muốn trừng mắt nhìn anh. Hứa Minh Tâm rất sốt ruột, nhưng cô còn chưa nói xong thì đã bị Cố Gia Huy ngắt lời. Anh là đàn ông. Cố Gia Huy nói ra bốn chữ này. Mỗi chữ đều nặng tựa ngàn cân. Anh là đàn ông, anh nên bảo vệ người phụ nữ của mình, em hiểu không? Cánh môi gợi cảm đóng mở, Cố Gia Huy gắn từng chữ. Hứa Minh Tâm nghe thế thì cả người cô như cứng lại. Anh không cần em bảo vệ, em chỉ cần đứng sau lưng anh là được rồi. Chỉ có em an toàn thì anh mới có thể yên tâm làm việc. Nhưng anh sẽ bị thương. Anh bị thương cũng không sao, anh không muốn nhìn em bị thương. Em hiểu chưa? Trái tim của Cố Gia Huy đau nhói, nhưng cũng không thể dạy dỗ quá nặng lời. Cô còn nhỏ, phải đối xử dịu dàng. Cố Gia Huy ôm Hứa Minh Tâm vào lòng, bàn tay to lớn khẽ luồn vào mái tóc mềm mại của cô. Anh nói, sau này không được như thế nữa, em phải tin vào người đàn ông của mình. Anh có khả năng che mưa chắn gió cho em, có thể đánh đuổi người xấu để bảo vệ em, biết chưa? Em tin anh. Hứa Minh Tâm hít sâu một hơi rồi nói. Vậy để kiếp sau em bảo vệ anh nhé. Em làm đàn ông, anh làm phụ nữ. Không cần, Hứa Minh Tâm còn chưa nói xong thì đã bị Cố Gia Huy ngắt lời. Kiếp sau anh vẫn muốn làm đàn ông, anh vẫn muốn bảo vệ em. Cố Gia Huy, là do anh không muốn làm phụ nữ đúng không? Thật ra làm phụ nữ cũng vui lắm, có thể mua son, có thể mặc váy, có thể che dù vào mùa hè, còn có thể nắm tay bạn bè đi nhà vệ sinh. Chỉ có một chuyện không tốt chính là mỗi tháng đều bị đau bụng kinh. Còn phải sinh con, chăm con. Hứa Minh Tâm nói rất nghiêm túc, cô giơ ngón tay ra đếm,
nhưng càng đếm thì càng thấy không đúng. Vừa rồi mình vừa nói gì thế? Đau bụng kinh. Vì sao khi nói tới câu này thì bụng dưới của mình cũng bắt đầu có chút đau dâm ran nhỉ? Khi nào cô có kinh ấy nhỉ? Hình như là đầu tháng. Chẳng lẽ... Cố Gia Huy, em đi vào nhà vệ sinh, hình như em tới kỳ kinh nguyệt rồi. Cái gì cơ? Cố Gia Huy nghe thế thì đột nhiên sắc mặt anh trở nên nghiêm trọng, anh vội vàng dẫn Hứa Minh Tâm đi tìm nhà vệ sinh của công viên trò chơi. Rất nhanh sau đó Hứa Minh Tâm điện thoại tới nói đúng là cô đến kỳ kinh nguyệt, hơn nữa còn rất nhiều, đã làm bẩn quần áo. Bây giờ cô cũng không có can đảm đi ra ngoài. Cố Gia Huy có chút bất đắc dĩ, anh nói, anh đi mua giúp em ngồi đó đợi anh biết chưa? Anh đi mua ư? Hứa Minh Tâm nghe vậy thì có chút kinh ngạc, một người đàn ông đi mua băng vệ sinh ư? Hình như không được tốt cho lắm. Không thế thì làm thế nào, ngoan ngoãn đợi anh đi. Cố Gia Huy dặn dò Hứa Minh Tâm thêm một lần rồi sau đó cúp điện thoại. Anh đi tới siêu thị gần đây rồi chạy thẳng vào khu bán băng vệ sinh. Kotex, Diana, Dr. Ke. Đây là cái gì chứ? Ngay cả cái này mà cũng có nhiều hãng như thế sao? Cái nào mới tốt? Đúng lúc này người bán hàng đi tới, chị ấy nhìn Cố Gia Huy với vẻ kinh ngạc. Anh dì ơi, anh mua băng vệ sinh cho bạn gái à? Đây là lần đầu tiên mua, có chút không hiểu. Cái nào tốt hơn? Cố Gia Huy ho khan hai lần, anh cảm thấy có chút ngượng ngùng. Diana đi, có rất nhiều người mua, ban ngày hay ban đêm đều có. Còn phân ban ngày hay ban đêm ư? Không chỉ có như thế đâu, còn có cả băng hàng ngày nữa. Đợi tôi một lát. Cố Gia Huy kêu dùng, anh lấy điện thoại ra tra Google. Dòng dã 3 phút trôi qua, Cố Gia Huy nhíu mày rồi bắt đầu chọn cho Hứa Minh Tâm. Ban ngày là dùng buổi sáng, bình thường đều là 24cm, còn ban đêm thì dài hơn một chút, nằm khoảng 28cm, còn có 32 và 34cm. Cuối kỳ kinh gần hết rồi thì phải dùng băng hàng ngày. Thậm chí anh còn bắt đầu so sánh thành phần sản xuất của từng nhãn hiệu. Có hương liệu, loại, lưới không êm, loại. Cố Gia Huy chọn mấy loại một cách vô cùng cẩn thận, để cho người bán hàng ngạc nhiên tới nỗi trợn mắt há mồm, sau đó anh lấy mấy loại làm hoàn toàn bằng cotton rồi ra khỏi khu băng vệ sinh. Sau đó Cố Gia Huy lại đi tới chỗ bán đồ lót của phụ nữ. Có rất nhiều người nhìn Cố Gia Huy với ánh mắt khác thường, thậm chí còn xì xào bàn tán. Có phải người này là biến thái không? Tại sao lại tới xem đồ lót phụ nữ? Cậu nhìn vết sẹo trên mặt anh ta đi, nhìn đáng sợ quá, chắc chắn là đồ biến thái. Cố Gia Huy không hề quan tâm tới bọn họ đang nói gì, anh băng qua dãy quần gen gợi cảm rồi dừng trước quầy hoạt hình. Chắc chắn Hứa Minh Tâm sẽ thích. Cố Gia Huy nở một nụ cười rồi trực tiếp chọn mấy loại, thậm chí còn mua thêm một cái váy. Cố Gia Huy quay lại nhà vệ sinh, Hứa Minh Tâm ôm bụng chạy tới. Cô cũng không có nhìn kỹ mà trực tiếp cầm túi chạy thẳng vào nhà vệ sinh. Lúc Hứa Minh Tâm mở túi đồ màu đen ra thì cảm thấy rất kinh ngạc. Sao anh ấy lại mua nhiều như thế chứ, còn chuẩn bị cả quần áo mới. Xấu hổ quá. Cô vừa đỏ mặt vừa thay đồ, sau đó đi ra một cách mất tự nhiên. Cố Gia Huy thấy vẻ mặt của Hứa Minh Tâm tái đi thì không khỏi nhíu mày. Anh đi lên nắm lấy tay của cô, lòng bàn tay lạnh buốt nhưng lại toát mồ hôi. Anh dẫn em đi bệnh viện. Hứa Minh Tâm không còn có cách nào khác chỉ có thể đi theo anh. Cô mắc chứng thể hàn nên kinh nguyệt không đều, dẫn tới đau bụng kinh. Bác sĩ cũng không kê đơn thuốc gì đặc biệt, chỉ là vài loại bổ máu, uống nhiều đường đỏ, tránh lạnh và xách đồ nặng. Cố Gia Huy đứng bên cạnh nghe rất nghiêm túc, thậm chí còn lấy điện thoại ra ghi chú lại. Thậm chí anh còn đi tới chỗ bán thuốc để mua đường đỏ, rõ ràng là siêu thị nào cũng có bán. Hứa Minh Tâm đứng ở hành lang chờ, không ngờ rằng lại nhìn thấy một bóng người quen thuộc. Là Hứa An Kỳ, cô ta đi tới đây với một người bạn lớn bụng, có lẽ là tới khám khoa sản. Hứa Minh Tâm vốn định giả vờ không nhìn thấy nhưng đã muộn Hứa Minh Tâm rồi. Hứa An Kỳ bước từng bước tới đây rồi nói, Hứa Minh Tâm, sao cô lại ở đây? Cô chưa kết hôn mà có con rồi sao? Không có, chị đừng có nói hưu nói vượn, tôi chỉ là kinh nguyệt không đều mà thôi. Tôi chẳng quan tâm, Hứa An Kỳ nói với vẻ bất cần, lần trước Hứa Minh Tâm đánh cô ta một bạt tai, tới bây giờ cô ta vẫn ghi nhớ trong lòng. Bắt buộc phải trả cho đủ. Hứa Minh Tâm, người đàn ông của cô đâu rồi? Người quái dị đó đâu?
Nếu cô còn dám nói hưu nói vượn thì tôi không khách sáo nữa đâu. Hứa Minh Tâm tức giận. Cho dù Hứa An Kỳ nói mình như thế nào cũng không quan trọng, nhưng không thể chửi bởi Cố Gia Huy được. Hứa An Kỳ thấy Hứa Minh Tâm kích động như thế thì có chút bất ngờ. Cô ta cắn răng rồi lấy một thiệp mời đưa cho Hứa Minh Tâm. Ngày mốt là sinh nhật 22 tuổi của tôi, sẽ làm tiệc ở nhà. Tôi mời một số bạn bè tới dự, tôi không muốn khiến người ngoài nghĩ rằng chị em nhà họ Hứa không hợp nhau, là mất mặt nhà mình. Sau này chúng ta đều gả vào nhà họ Cố, cũng tính là người một nhà đúng không? Chị muốn nói cái gì? Hứa Minh Tâm nhìn thiệp mời màu trắng trước mặt mà có chút không dám nhận. Sao cô lại có cảm giác rằng Hứa An Kỳ không có ý tốt nhỉ? Cố Tử Vị cũng tới, cô cũng dẫn chồng chưa cưới của cô tới đi. Tôi và anh ấy có việc. Hứa Minh Tâm, có phải là cô sợ rồi đúng không? Hứa An Kỳ ngắt lời Hứa Minh Tâm, cô ta nói tiếp, có phải là chồng mình xấu quá nên không dám dắt ra ngoài, sợ xấu mặt đúng không? Không phải là cô muốn bảo vệ anh ta à? Sao, bây giờ đến cô cũng không muốn dẫn anh ta ra ngoài, sợ người khác cười chê nữa rồi à? Tôi sẽ không bao giờ chê bai chồng sắp cưới của mình. Đúng là tôi có sợ hãi, sợ những bè bạn của cô nói chuyện mà không suy nghĩ. Cố ý nói tới gương mặt của chồng sắp cưới tôi. Tôi sợ tôi không kiềm chế được rồi phá tiệc sinh nhật của cô. Đến lúc đó để cho cô trực tiếp xấu mặt thì phiền lắm. Hứa Minh Tâm nói với vẻ ngông nghênh. Hứa An Kỳ nghe vậy thì cắn chặt răng, hận không thể băng vằm Hứa Minh Tâm thành trăm mảnh. Sao lúc trước mình không phát hiện Hứa Minh Tâm lại nhanh mồm nhanh miệng thế nhỉ? Quả nhiên có chỗ dựa có khác, to gan hơn nhiều. Đáng tiếc số mạng của Hứa Minh Tâm không tốt. Chẳng thể bấu víu cái chỗ dựa này được. Chị cũng không sợ em phá hư tiệc sinh nhật của chị. Chị chỉ sợ em không tới, bữa tiệc sẽ không được vui mà thôi. Đã thế thì chị đợi, nhớ kỹ chăm chút cho đẹp vào, đừng ăn mặc mộc mạc như thế này. Hứa An Kỳ nói xong rồi quay người rời đi. Hứa Minh Tâm nhìn tấm thiệp trong tay mà có chút buồn rầu, cuối cùng là có nên đi hay không đây? Em đang làm gì thế? Đằng sau lưng vang lên giọng nói của Cố Gia Huy. Cô giật mình vội vàng quay người lại rồi giấu tấm thiệp ra sau lưng. Hứa Minh Tâm vẫn chưa biết nên nói với Cố Gia Huy như thế nào. Cô sợ rằng Cố Gia Huy sẽ bị trêu chọc trong bữa tiệc. Cố Gia Huy thông minh như thế, sao anh lại không nhìn ra được sự khác thường của Hứa Minh Tâm chứ? Anh trực tiếp vươn tay ra đằng sau rồi giật lấy. Thiệp mời ư. Cố Gia Huy nhìn thoáng qua nội dung rồi nói, anh đi với em. Em sợ. Anh còn không sợ mà em sợ làm gì? Cố Gia Huy có chút bất đắc dĩ mà gõ gõ cái đầu nhỏ của Hứa Minh Tâm. Hứa Minh Tâm nghe như thế thì nhụt chí, xem ra bắt buộc phải đi rồi. Rất nhanh là đã tới ngày Hứa An Kỳ tổ chức tiệc, Hứa Minh Tâm không có quần áo quý giá gì, vẫn là bộ mà lúc trước Hứa Văn Mạnh đưa cho cô để cô quyến rũ Cố Gia Huy. Nhưng bộ đồ đó rất mỏng, cũng rất thiếu vải nhìn như bikini, hoàn toàn không thể mặc đi ra ngoài. Ngay lúc Hứa Minh Tâm không biết làm thế nào muốn đi tìm BMC mượn thì không ngờ rằng Cố Gia Huy lại đưa cho cô một hộp quà. Hứa Minh Tâm mở ra xem thì thấy là một bộ váy dài màu xanh nhạt khảm đầy vụn kim cương. Hứa Minh Tâm đưa mắt nhìn nhãn hiệu thì không khỏi giật nảy mình. Trang phục mùa hạ kiểu mới của DNE, cả thế giới chỉ có mỗi một bộ mà thôi. Sao có thể dùng từ đắt để hình dung bộ được chứ, phải dùng từ vô giá mới đúng. Sao anh lại có được bộ đồ này? Đừng nói là anh đi cướp ngân hàng nhé. Nói cái gì thế hả? Đây là đồ giả thôi. Cố Gia Huy không dám nói với Hứa Minh Tâm rằng đây là bộ đồ anh vừa mới mua. Nếu không thì chắc chắn chú mèo nhỏ nhà anh sẽ giật nảy mình lên mất. Thật sao? Nhìn những viên kim cương này cứ như thật vật, sáng lấp lánh, đẹp quá. Mau đi thử xem nào. Cố Gia Huy cười rồi nói rất dịu dàng. Hứa Minh Tâm đi vào phòng tắm thử đồ ngay lập tức. Không bao lâu sau thì cô bước ra. Trên người là bộ váy dài liền áo, màu xanh nước làm nổi bật lên làn da trắng mịn của cô. Trên cổ cột một sợi dây lụa, lộ ra cái cổ thiên nga thon gọn. Hứa Minh Tâm cẩn thận xách váy lên rồi đi tới trước mặt Cố Gia Huy, bước chân của cô có chút run rẩy. Hứa Minh Tâm biết đi giày cao gót nhưng cô không thích, bởi vì đi như thế rất đau chân. Cô xoay một vòng trước mặt anh rồi hỏi, thấy thế nào? Đẹp lắm. Rất vừa vặn. Đáy mắt của Cố Gia Huy sáng lên, anh lưu luyến thưởng thức dáng người và bộ váy trên người Hứa Minh Tâm. Nếu như nói trước kia Hứa Minh Tâm là một nụ hoa non nớt thì bây giờ cô đã nở tung rồi.
Cố Gia Huy vươn tay ra, lòng bàn tay hướng lên trên. Hứa Minh Tâm hít sâu một hơi rồi đặt bàn tay nhỏ nhắn của mình vào tay anh, phối hợp với từng bước chân anh đi. Xe đã được dừng trước cửa biệt thự nhà họ Hứa. Hứa Minh Tâm có chút căng thẳng, từ trước tới giờ cô chưa từng nghĩ rằng có một ngày mình lại có thể được Hứa An Kỳ mời tham gia tiệc sinh nhật. Cô mới là người không nên đi ra ngoài nhất, người ngoài đều biết nhà họ Hứa có hai đứa con gái nhưng đứa con gái thứ hai lại chẳng được ai hoan nghênh. Hứa Đức Thông cảm thấy Hứa Minh Tâm làm mất mặt mình, Trần Hiểu Vân thì ghét cay ghét đắng cô. Cho nên từ nhỏ tới lớn cô vẫn luôn không vui. Hứa Minh Tâm đã quen với việc lặng lẽ trốn vào một góc, đợi tới lúc hết người thì đi tới phòng bếp. Có đôi khi còn có thể ăn vụng những món ăn ngon tuyệt kia. Mặc dù cuộc sống có chút cực khổ nhưng Hứa Minh Tâm lại tin chắc rằng sau này mình sẽ sống một cuộc sống tốt hơn. Hứa Minh Tâm lớn tới từng này rồi nhưng đây là lần đầu tiên tham gia tiệc sinh nhật của Hứa An Kỳ, nói không căng thẳng là giả. Khi Hứa Minh Tâm vừa xuống xe thì trực tiếp vấp một cái, may mà Cố Gia Huy đứng bên cạnh đỡ kịp. Đừng sợ, có anh ở đây rồi. Hứa Minh Tâm nghe thấy thế thì trái tim cũng dần bình tĩnh trở lại. Anh còn không sợ thì cô sợ cái gì chứ? Chẳng lẽ Hứa An Kỳ còn có thể nuốt sống cô sao? Hai người đi vào sảnh, Hứa An Kỳ đang cầm một ly để cao, đứng nói chuyện với những người khác. Tối nay cũng rất đông đúng, có rất nhiều người tham gia, nam thanh nữ tú, yến tiệc linh đình. Hứa Minh Tâm vừa bước vào phòng thì dường như tất cả mọi người đều trở nên im lặng, vô số ánh mắt nhìn về phía cô. Cũng không phải là bởi vì tối nay Hứa Minh Tâm đẹp tới cỡ nào, cũng không phải vì gương mặt của Cố Gia Huy quá đáng sợ. Mà là, trùng đồ rồi. Mặc đồ giống nhau không đáng sợ, ai là giả thì người đó xấu hổ. Chủ yếu là Hứa Minh Tâm chột giả, Cố Gia Huy nói bộ váy này của cô là hàng giả. Cô không ngờ rằng bộ đồ này đắt như thế mà vẫn còn có thể bị trùng trong một bữa tiệc nhỏ bé như thế này được chứ. Loan Loan, không ngờ rằng gu thời trang của em gái tôi và cô cũng hợp nhau quá chứ nhỉ. Xem ra bộ đồ này bán chạy lắm đây. Hứa An Kỳ vòng hai tay trước ngực rồi nói, cô ta cười mà như không cười. Lâm Loan Loan nghe thế thì nở một nụ cười lạnh lùng, bộ đồ này chỉ có một bộ duy nhất, vừa mới phát hành hai ngày trước, là bạn trai tôi mua tặng cho tôi. Trong nhà tôi còn giữ hóa đơn, cũng không biết là em gái cô mua bộ đồ này ở đâu nữa. Loan Loan, ăn có thể ăn bậy nhưng nói không thể nói bậy. Em gái tôi là một người tiết kiệm, không thích dùng tiền vung tay quá chán. Nhưng cũng không nên mặc đồ giả chứ, nếu như lộ ra ngoài thì mất mặt biết bao. Huống hồ bây giờ nó không những làm mất mặt chính mình mà còn làm mất mặt nhà họ Hứa và nhà họ cô nữa. Em gái tôi sẽ không làm như vậy đâu. Hứa An Kỳ cười rồi nói. Cô ta vốn còn muốn mượn cơ hội này để châm chọc Hứa Minh Tâm, ai ngờ cô lại tự mình rước lấy nhục, mặt hàng giả tới dự tiệc. Hứa Minh Tâm cũng vô cùng căng thẳng, cô chột giả tới nỗi trong lòng bàn tay đều là mồ hôi, cảm giác đi đường cũng có chút không yên rồi. Hứa Minh Tâm muốn chạy trốn, nhưng lại bị Cố Gia Huy giữ chặt lại. Cố Gia Huy, hay là chúng ta đi trước đi, em mất mặt thì không sao nhưng đừng làm liên lụy đến anh. Sau này mà em còn nói mấy câu như vậy nữa thì đừng trách anh không khách sáo, anh sẽ đánh mông em đấy. Hứa Minh Tâm nghe thế thì không dám nói gì nữa. Cô cúi đầu xuống rồi kiên trì đi theo anh. Lâm Loan Loan vòng hai tay trước ngực rồi đi tới trước mặt Hứa Minh Tâm và nói, cô chính là Hứa Minh Tâm trong truyền thuyết đó à, bây giờ là vợ chưa cưới của chú ba nhà họ Cố đúng không? Tối nay gặp mặt đúng là y như lời đồn. Nhà họ Cố là gia đình giàu có, họ Hứa cũng chẳng phải nghèo hèn gì. Nhưng tôi thật sự rất thắc mắc, chị cô xinh đẹp lịch sự như thế, sao cô lại như thế này chứ? Khác hoàn toàn với chị cô. Tôi, Hứa Minh Tâm rất muốn phản bác nhưng cô lại không biết nên nói cái gì. Cô dựa vào cái gì mà tranh luận lý lẽ chứ? Ngay lúc Hứa Minh Tâm đang vô cùng chột dạ thì không ngờ Cố Gia Huy lại đứng ra, anh nói với vẻ bình thản, tôi không nghe hiểu ý của cô, vợ chưa cưới của tôi đã làm cái gì khiến cho cô nói cô ấy như thế? Chú ba cô à, chẳng lẽ anh vẫn chưa nhìn ra ư? Vợ chưa cưới của anh mặc hàng giả, đó không chỉ làm mất mặt nhà họ Hứa không đâu. Còn anh nữa chú ba Cố, vợ chưa cưới của anh không tôn trọng bản quyền sáng tác như thế, nếu mà truyền ra ngoài thì chắc sẽ trở thành trò cười cho người khác nhỉ. Hứa Minh Tâm nghe thấy cô ta nói vậy thì trái tim như ngừng đập. Nếu như phóng viên biết cô mặc đồ giả đi dự tiệc, làm mất mặt mình thì không sao nhưng sẽ liên lụy tới Cố Gia Huy. Mặt mũi của nhà họ Cố cũng mất hết.
Đây là ý kiến của mình tôi, Cố Gia Huy cũng không biết. Hứa Minh Tâm còn định gánh chuyện này một mình, nhưng ai ngờ Cố Gia Huy lại mở miệng nói. Hai bộ quần áo này nhìn thì giống nhau như đúng, tôi cũng không nhìn ra cái nào là thật cái nào là giả. Cố Gia Huy, chẳng lẽ anh còn phải khiến tôi mời chuyên gia tới giám định mới chịu nhận đúng không? Nếu như chuyện này truyền ra ngoài thì khó coi lắm. Vậy thì mời chuyên gia tới giám định đi. Cố Gia Huy nói rất bình tĩnh. Hứa Minh Tâm nghe anh nói thế thì trợn mắt há miệng. Cái gì thế? Còn mời chuyên gia tới giám định ư? Chuyên gia mà tới thì không phải mình sẽ bị lộ tẩy à? Hứa Minh Tâm vội vàng kéo lấy tay áo của Cố Gia Huy, vẻ mặt dần trở nên căng thẳng. Nhưng Cố Gia Huy chẳng hề sốt ruột, anh chỉ nhìn về cô ý bảo cô yên tâm đi. Nhưng sao mà Hứa Minh Tâm yên tâm được chứ? Lòng cô nóng như lửa đốt, trên trán cũng đang toát ra từng lớp mồ hôi hột. Lâm Thanh Loan và Hứa An Kỳ nhìn thấy cảnh này thì rất đắc ý. Nếu Cố Gia Huy đã không sợ mất mặt thì các cô cũng không cần phải kiêng nể gì nữa. Lâm Thanh Loan đặc biệt mời chuyên gia nổi tiếng về mảng trang phục tới đây, để anh ta phân biệt thật giả. Cô ta thậm chí còn sai người hầu đưa hóa đơn tới. Nhà thiết kế cầm kính lúp, anh ta ngồi xổm trên mặt đất nhìn váy của hai người một cách cẩn thận trong 10 phút rồi mới đứng dậy. David, mau nói cho mọi người biết ai mặc đồ giả. Lâm Thanh Loan vòng tay trước ngực rồi nói. Sắc mặt của David có chút khó coi, anh ta muốn nói rồi lại thôi. Lâm Thanh Loan thấy David do dự thì còn có chút không vui, cô ta còn đang đợi Cố Gia Huy mất mặt đây này. Mau nói đi, dù sao anh Trung đây cũng không quan tâm mà đúng không? Thưa cô Loan, thông qua giám định thì bộ váy này của cô mới là đồ giả. Cái gì? Lâm Thanh Loan nghe thấy thế thì kinh ngạc vô cùng. Cô ta thốt lên rồi nhìn chằm chằm vào nhà thiết kế với vẻ không thể tin nổi. Hứa Minh Tâm nghe thế thì cũng rất giật mình. Đầu óc của nhà thiết kế này bị vào nước ư? Hay là bị Cố Gia Huy hối lộ rồi? Có phải là anh nhìn nhầm rồi không? Váy của Thanh Loan sao lại là hàng giả được chứ? Anh xem cho kỹ đi, đây là hóa đơn, bên trên còn viết rõ DNI mà. Hứa An Kỳ vội vàng nói. Tờ hóa đơn này cũng là giả, tôi đã giám định rồi. Bộ váy trên người cô Hứa Minh Tâm đây đều là kim cương Cartier, tính chất cao cấp, không thể nào sai được. Mà bộ váy trên người cô Lâm Thanh Loan thì thoạt nhìn giống hàng thật nhưng mũi kim đường chỉ, vật liệu và tính chất của kim cương đều có vẻ rất tốt. Cho nên bộ váy trên người cô Lâm Thanh Loan mới là giả, cô Hứa Minh Tâm là thật. Đây, không thể nào như thế được. Vẻ mặt của Lâm Thanh Loan thay đổi, cô ta hét lên, chắc chắn là anh nhìn lầm rồi, tôi đi tìm người khác tới. Hứa An Kỳ cũng cảm thấy có lẽ là như thế. Cố Tử Vị đã từng nói Cố Gia Huy đã từ bỏ quyền thừa kế trong nhà họ Cố rồi, làm sao mà có tiền mua cái váy đắt như thế này chứ? Chắc chắn là có điều gì đó giấu giếm. Hứa An Kỳ tìm một người, Lâm Thanh Loan cũng tìm một người. Sau khi giám định hoàn tất thì hai người họ đều chăm miệng một lời khẳng định bộ váy trên người Lâm Thanh Loan là giả. Mặt của Hứa An Kỳ và Lâm Thanh Loan đã biến thành màu gan heo. Cô Thanh Loan, bạn trai của cô rất, sao lại tặng cho cô một bộ váy giả chứ? Cố Gia Huy nói với vẻ châm chọc. Lâm Thanh Loan nghe thấy thế thì không chống đỡ nổi nữa mà trực tiếp ngồi phịch xuống ghế. Thanh Loan, cô không sao chứ? Hứa An Kỳ hỏi với vẻ quan tâm. Anh ta nói đây là món quà trước khi kết hôn, bây giờ còn cưới xin gì nữa chứ, bà đây phải đi tìm thằng đàn ông khốn nạn đó. Lâm Thanh Loan trực tiếp xông ra ngoài. Cuối cùng vở kịch này cũng đã kết thúc. Hứa Minh Tâm không hiểu chuyện gì đang xảy ra nên ghé vào bên tai Cố Gia Huy rồi hỏi nhỏ, đến cùng là xảy ra chuyện gì thế? Không phải bộ váy của em hàng giả ư? Nhưng anh mua hàng giả cao cấp, còn cô ta mua hơi kém một chút. Nhìn một cái là thấy ngay. À, hóa ra là thế. Hứa Minh Tâm thở dài một hơi, sao Cố Gia Huy có thể mua được bộ đồ cả mấy tỷ được chứ? Bây giờ hàng giả cao cấp đã có thể lấy giả làm thật rồi sao? Đúng là thần kỳ quá. Giờ phút này Hứa Minh Tâm không còn sợ hãi nữa, cô đứng thẳng lưng lên nhìn vào vẻ mặt khó coi của Hứa An Kỳ. Hứa An Kỳ muốn làm cho Hứa Minh Tâm xấu mặt, ai ngờ lại là gậy ông đập lưng ông. Hứa An Kỳ đáng đời. Cô ta tức tới nỗi nghiến răng nghiến lợi, tay siết chặt lại. Bây giờ mọi người ngồi đây, tôi lên lầu thay đồ. Mong thông cảm. Hứa An Kỳ nói một mạch, sợ không giữ được mặt mũi của mình mà vội vàng rời đi. Hứa Minh Tâm đi tới khu ăn uống, hài lòng ăn bánh kem,
cô cảm thấy cả người mình đều rất sung sướng. Cố Gia Huy thấy cô như thế thì nở một nụ cười nhẹ. Anh không thích đồ ngọt, nhìn cô ăn là đủ rồi. Hứa Minh Tâm ăn phát nghẹn, Cố Gia Huy vội vàng đưa một ly nước trái cây cho cô. Cố Gia Huy vội vàng vỗ lưng cô rồi nói với giọng bất đắc dĩ, chỗ này đều là của em cả, không ai giành đâu. Ăn chậm thôi. Em vui mà. Hứa Minh Tâm uống một ngụm nước trái cây lớn để đỡ nghẹn rồi cười hì hì mà nói, con người của em tin chắc rằng đại nạn mà không chết tất có phúc. Chắc chắn sau này em sẽ rất có phúc đó, em sẽ chia cho anh một nửa. Được. Cố Gia Huy nói. Anh cũng không đi ra ngoài giao lưu với người khác mà chỉ đi theo Hứa Minh Tâm mà thôi. Những khách mời nữ khác không thể nào động vào những thứ đồ ăn nhiều mỡ, béo ngậy như thế này. Nhưng Hứa Minh Tâm không giống thế, cô rất thích ăn mấy thứ này. Cố Gia Huy sợ rằng mình mà không trông chừng cô thì con heo nhỏ này sẽ chạy mấy. Hứa Minh Tâm uống rất nhiều nước, vội vàng đi vào nhà vệ sinh. Nhưng cô còn chưa vào nhà vệ sinh thì đã nghe có người bàn tán bên trong đó. Họ nói không lớn nhưng Hứa Minh Tâm vẫn nghe được. Đó là Cố Gia Huy trong truyền thuyết đấy à, nhìn đáng sợ quá nhi. Tôi đã nôn hết cơm của tối hôm qua ra rồi đấy. Nếu tôi bị như thế thì chắc chắn sẽ không đi ra ngoài. Cô thấy Hứa Minh Tâm chưa? Lần này là do Thanh Loan không may thôi, vậy mà lại thua con ngu này. Con nhóc đó làm sao xứng đứng chung với chúng ta chứ? Bây giờ ông cụ nhà họ Cố vẫn sống nhăn răng. Đợi ông ấy chết rồi thì để xem Hứa Minh Tâm còn nhảy nhót được không. Đến lúc đó bố của Cố tự vị kế thừa tài sản, chắc chắn sẽ không tha cho thằng em thứ ba một cách dễ dàng đâu. Chúng ta vẫn nên nịnh bợ Hứa An Kỳ cho tốt thì hơn, sau này cô ấy mới là bà chủ nhà họ Cố. Hứa Minh Tâm nghe thế thì rất khó chịu, như có từng cây kim đâm vào trái tim của cô vậy. Hứa Minh Tâm đoán chắc rằng sẽ xuất hiện những câu từ châm biếm chế bai như thế này. Cô hít sâu một hơi rồi đi thẳng vào. Mấy người lúc nãy vẫn còn xì xào bàn tán nay lại im phăng phắc. Hứa Minh Tâm biết rõ còn cố ý hỏi, hóa ra nhà vệ sinh lầu dưới có người à, vậy tôi lên trên lầu là được rồi. Nhà vệ sinh chật hẹp như thế, các cô cũng không nên chen chúc ở đây, nếu không thì sẽ ám mùi đó. Hứa Minh Tâm nói xong thì bịt mũi lại rồi quay người rời đi. Vẻ mặt của mấy người phụ nữ kia trở nên khó coi vô cùng. Trong lòng Hứa Minh Tâm có chút thoải mái, cho dù cãi không lại bọn họ cũng phải làm cho bọn họ khó chịu một chút. Cô có thù là phải báo thù. Hứa Minh Tâm đi lên lầu, cô còn chưa tìm tới nhà vệ sinh thì không ngờ rằng có một giọng nói vang lên sau lưng cô, sau đó ôm chặt lấy cô. Cô gái của anh, hôm nay em mặc đẹp thật đấy, suýt chút nữa là hút luôn hồn anh đi rồi. Em có biết là vừa rồi anh đi theo em lên lầu, nhìn mông em uốn qua uốn lại khiến cho trái tim anh ngứa ngáy tới cỡ nào không? Hứa Minh Tâm nghe thấy giọng nói này thì trái tim cô bỗng trở nên thấp thỏm. Là Cố Tử Vị. Cô nhận ra giọng nói này. Anh buông tôi ra. Cô kêu lên một cách sợ hãi. Cố Tử Vị cũng đã nhận ra đây không phải là giọng của Hứa An Kỳ, cậu ta vội vàng đẩy Hứa Minh Tâm ra. Sau khi Cố Tử Vị thấy người trước mặt là ai thì bắt đầu nhíu mày, sao lại là cô? Ngay lúc này, Hứa An Kỳ đẩy cửa ra thì thấy hai người đang dây dưa, cô ta sụ mặt xuống. Cô đang làm gì thế hả? Hứa Minh Tâm cô muốn quyến rũ bạn trai tôi sao? Đến cùng là cô còn liêm sỉ hay không hả? Hứa An Kỳ lao lên trước, trực tiếp bắt lấy cánh tay của Hứa Minh Tâm rồi đẩy cô một cái. Cho dù mặt đất được phủ thảm nhưng cô vẫn cảm thấy đau. Không có. Lại còn chổi à, cô cho là tôi mù chắc. Tôi cảnh cáo cô, nếu cô dám làm thế nữa thì tôi sẽ không tha cho cô đâu. Hứa An Kỳ nói một cách rất hung dữ. Nhưng đúng lúc này, đột nhiên có một giọng nói lạnh lùng vang lên sau lưng cô ta, không hề có chút tình cảm nào, giống như đến từ địa ngục vậy. Cô muốn không tha cho vợ chưa cưới của tôi à? Nhưng đã hỏi tôi chưa? Hứa An Kỳ nghe thấy thế thì trái tim của cô ta như ngừng đập, cô ta vội vàng quay người. Cố Gia Huy đi tới, anh nheo mắt lại, bên trong là sự lạnh lẽo đáng sợ. Hứa An Kỳ nhìn vào ánh mắt sâu thẳm ấy mà run lên. Cô ta cảm thấy lưng mình đang bắt đầu chảy mồ hôi lạnh. Hứa An Kỳ có chút sợ hãi, cô ta kéo tay của Cố Tử Vị rồi nói, anh mau nói cho chú ba biết là vừa rồi cô ta quyến rũ anh, đúng lúc bị em nhìn thấy nên em mới tức giận mà đẩy cô ta. Nếu như cô ta đi ngay ngồi ngắn thì em cũng sẽ không kiếm chuyện vô cớ. Hứa An Kỳ trông mong Cố Tử Vị ra mặt cho mình nhưng bây giờ cậu ta cũng đang run sợ trong lòng. Vết thương trên người Cố Tử Vị vừa mới khỏi.
cậu ta không muốn vào bệnh viện thêm một lần nữa đâu. Chú ba, chỉ là hiểu lầm thôi. Cố Gia Huy chẳng hề quan tâm tới hai người đang run rẩy đó, anh đi tới trước mặt Hứa Minh Tâm rồi đỡ cô lên, vội vàng ngắm nghía xem cô có bị thương ở đâu không rồi mới thở phào một hơi. Bàn tay to lớn của Cố Gia Huy vòng qua eo Hứa Minh Tâm rồi kéo vào lòng mình, anh nói, nếu như còn có lần sau thì đừng trách sao tôi không khách sáo. Thanh danh của Cố Gia Huy tôi ở bên ngoài vẫn luôn không hay cho lắm, tôi cũng không để ý tới việc truyền thông lại nói tôi thích đánh đàn bà đâu. Tôi không làm thế nữa. Hứa An Kỳ sợ hãi, cô ta cắn răng nói. Cố Gia Huy nghe vậy thì liếc Cố Tử Vị một cái. Anh còn chưa mở lời thì Cố Tử Vị đã vội vàng gật đầu, cháu. Cháu cũng sẽ không làm thế nữa đâu chú ba. Ừ, mặc dù tôi không biết mình có thích đánh đàn bà hay không nhưng tôi biết rõ mình rất thích dạy dỗ cháu trai đấy. Dù sao anh chị cả quá bận rộn không có thời gian dạy dỗ cậu, tôi rất tình nguyện chia sẻ gánh nặng này với anh chị cả. Không, không cần đâu chú ba, cháu sẽ tự quản tốt chính mình mà. Vậy thì được. Cố Gia Huy nói rất thản nhiên, nhưng từng câu từng chữ truyền vào trong tai Cố Tử Vị thì lại như giọng nói đến từ địa ngục vậy. Cố Tử Vị đưa mắt nhìn hai người đi xa, ánh mắt của cậu ta khi nhìn về phía Hứa Minh Tâm có chút tham lam. Trước kia cậu ta cũng không biết rằng nhà họ Hứa vẫn còn một cô con gái thứ hai đẹp như thế, nếu không thì Cố Tử Vị cũng sẽ không chọn Hứa An Kỳ. Cố Gia Huy này còn không phải là ỷ vào mình được ông cụ thích. Chờ ông cụ qua đời thì để cậu ta xem Cố Gia Huy này còn có thể ngông cuồng đến bao giờ. Hứa Minh Tâm xuống lầu rồi vội vàng đi vào nhà vệ sinh. Cô đi vệ sinh xong rồi thì không kiềm chế được mà bắt đầu giáo dục Cố Gia Huy. Làm người phải khiêm tốn, cứ ngông nghênh như thế sẽ rất dễ gây thù chuốc oán. Vốn Cố Gia Huy ở nhà họ Cố đã khó khăn lắm rồi. Nay lại đối đầu với Cố Tử Vị thì còn sống như thế nào nữa chứ? Cố Gia Huy, anh phải yêu thương thế hệ sau chứ? Ừ anh biết rồi. Cố Gia Huy, anh không nên hung dữ như thế, vốn gương mặt anh đã rất đáng sợ rồi mà anh còn hung dữ như vậy, anh muốn người ta sống sao đây? Ừ, anh biết rồi. Vậy lần sau anh đừng chấp nhặt với Cố Tử Vị nữa nhé. Không được. À, Hứa Minh Tâm nổi giận, cô trừng mắt liếc anh rồi nói. Cố Gia Huy, anh có thể nào thay đổi tính tình của mình một chút được không? Anh đã thay đổi rất nhiều rồi, em không nhìn ra sự hiền lành của anh sao? Hiền lành ở đâu ra chứ? Hứa Minh Tâm nói với vẻ bất đắc dĩ. Bữa tiệc này vẫn chưa kết thúc, cô cũng không thể về sớm được. Hứa Minh Tâm kéo Cố Gia Huy đi về phía một góc của căn phòng, chuyên tâm ăn ăn uống uống. Đầu bếp bánh ngọt của nhà cô quá tuyệt vời, làm bánh trứng muối ra lạnh bỏ vào miệng là tan. Hứa Minh Tâm thích vô cùng. Lúc trước thì không được ăn, bởi vì có đồ gì ngon phải ưu tiên cho Hứa An Kỳ, đợi tới lúc Hứa An Kỳ ăn xong thì cũng chẳng còn gì nữa rồi. Bây giờ khó khăn lắm mới được ăn thỏa thích, Hứa Minh Tâm không thể bỏ qua. Cô lấy mấy món ngon tới trước mặt Cố Gia Huy, cô như một con mèo nhỏ, đưa cá mà mình thích nhất đưa tới trước mặt người mình yêu. Hứa Minh Tâm không nỡ ăn miếng đầu tiên, cứ khăng khăng để Cố Gia Huy nếm thử. Cố Gia Huy nhìn thấy ánh mắt nóng bỏng của cô, bên trong còn có cái gì đó sáng lấp lánh, là sự chờ mong. Anh không thể nào nhẫn tâm từ chối ý tốt của cô được nên đành thử một miếng. Rất ngọt. Ngon không? Ngon lắm. Ngon là đúng rồi, đây là món sở trường của đầu bếp nhà em đó. Anh ăn đi, không đủ thì em lại lấy thêm. Ừ. Cố Gia Huy cười rất tươi. Hứa Minh Tâm là một kẻ ăn hàng tiêu chuẩn. Cô ăn hết hai khay bánh ngọt chỉ trong thời gian chưa tới 10 phút. Sai khi ăn xong lại còn mừng thầm bưng đĩa ra ngoài càn quét. Có người thấy cô như thế thì không kiềm chế được mà cười trộm. Có phải là ở nhà Cố Gia Huy không cho cô ta ăn cơm đúng không? Cô nhìn cô ta đi, giống như quỷ chết đói đầu thai vậy. Đúng thế, mất mặt quá, ăn nhiều như theo vậy. Hứa Minh Tâm vừa mới cầm một miếng bánh quy bơ. Cô nghe bọn họ nói thế thì tay khẽ run lên rồi đặt đồ ăn xuống. Hứa Minh Tâm chỉ bận lo cho mình mà quên mất chú ý tới thể diện của Cố Gia Huy. Mặc dù Hứa Minh Tâm có chút không nỡ nhưng không ăn nữa. Ngay lúc cô đang muốn quay người rời đi thì không ngờ rằng lại đụng vào bức tường thịt. Cố Gia Huy đứng ngay ở phía sau chặn đường của Hứa Minh Tâm. Anh làm gì thế? Hứa Minh Tâm rất thắc mắc. Muốn ăn cái gì? Anh hỏi. Không ăn nữa. Em ăn no rồi. Em ăn nhiều hơn nữa cũng sẽ không mập, sợ gì chứ?
Nhìn khắp bữa tiệc này đi, có khách mời nữ nào dám ăn thả cửa như em đâu chứ. Anh! Mấy vị khách nữ đứng gần đó nghe thế thì tức tới nỗi dậm chân. Bọn cô phải khống chế cân nặng, không bao giờ ăn quá nhiều đồ ngọt, còn phải chú ý lượng calorie. Hứa Minh Tâm nghe như thế thì sự uất ức lúc nãy đã bay hết sạch. Chắc chắn là cố Gia Huy nghe được bọn họ nói xấu cô nên mới ra mặt xả giận giúp cô. Những lời anh nói đúng là sẽ khiến người ta tức điên lên, nhưng em ăn nhiều quá, như heo vậy. Giống chỗ nào chứ, dáng người em đẹp như thế, gương mặt cũng xinh, cho dù là heo cũng là con heo đáng yêu nhất, bọn họ không sánh được với em đâu. Hứa Minh Tâm nghe thấy thế thì rất muốn cười. Cố Gia Huy nói chuyện rất thẳng thắn, vậy mà lại nói bọn họ không bằng một con heo. Vừa rồi cô còn dặn anh phải khiêm tốn, vừa đảo mắt anh đã ngông cuồng như thế này rồi. Anh không biết là ngông cuồng quá mức sẽ bị trời đánh sao. Cố Gia Huy kéo tay Hứa Minh Tâm lại rồi lấy vài món ngon cho cô. Hứa Minh Tâm về tới góc phòng, Cố Gia Huy nhéo mũi cô rồi nói, sau này muốn ăn gì thì ăn, muốn làm gì thì làm. Không cần phải vì thể diện của anh mà quan tâm tới ánh mắt của người khác. Em chỉ cần vui vẻ làm chính bản thân mình là được rồi, mọi chuyện còn lại cứ giao cho anh. Nhưng lỡ đâu em ăn thành một con heo thì sao? Anh nuôi em. Cố Gia Huy cười lên, anh chỉ trả lời có ba chữ. Hứa Minh Tâm nghe thế thì cảm thấy ấm áp trong lòng. Hứa Minh Tâm đang ăn vui vẻ thì đột nhiên điện thoại của Cố Gia Huy vang lên, là Khương Tuấn gọi tới. Là chuyện của công ty nên Cố Gia Huy tránh đi một chút. Hứa Minh Tâm đã ăn hơi no nên muốn đi ra ngoài vườn tiêu thực. Dù sao cũng là nhà của chính mình, cho nên Hứa Minh Tâm rất quen thuộc. Gió đêm mát rượi, thổi qua váy dài của cô, ánh trăng sáng trong rải xuống, cô tựa như là tiên nữ đi lạc vào nhân gian vậy. Sau lưng Hứa Minh Tâm luôn có một ánh mắt tham lam nhìn chằm chằm vào cô. Hứa Minh Tâm nghe được tiếng bước chân thì tò mò quay người lại, là Cố Tử Vị. Cô nhìn thấy đôi mắt không có ý tốt của anh ta thì sợ tới nỗi run cả người, Hứa Minh Tâm nhớ tới cảnh tượng một tháng trước. Cũng ở trong vườn hoa. Anh muốn làm gì, sảnh trước toàn là người, tôi chỉ cần hét lên một tiếng thì anh chạy không thoát đâu. Cô vội vàng nói. Cố Tử Vị cũng không có hành động thiếu suy nghĩ mà dừng ở khoảng cách Hứa Minh Tâm ba bước. Em không cần phải căng thẳng, anh chỉ muốn nói chuyện với em thôi. Tôi và anh thì có gì để nói chứ? Hứa Minh Tâm vội vàng muốn đi nhưng lại bị Cố Tử Vị tóm cổ tay lại, cậu ta dùng sức rất mạnh, khiến cho cổ tay của cô phát đau. Hứa Minh Tâm đang chuẩn bị hét lên thì không ngờ bên tai vang lên giọng nói lạnh lùng của cậu ta. Em cho rằng tôi không làm gì được Cố Gia Huy à? Hứa Minh Tâm nhìn Cố Tử Vị với vẻ kinh ngạc, cô có chút sợ hãi. Bố tôi chỉ có mình tôi là con trai, sau này cả nhà họ Cố đều là của tôi. Đến cùng thì Cố Gia Huy cũng chỉ là một người ngoài, không thường về nhà, cho dù ông cụ còn sống thì chẳng thể nào che chở cho chú ta mãi được. Cho dù ông cụ muốn trao cổ phần cho Cố Gia Huy nhưng chú ta dám nhận chắc. Chú ta vừa cầm tới tay thì rất có thể mấy tiếng sau sẽ chết. Cố Tử Vị cười khẳng khặc rồi nói với vẻ kỳ quái, nụ cười của cậu ta rất hung dữ đến nỗi để cho da đầu của Hứa Minh Tâm run lên. Đây là, uy hiếp sao? Đến cùng là anh muốn làm gì? Hứa Minh Tâm cố gắng giả vờ bình tĩnh nhưng cô vừa nói chuyện thì giọng đã run rẩy. Cố Tử Vị cười với vẻ đắc ý, cậu ta nói tiếp, chỉ cần ông cụ đi đời thì Cố Gia Huy sẽ gặp phải nguy hiểm tính mạng. Em cho rằng tôi sẽ tha cho chú ta chắc? Anh ấy là chú của anh. Tôi thèm vào, chú cái đếch, muốn tranh giành gia sản với tôi thì chỉ có một đường chết mà thôi. Cố Tử Vị nói với vẻ hung tợn. Hứa Minh Tâm. Em còn trẻ còn đẹp như thế, sao lại cứ phải đi theo thằng chồng như vậy làm gì cho phí thời gian. Chú ta cũng chẳng mang lại cho em được cái gì, đến cả sự an toàn của chính mình chú ta cũng chẳng chắc chắn được, chắc chắn sẽ không bảo vệ em đâu. Chỉ cần em đi theo tôi thì tôi sẽ cho em vinh hoa phú quý. Em thấy thế nào? Anh đang nói đùa với tôi đây à? Anh là chồng chưa cưới của Hứa An Kỳ. Hứa An Kỳ sao sánh được với em chứ? Nếu như tôi biết nhà họ Hứa còn một cô em gái xinh xắn thế này thì sao tôi lại chọn người quái dị như Hứa An Kỳ chứ? Ánh mắt của cậu ta quá ghê tởm khiến cho Hứa Minh Tâm cảm thấy không thoải mái. Rõ ràng là cô có mặc quần áo nhưng lại có một loại cảm giác bị cậu ta nhìn thấy mọi thứ vậy. Hứa Minh Tâm nghiêng người, né tránh ánh mắt của Cố Tử Vị theo bản năng. Cố Tử Vị còn muốn sờ tay của cô nhưng lại bị cô tránh thoát.
Cố Tử Vị có chút tức giận, cậu ta quát lên, cô đừng có mà không biết điều. Xin anh tự trọng, tôi là vợ chưa cưới của chú anh đấy. Là vợ chưa cưới của Cố Gia Huy thì sao chứ? Chú ta có thể khiến em thỏa mãn không? Người trong nhà đều nói là chú ba bị bất lực, có vấn đề trong chuyện kia nên mới độc thân lâu như thế. Có phải là em cô đơn lắm đúng không? Tôi có thể giúp em. Cố Tử Vị còn định đi lên thì bị Hứa Minh Tâm quát lớn ngăn lại. Cố Tử Vị, anh muốn quậy cho chuyện này truyền tới trước mặt ông cụ mới vui lòng đúng không? Cố Tử Vị nghe Hứa Minh Tâm nói thế thì hơi nhíu mày, cậu ta đã nằm trên giường tròn một tháng mới khỏe hẳn không lâu. Nếu như lại để cho ông nội và Cố Gia Huy biết thì sợ rằng cậu ta lại bị đánh thêm một trận nữa. Cố Gia Huy kia ra tay thật sự rất độc ác. Em đừng có ngông nghênh như thế, chờ đến ngày ông cụ chết thì để tôi xem em còn có thể dựa vào ai được nữa. Đến lúc đó còn không ngoan ngoãn về với tôi. Đó là chuyện của sau này, bây giờ nếu anh dám đụng vào tôi thì đừng trách tôi không khách sáo. Cố Tử Vị, tôi sẽ xem như chuyện ngày hôm nay chưa từng xảy ra. Hứa Minh Tâm nói xong rồi quay người rời đi. Đúng ngay lúc này, Cố Tử Vị lại cất tiếng. Em không sợ chết à? Hứa Minh Tâm nghe thấy thế thì trái tim như ngừng đập, cơ thể cô trở nên cứng đờ. Không ai có thể không sợ cái chết. Nhưng không thể vì sợ chết mà phá vỡ nguyên tắc của mình. Hứa Minh Tâm không trả lời mà đi thẳng ra ngoài. Cố Tử Vị nhìn mà tức tới nỗi dậm chân. Hứa An Kỳ đứng ở cửa sổ tầng 2, cô ta đã nhìn thấy mọi cử động của hai người họ. Cô ta tức giận tới nỗi mặt đỏ bừng lên, dùng một ánh mắt ác độc mà nhìn chằm chằm vào bóng lưng của Hứa Minh Tâm. Hứa An Kỳ biết Cố Tử Vị háo sắc, nhưng một bàn tay vỗ không vang, chắc chắn là Hứa Minh Tâm cũng có quyến rũ Cố Tử Vị. Đáng chết, ngay cả anh rể mình cũng chẳng buông tha. Hứa Minh Tâm, cô đợi đó cho tôi chắc chắn sẽ không để yên cho cô đâu. Hứa An Kỳ dậm chân một cái rồi quay người rời đi. Mà trong bóng tôi im ắng, vẫn còn có một người nhìn thấy chuyện này. Cậu chủ, Khương Tuấn kêu lên một cách cẩn thận. Vốn hai người đang nói chuyện công việc, nhưng không biết tại sao đột nhiên Cố Gia Huy lại trở nên im lặng. Anh ta đợi mấy phút, cuối cùng vẫn không kiềm chế được mà nhắc nhở. Ừ, qua một lúc lâu thì người đối diện mới cất tiếng đáp lại, chứng minh anh vẫn còn ở đó. Cậu chủ, hiệp ước vừa rồi. Chuyện hợp đồng không vội, cậu đi tìm hai người đánh gãy tay trái của Cố Tử Vị. Làm bí mật thôi, thu dọn cho sạch sẽ. Phải làm tới mức dù Cố Trác Đông có phát hiện ra là tôi làm nhưng cũng không có chứng cứ, không làm gì được tôi. Hiểu chưa? Cố Tử Vị, cậu ta chọc cậu chủ ư? Ông đây nhìn thấy nó dùng tay trái chạm vào người phụ nữ của tôi, rất là không vui. Đánh mạnh vào, nhất là mặt của nó. Sau khi làm xong thì lương một năm gấp đôi. Vâng thưa cậu chủ. Khương Tuấn vội vàng trả lời, kiếm tiền dễ quá trời. Đánh người sướng tay rồi còn có tiền. Tại sao lại không làm chứ? Cố Gia Huy cúp điện thoại, anh híp mắt lại. Dám nói xấu anh trước mặt người phụ nữ của anh, chắc chán sống rồi nhỉ? Mẹ nó, một thằng nhóc miệng còn hội sữa mà còn dám chen chân vào chuyện tình cảm của người lớn. Cố Gia Huy bực bội giật giật cà vạt, trong lòng anh rất không thoải mái. Cố Gia Huy về sảnh trước, Hứa Minh Tâm là một người trước giờ đều chưa từng uống rượu mà nay cô lại bưng lấy chén cốc tai uống từng ngụm một. Hứa Minh Tâm đang bất an. Cô vẫn đang sợ hãi, cần giải tỏa cảm xúc của mình. Tay cầm chén rượu của cô còn đang run rẩy. Cố Gia Huy thấy cảnh này thì trái tim của anh có chút đau. Vì ở bên anh nên cô đã chịu quá nhiều uất ức. Mặc dù Hứa Minh Tâm biểu hiện rất kiên cường, cho dù có bị bắt nạt cũng không nói cho anh biết, sợ rằng khiến anh cảm thấy áp lực. Nhưng bây giờ cô sợ hãi như một đứa bé đáng thương. Cố Gia Huy đi về phía trước. Cô thấy anh đi tới thì vội vàng bỏ ly rượu xuống. Sao lại uống rượu rồi? Mặc dù Cố Gia Huy biết còn cố hỏi. Chỉ là muốn nếm thử một chút, dường như cũng khá ngon, nhưng uống vào rồi cũng chỉ có thế. Hứa Minh Tâm nhoẻn miệng cười, không hề nhắc tới những chuyện vừa mới xảy ra. Cố Gia Huy nhìn thấy cô cười thì trái tim anh như bị một cục đá đè lên vậy, ép tới nỗi khiến anh có chút không thể hít thở được. Cố Gia Huy hít sâu một hơi. Ngăn chặn sự chua xót trong lòng nhưng rồi cũng không nói thêm gì. Nếu như không thích bữa tiệc này thì chúng ta đi về. Vâng, về thôi. Lần này Hứa Minh Tâm không có cậy mạnh nữa, bởi vì cô đã không chịu đựng được nữa rồi. Hứa Minh Tâm uống một chút rượu, vừa ngồi lên xe là cô đã ngủ say sưa.
Cô nằm gọn trong ngực của Cố Gia Huy, như là một con mèo nhỏ không có cảm giác an toàn vậy, chỉ còn bám víu lấy quần áo của anh mới có thể yên lòng. Hứa Minh Tâm càng như thế thì càng khiến cho Cố Gia Huy không thở nổi. Cố Gia Huy giơ tay vuốt ve gương mặt của cô rồi luồn tay vào tóc cô, nhẹ nhàng đặt lên đầu cô một cái hôn. Rất nhanh đã về tới nhà họ Cố, Cố Gia Huy ôm cô về phòng. Em không muốn ngủ, em muốn tắm rửa. Tối nay đừng tắm nữa, ngủ đi nhé. Cố Gia Huy dỗ dành Hứa Minh Tâm như dỗ dành một đứa trẻ, anh rất kiên nhẫn. Không, em muốn tắm rửa. Hứa Minh Tâm say rượu nên trở nên rất cố chấp, cô chẳng quan tâm tới việc Cố Gia Huy có đồng ý hay không là đã bắt đầu cởi vải ra. Dù bây giờ cô đang say mềm nhưng cũng vẫn nhớ tới bộ váy trên người là hàng giả chất lượng cao, bởi thế nên lúc cởi quần áo cũng cẩn thận từng ly từng tí. Sau đó Hứa Minh Tâm đặt váy lên giường rồi nói, phải giữ gìn cho tốt, hàng giả cao cấp như thế này, lỡ đâu lần sau em vẫn còn cần mặc. Minh Tâm, em uống say rồi. Bây giờ đầu Cố Gia Huy phình to như cái đấu. Trên người Hứa Minh Tâm chỉ mặc một bộ đồ lót màu trắng in hình phim hoạt hình. Rõ ràng là không hề lồi lõm nhưng không hiểu sao lại khiến anh cảm thấy cổ họng trẻ nên khô khan. Vậy mà anh lại nổi lên ý đồ xấu. Có tội, có tội. Cố Gia Huy vội vàng lấy áo ngủ trong tủ ra rồi định choàng lên người cô, ai ngờ bị cô tránh thoát. Em không muốn mặc quần áo, em muốn tắm rửa, được không? Giờ phút này, Cố Gia Huy nhìn cũng không phải không nhìn cũng không phải, anh hận không thể trực tiếp ngất ngay tại chỗ. Lúc anh đối diện với hợp đồng trị giá hàng trăm hàng ngàn tỷ cũng chưa từng cảm thấy bối rối như bây giờ. Hứa Minh Tâm không hề biết rằng Cố Gia Huy đang lâm vào cuộc chiến đấu giữa lương tâm và cái ác. Cô chỉ biết mình uống say, trên người có mùi rượu, nếu cô không tắm thì ngày mai sẽ bốc mùi mất. Hứa Minh Tâm lảo đảo đi về phía phòng tắm, nhưng lại đâm đầu vào cửa kính mở. Cố Gia Huy cũng chẳng còn thời gian để xoắn suýt là ăn hay không. Ăn, anh vội vàng đi lên đỡ Hứa Minh Tâm rồi dìu cô vào phòng tắm. Cố Gia Huy chịu đựng xả nước ấm vào bồn, còn làm hết chức trách tắm rửa giúp cô. Lúc Hứa Minh Tâm tắm rửa thì lại rất ngoan, không quậy, như một búp bê tinh xảo tùy anh di chuyển. Cố Gia Huy nhìn thoáng qua rồi thở dài một hơi, nhịn một chút là qua rồi. Cô vẫn còn nhỏ, anh phải có kiên nhẫn đợi cô trưởng thành. Hứa Minh Tâm dựa vào vách bồn tắm. Cô cúi đầu nhìn rồi nói một cách chân thành, túi. Trong túi quần anh có giấu món gì ngon thế? Để cho em nhìn xem nào. Cố Gia Huy nghe cô nói thế thì đỏ mặt. Dù sao anh cũng đã 28 tuổi rồi nhưng lại bị một cô nhóc 18 tuổi đùa cợt. Cố Gia Huy vội vàng quay đầu sang chỗ khác rồi nói với vẻ tức cô giận, không được nhìn. Thôi mà, có đồ ăn phải chia sẻ với em chứ, xấu quá đi. Cố Gia Huy nghe vậy thì giờ khóc giờ cười. Chỉ mong tới lúc anh muốn chia sẻ thì cô nhóc này đừng có trốn đi. Ngay lúc Cố Gia Huy đang tắm lưng cho Hứa Minh Tâm thì đột nhiên cô lại quay đầu hỏi, Cố Gia Huy. Anh có chế em không? Tư Hàn nói đàn ông đều thích phụ nữ lồi lõm, anh nói em chẳng có gì cả, anh có chế em không? Không, không chế đâu. Cố Gia Huy buồn cười, không ngờ rằng cô nhóc này cũng tự hiểu mình ghê nhỉ. Vậy anh có thích không? Hứa Minh Tâm vừa định quay người lại thì đã bị Cố Gia Huy đè vai xuống. Đừng có động đậy, nếu không anh đánh mông em đó. Giọng nói của anh vừa trầm vừa khàn, mang theo một chút gì đó rất kỳ lạ. Cố Gia Huy thở dài một hơi, anh sắp bị cô nhóc này tra tấn phát điện rồi. Nếu như tiếp tục như thế nữa thì anh sợ rằng mình sẽ nghẹn chết. Lần tắm rửa khiến cho Cố Gia Huy cảm thấy vô cùng mệt mỏi này cuối cùng cũng đã kết thúc. Đây là lần đầu tiên anh khâm phục khả năng chịu đựng của mình. Bây giờ thì đi ngủ đi. Anh đi đâu thế? Hứa Minh Tâm mở to đôi mắt mờ mịt, tràn đầy hơi nước rồi nhìn Cố Gia Huy với vẻ thắc mắc. Anh đi tắm. Cố Gia Huy phải đi tắm nước lạnh. Anh đi vào phòng tắm, ai ngờ cửa kính lại bị mở ra. Cố Gia Huy quay người lại thì nhìn thấy cái đầu nhỏ của Hứa Minh Tâm đang lấp ló ở cửa. Em làm gì thế? Trong nháy mắt này anh cảm thấy vô cùng đau đầu, vội vàng kéo khăn tắm che người lại. Nếu như Hứa Minh Tâm tỉnh táo thì nhìn thôi, nhưng hết lần này tới lần khác cô lại mơ mơ màng màng, thậm chí còn không biết mình đang làm gì. Em chỉ muốn nhìn xem là món gì, tới bây giờ Hứa Minh Tâm vẫn còn nhớ chuyện này. Cố Gia Huy nghe cô nói thế thì lắc đầu một cách bất đắc dĩ. Đợi lát nữa anh đưa cho em, còn bây giờ thì lên giường đợi anh đi.
anh nói lời giữ lấy lời đó nhé. Bây giờ Hứa Minh Tâm mới hài lòng quay người đóng cửa lại. Cố Gia Huy cảm thấy rất bất đắc dĩ, chỉ có thể gọi điện cho chú An, bảo chú ấy chuẩn bị một số đồ ăn vặt. Khi Cố Gia Huy tắm rửa xong thì Hứa Minh Tâm đã ăn một cách vui vẻ, thậm chí còn quên mất tại sao lại có những đồ ăn vặt này. Cố Gia Huy thấy thế thì mới thở phào một hơi. Sao không ăn mấy cái này? Anh hỏi. Trên gối vẫn còn mấy miếng sô-cô-la. Mấy cái này ngon nhất, em để dành cho anh. Hứa Minh Tâm cười hì hì rồi nói. Cố Gia Huy nghe thế thì trái tim như khẽ run lên. Hứa Minh Tâm mở một cái ra rồi đưa tới bên miệng anh. Anh gật gật đầu rồi nói, ngon lắm. Ăn đồ ngọt thì cho dù có mệt mỏi tới cỡ nào cũng sẽ cảm thấy ngọt. Hứa Minh Tâm nói một cách rất nghiêm túc. Đây là lý do cô thích ăn đồ ngọt sao? Hứa Minh Tâm cũng không ăn nhiều, cuối cùng cơn buồn ngủ ập tới, cô nằm gọn trong chăn. Hứa Minh Tâm ôm Cố Gia Huy rồi ngẩng đầu nhìn nửa bên mặt bị bỏng của anh, bỏng rất nghiêm trọng. Cô không kiềm chế được mà đưa bàn tay của mình lên vuốt vào chỗ đó, động tác cẩn thận từng ly từng tí. Cố Gia Huy bắt lấy tay cô rồi nói, muốn xem gương mặt của anh hồi anh chưa bị bỏng không? Hồi chưa bị bỏng ư? Hứa Minh Tâm có chút hoang mang, cô không hiểu ý anh nói là gì. Chính là không có sẹo, em không muốn nhìn gương mặt thật sự của anh sao? Giọng của anh trầm khàn, mang theo một chút tự tính. Hứa Minh Tâm vốn đã rất hoang mang, bây giờ lại càng thêm không thể suy nghĩ được gì. Cô chỉ có thể gật đầu theo bản năng. Muốn xem gương mặt trước kia của anh. Cố Gia Huy còn chẳng có ảnh chụp của lúc trước. Hứa Minh Tâm rất muốn xem Cố Gia Huy của 4 năm trước hiên ngang anh dũng như thế nào. Nửa gương mặt không bị bỏng của anh đã đẹp trai như thế rồi, nếu như không bị bỏng thì chắc chắn anh sẽ là người đẹp trai nhất thế giới này. Chỉ là bây giờ cô còn có thể nhìn thấy ư? Em nhắm mắt lại. Bên tai Hứa Minh Tâm vang lên giọng nói mê người của Cố Gia Huy, khiến cô không tự chủ được mà nhắm mắt lại. Một lúc sau Cố Gia Huy lại nói tiếp. Minh Tâm, mở mắt ra nhìn anh đi. Hứa Minh Tâm nghe thế thì mở mắt. Đập vào mắt cô là một gương mặt da. Đẹp không tì vết. Mày kiếm mắt sáng, sống mũi cao thẳng, cánh môi mỏng gợi cảm. Ngũ quan rất có độ sâu, đẹp mất hồn. Anh như một bức tượng mà Thượng Đế điêu khắc một cách tỉ mỉ vậy, mỗi một bộ phận đều vô cùng hoàn hảo. Da của anh là màu lúa mì khỏe mạnh, rất mịn màng, nếu dựa gần vào thì còn có thể thấy được lỗ chân lông trên mặt anh. Cô đã thấy được thần tiên sao? Hứa Minh Tâm muốn đưa tay lên sờ nhưng lại không dám, cuối cùng là Cố Hành Trung bắt lấy tay của cô rồi đặt lên nửa mặt vốn bị bỏng kia. Không hề có chút gồ ghề nào, rất nhẫn mịn. Gương mặt hoàn hảo không hề có dấu vết bị bỏng, không hề có vết thương. Thứ duy nhất còn lại là vết thương ở chỗ lông mày. Đây là Cố Gia Huy thật sao? Cố Gia Huy. Hứa Minh Tâm thử gọi một lần. Sao thế, thích gương mặt này của anh không? Cố Gia Huy cười rồi hỏi. Khi anh thấy Hứa Minh Tâm nhìn mình với vẻ mặt kinh ngạc, lộ ra ánh mắt mê muội thì trái tim anh như muốn tan chảy cả ra. Cô nhóc này lại mê trai đẹp cơ đấy. Thích, em thích lắm. Em có thể ôm anh ngủ được không? Hứa Minh Tâm hỏi một cách cẩn thận. Tất nhiên là được rồi. Hứa Minh Tâm nghe thấy thế thì rất vui vẻ. Cô vội vàng ôm lấy cơ thể của Cố Gia Huy rồi chìm vào giấc ngủ. Cô mơ một giấc mơ thật tuyệt. Trong mơ, Cố Gia Huy cưỡi ngựa trắng tới cứu cô bé lọ lem là cô, cuối cùng cô còn bước lên xe bí đỏ. Nhưng đột nhiên xe bí đỏ sóc lên một chút, ném cô xuống đất, khiến cho mông cô rất đau, cuối cùng là đau mà tỉnh. Hứa Minh Tâm mở mắt ra thì thấy mình quấn chăn rồi lăn xuống đất. Chẳng trách, cô ngã trong giấc mơ lại chân thật đến thế. Hứa Minh Tâm xoa xoa cái mông rồi đột nhiên nhớ tới giấc mơ tối qua. Cô vội vàng đi tìm Cố Gia Huy. Cô lao xuống lầu thì thấy Cố Gia Huy đang ăn sáng, mà nửa bên mặt bỏng kia vẫn đáng sợ như cũ. Quả nhiên mơ chỉ là mơ, sao có thể biến thành sự thật chứ? Cố Gia Huy ngẩng đầu lên nhìn thấy ánh mắt thất vọng của cô thì không khỏi cảm thấy buồn cười. Anh ra vẻ nghiêm túc rồi nói, sao thế? Không, không có gì, chắc là em say quá, em đi rửa mặt đây. Hứa Minh Tâm nói xong rồi bắt đầu quay về phòng rửa mặt. Chú An thấy cô đi rồi thì mới nói, tối qua cậu chủ đã để cho cô ấy thấy gương mặt thật của cậu, vậy tại sao không tiếp tục chứ? Bây giờ còn chưa phải lúc, nhưng cũng sắp rồi. Cố Gia Huy híp mắt, che giấu lâu như thế, cũng là lúc nên tung ra rồi.
những người nợ anh sẽ từ từ đòi lại. Hứa Minh Tâm về phòng rửa mặt, cô không kiềm chế được mà gõ gõ đầu mình. Quả nhiên uống rượu sẽ làm hỏng chuyện, vậy mà cô lại không phân biệt được đâu là mơ đâu là thật. Bây giờ Cố Gia Huy cũng rất tốt, cho dù 4 năm trước anh có đẹp tới cỡ nào thì cũng không liên quan gì tới mình. Hứa Minh Tâm đã yêu Cố Gia Huy, cho dù anh có như thế nào đi chăng nữa thì cô cũng sẽ chấp nhận. Hứa Minh Tâm rửa mặt bằng nước lạnh mới tỉnh táo hơn nhiều. Ăn sáng xong thì Cố Gia Huy phải tới công ty làm việc, anh không có kỳ nghỉ dài như Hứa Minh Tâm. Khó khăn lắm mới để dành được 2 ngày nghỉ, nhưng dù vậy cũng thường xuyên gọi điện cho Khương Tuấn để xử lý chuyện công. Hứa Minh Tâm ở nhà không có chuyện gì làm nên đi ra vườn sau đọc sách. Dù sao cô cũng muốn thi kế toán. Hứa Minh Tâm vừa đọc sách vừa buồn ngủ. Vừa vào thu, ánh mặt trời ấm áp cộng thêm gió hiu hiu khiến cho cô có chút buồn ngủ. Lúc Cố Gia Huy trở về thì Hứa Minh Tâm đang nằm ngáy o o. Hứa Minh Tâm đâu rồi? Cô chủ ngồi đọc sách sau vườn rồi ngủ rồi. Chú An vừa cười vừa nói. Cố Gia Huy không khỏi lắc đầu. Trí ông minh của cô nhóc nhà anh có hạn, thật sự không thích hợp làm mấy chuyện mệt não như đọc sách. Cố Gia Huy đi qua, đột nhiên nghĩ tới gì đó nên bảo người giúp việc lui đi. Nhất thời trong phòng trở nên trống vắng, rất quạnh quẽ. Hứa Minh Tâm ngủ rất ngon, nhưng lại có người gõ đầu cô khiến ao mô rất không vui. Hứa Minh Tâm đứng dậy rồi lẩm bẩm, nhưng đầu óc cô vẫn chưa tỉnh táo hẳn, ai thế, không lịch sự chút nào cả. Cô còn chưa nói xong thì đã nhìn thấy gương mặt đẹp trai không tì vết ngay trước mặt mình. Không thể bởi móc, đây không phải là gương mặt cô nhìn thấy trong giấc mơ sao? Là anh ư Cố Gia Huy? Hứa Minh Tâm vô cùng kinh ngạc, cô vội vàng đứng bật dậy. Cố Gia Huy cười nhẹ rồi nói. Là anh, không phải em muốn nhìn thấy anh à? Đúng thế, em rất muốn nhìn thấy anh đẹp trai quá. Tối qua còn chưa kịp hôn anh một cái. Vậy bây giờ em cũng có thể hôn anh mà. Hứa Minh Tâm nghe thế thì vội vàng ôm lấy cơ thể Cố Gia Huy rồi hôn anh vài cái. Sau khi cô hôn xong còn bối rối nhíu mày, đây có tính là cô đang phản bội Cố Gia Huy không? Dù sao người trong mộng này cũng không phải là anh ấy. Không được, em không thể làm chuyện không có đạo đức như thế này. Hứa Minh Tâm vội vàng đẩy Cố Gia Huy ra rồi lùi về phía sau. Vì sao? Cố Gia Huy hỏi, anh có chút thắc mắc. Anh không phải là Cố Gia Huy không thể nào trở nên hoàn hảo như thế được. Em là vợ chưa cưới của anh ấy, không nên chê bai gương mặt của anh ấy. Không được, em phải tỉnh lại. Hứa Minh Tâm nói xong rồi tự tát mình một cái, đau đến nỗi cô suýt khóc lên. Mẹ ơi, sao giấc mơ này chân thật vậy cơ chứ? Hứa Minh Tâm đau tới nỗi nhảy cẫng lên, cô đi qua đi lại muốn tìm người giúp đỡ. Trước khi cô ngủ thì trong phòng đều là người. Sao bây giờ lại chẳng có ai vậy? Ngay cả chú An cũng không có ở đây. Đúng là mơ thật. Hứa Minh Tâm vội vàng gõ cửa cầu cứu, cô muốn ra ngoài nhưng phát hiện cửa lớn đã bị khóa lại. Anh đừng có qua đây. Anh nghĩ mãi mà không hiểu, anh đẹp trai hơn Cố Gia Huy trong đời thực rất nhiều, em phải vui vẻ mới đúng, sao lại tránh anh như tránh tà thế chứ? Bởi vì tôi biết anh không phải là Cố Gia Huy. Em có thể xem anh là Cố Gia Huy. Dù sao thì giữa anh và anh ta cũng chỉ khác nhau nửa gương mặt thôi mà nhỉ. Thế cũng không giống, bề ngoài chỉ là một cái túi da, đẹp đẽ thì ai cũng hâm mộ. Nhưng nếu thật lòng thích một người thì cho dù anh ấy không đẹp tôi cũng sẽ thích. Anh khác với Cố Gia Huy, cho dù giống nửa bên mặt nhưng anh vẫn mãi không phải là anh ấy. Nhưng em đang nhớ đến anh nên anh mới xuất hiện. Sự thật đã chứng minh em vẫn thích anh. Cố Gia Huy đi tới gần Hứa Minh Tâm rồi nở một nụ cười. Hứa Minh Tâm muốn chạy nhưng lại bị anh giam vào lòng. Bàn tay to lớn của Cố Gia Huy chống lên tường, giam cô vào trong một không gian nhỏ, khiến cô không thể chạy trốn. Trái tim của Hứa Minh Tâm bắt đầu đập loạn, cô rất căng thẳng. Hứa Minh Tâm thấy Cố Gia Huy sắp hôn tới thì vội vàng vung một cái tát ra. Bốp! Một tiếng bốp giòn giã vang lên trong phòng khách. Cố Gia Huy bị cái tát này làm cho ngẩn người. Hứa Minh Tâm thấy anh đang sửng sốt thì vội dồn hết sức đẩy anh ra rồi nói, anh đừng tới đây, anh đừng nghĩ rằng mình đẹp là có thể muốn làm gì thì làm. Đây là giấc mơ của tôi mới là chúa tể. Anh thật sự rất đẹp, khiến cho tôi bị mê hoặc trong phút chốc nên tôi mới nằm mơ thấy anh. Nhưng tôi không thích anh, người tôi thích là Cố Gia Huy ngoài đời thực, anh ấy đối xử với tôi rất tốt.
Cố Gia Huy nghe thế thì có chút dở khóc dở cười. Vậy mà anh lại bị tát, chỉ có Hứa Minh Tâm mới dám tát anh mà thôi. Em có thể đổi một cách nghĩ khác, em có thể cùng lúc có được hai Cố Gia Huy mà. Đây không phải một công đôi việc sao? Không được không được, anh không phải là anh ấy. Hứa Minh Tâm liên lục xua tay, mặc dù người đàn ông trước mặt cô nhắc đi nhắc lại rằng hai người họ là một nhưng cô vẫn cảm thấy như mình đã phản bội Cố Gia Huy. Cô không thể háo sắc như thế được. Cố Gia Huy còn định tới gần, Hứa Minh Tâm trực tiếp giơ tay lên rồi nói với vẻ hung dữ, anh không được tới đây, nếu không tôi sẽ không khách sáo đâu đó. Cố Gia Huy nghe Hứa Minh Tâm nói một cách nghiêm túc như vậy thì chỉ có thể cười rồi đi khỏi. Em phải nhớ cho kỹ dáng vẻ bây giờ của anh đó, sau này còn gặp lại. Sau khi Cố Gia Huy rời đi thì Hứa Minh Tâm mới thở phào một hơi, cuối cùng cũng đuổi được người đàn ông này ra khỏi giấc mơ của mình rồi. Hứa Minh Tâm không kiềm chế được mà nhớ tới câu nói lúc nãy của Cố Gia Huy, cái gì gọi là sau này còn gặp lại chứ? Nếu như lần sau còn gặp lại thì cô chắc chắn sẽ đánh anh ta một trận, ai bảo anh ta dám ngông cuồng. Hứa Minh Tâm quay về phòng, cô có chút khát lại thấy trên bàn có một ly nước nên cầm lên uống mà không hề suy nghĩ gì. Sau khi uống xong thì đột nhiên cô cảm thấy choáng váng, không lâu sau đã chìm vào hôn mê. Cố Gia Huy đi từ ngoài vào. Anh ôm cô lên rồi bế về phòng ngủ. Chu An đi sát theo sau, ông ấy nhìn dấu bạt tai trên mặt anh với sắc mặt kỳ lạ. Cậu chủ, mặt của cậu bị sao vậy? Nhìn thấy rồi còn không đi tìm thợ trang điểm cho tôi, chẳng lẽ muốn để cô ấy nhìn ra sơ hở hay sao chứ? Cố Gia Huy nói với vẻ tức giận, chú nhịn cười, đây là lần đầu tiên cậu chủ ăn tát. Cố Gia Huy nhìn cô gái nằm trên giường mà có chút bất đắc dĩ. Đúng ngay lúc này có tiếng chuông điện thoại vang lên. Cố Gia Huy bắt máy mà không một chút do dự nào, đầu dây bên kia vang lên một giọng nói lạnh lùng. Tôi về rồi, lát nữa đi uống mấy ly không? Ừ. Cố Gia Huy đồng ý, anh đắp kín chăn cho Hứa Minh Tâm rồi cầm áo khoác đi ra ngoài. Rất nhanh anh đã đi tới quán bar theo lời hẹn. Ở trong góc có một người đàn ông đang ngồi, anh ta mặc áo thun trắng quần jean nhưng vẫn không thể che được khí thế lạnh lùng đặc biệt của anh ta. Anh ta không nói cười tùy tiện, đôi môi mỏng mím lại, khiến người ta nhìn là đã cảm thấy lạnh lùng. Có rất nhiều phụ nữ muốn tới bắt chuyện nhưng cuối cùng lại chùn bước. Nếu như nói Cố Gia Huy đem lại cho người khác cảm giác hung ác thì anh ta chính là nghiêm túc tới cứng nhắc. Cố Gia Huy nhìn thoáng qua anh ta mấy lần, hai người họ là bạn cũ của nhau, trước kia còn cùng nhau xông pha trải qua nguy hiểm thừa chết thiếu sống mấy lần. Cũng không biết Lệ Nghiêm đã cứu mạng anh bao nhiêu lần rồi nữa. Cố Gia Huy đi tới ngồi xuống, cũng lấy rượu rồi rót cho mình một ly, sao cậu lại về rồi? Nghỉ ngơi, anh ta nói với vẻ thản nhiên rồi nhìn thoáng qua mặt của Cố Gia Huy, mặt của cậu sao vậy? Bị một con mèo cào, thế thôi. Cố Gia Huy nhún vai với vẻ bất đắc dĩ. Cô bé kia ấy à? Cái gì mà cô bé chứ, cô ấy đã 18 tuổi rồi, là người trưởng thành rồi. Cố Gia Huy nói với vẻ không vui. Lệ Nghiêm thấy thế thì cười một cái rồi nói tiếp, cậu có thể nói trâu già gặm cỏ non thành trong sạch không dính bụi trần như thế thì tôi cũng phục cậu rồi. Năm nay cậu đã 28, sắp 30 rồi, cậu cưới một cô bé nhỏ hơn mình 10 tuổi thì có phù hợp lắm không? Cậu không sợ người ta nói mình luyến đồng à? Tôi đã biết khẩu vị của cậu không nhẹ, nhưng không ngờ là nặng như thế. Cố Gia Huy nghe thấy vậy thì sụ mặt xuống, anh rất muốn lấy keo dán miệng Lệ Nghiêm lại. Lệ Nghiêm. Cậu cũng đã không còn nhỏ nữa rồi, cũng bằng tuổi tôi mà còn chưa có bạn gái. Cậu có mặt mũi nào để nói mấy câu đó chứ hả? Tôi ăn chay, hơn nữa chuyện nam nữ dễ khiến cho con người ta trầm mê vào đó, cậu phải tự khống chế bản thân mình. Lệ Nghiêm nói chung chỗ đau của Cố Gia Huy. Hai người đã ở chung một tháng, sờ cũng sờ rồi nhìn cũng nhìn rồi nhưng chưa xảy ra chuyện gì cả. Vẻ mặt của anh có chút khó coi, anh không muốn nhắc tới vấn đề này nữa. Nhưng Lệ Nghiêm vừa nhìn thoáng qua là đã biết, anh ta không nhịn được mà cười nói, đừng nói với tôi là hai người cậu chưa làm gì cả nhé. Ngậm miệng lại, Cố Gia Huy có chút tức giận, Lệ Nghiêm cười thầm, xem ra là anh ta đã đoán đúng. Từ khi anh ta mới quen Cố Gia Huy đến nay, mặc dù hai người không phải là ngày nào cũng ở cùng nhau nhưng có thể nói là Lệ Nghiêm biết mọi thứ về Cố Gia Huy. Vốn Lệ Nghiêm còn lo rằng anh sẽ vướng vào cái chuyện năm xưa không thoát ra được. Bây giờ nhìn vậy thì có lẽ anh đã mở cánh cửa trái tim ra rồi bắt đầu chấp nhận người khác. Lệ Nghiêm có chút tò mò cô bé này là.
nghe nói cô ấy còn quen. Rời xa lâu như thế rồi, cũng phải đi gặp một chút. Hai người uống một lúc lâu, ngay cả Cố Gia Huy cũng đã có chút say nhưng Lệ Nghiêm vẫn còn vô cùng tỉnh táo. Anh ta hơi lắc đầu rồi nói, sao mà có phụ nữ rồi lại uống kém thế kia. Lệ Nghiêm cũng chẳng còn cách nào khác, chỉ có thể gọi xe đưa Cố Gia Huy về nhà. Tới chiều Hứa Minh Tâm mới tỉnh, cô nghe thấy có tiếng động ở dưới lầu thì vội vàng chạy xuống kiểm tra. Cố Gia Huy nằm trên một người đàn ông rất đẹp trai. Gò má anh còn có chút ửng đỏ, trên người là mùi rượu nồng nặc. Hứa Minh Tâm vội vàng đi tới đỡ anh, cô vốn cho rằng Cố Gia Huy rất nặng, không ngờ rằng lại nhẹ đến thế. Cô nhỏ gầy như thế này mà còn có thể dìu nổi. Lệ Nghiêm vuốt vuốt cánh tay mỏi nhừ, rồi quay đầu đánh giá Hứa Minh Tâm. Một cô gái nhỏ nhắn xinh xắn, nếu không phải Cố Gia Huy nói rằng cô đã 18 tuổi, đã trưởng thành rồi thì anh ta còn nghĩ rằng cô gái trước mắt chỉ mới 14-15 tuổi mà thôi. Dáng người nhỏ nhắn, miệng cười, tóc buộc thành hai cục tròn tròn, ở nhà nên tùy tiện mặc một cái váy màu lam nhạt. Có lẽ là cô chạy xuống rất vội nên còn chưa kịp mang dép, lộ ra bàn chân trắng nõn. Lần đầu gặp mặt, tôi là Lệ Nghiêm, bạn lâu năm của Cố Gia Huy. Đã lâu rồi hai chúng tôi không gặp nhau nên có uống hơi nhiều. Không sao không sao, cảm ơn anh đã đưa anh ấy về, làm phiền anh rồi. Tôi bảo chú An pha trà cho anh, tôi đưa anh ấy đi lên trước, anh cứ tự nhiên. Hứa Minh Tâm để chú An chiêu đãi khách còn mình thì dìu Cố Gia Huy đi lên lầu. Lệ Nghiêm thấy thế thì không khỏi cười khẽ một tiếng. Diễn xuất của cậu chủ nhà ông càng ngày càng tốt, suýt chút nữa là tôi đã bị lừa rồi đấy. Hóa ra Cố Gia Huy không hề say, hại anh ta phải đỡ đi lâu như thế. Chú An cười cười rồi nói, cậu chủ đang học tập như thế nào mới có thể trở thành chồng hiền bố tốt. Cũng nhọc lòng lắm. Chồng hiền thì tôi còn tin, chỉ là bố tốt thì còn cần phải chờ một chút. Nhưng cậu ta có thể đi ra khỏi bóng ma năm xưa là cũng khó khăn lắm rồi. Đúng thế, chú An thở dài một tiếng rồi nói. Chuyện năm đó cứ như ác mộng vậy, chỉ có cậu chủ cố gắng vượt qua, còn cậu hai lại. Lệ Nghiêm cũng không ngồi lại lâu mà trực tiếp rời đi. Mà trên lầu, Hứa Minh Tâm đã thả Cố Gia Huy xuống giường, cô vội vàng chuẩn bị canh giải rượu, không ngờ rằng vừa mới quay người thì đã bị kéo lại. Cả người cô ngã ra sau rồi rơi vào lồng ngực ấm áp của người đàn ông. Bàn tay anh như gông xiềng khóa chặt người cô lại. Khuôn mặt nhỏ nhắn của Hứa Minh Tâm dán vào ngực Cố Gia Huy. Mùa hè nên anh mặc khá ít, cô có thể nghe được tiếng tim đập mạnh mẽ có lực của anh dưới lớp áo sơ mi kia. Trong hơi thở của Cố Gia Huy toàn là mùi rượu. Cô cũng có chút hoang mang, không rõ là anh say thật hay giả vờ nữa. Cố Gia Huy. Hứa Minh Tâm gọi tên của anh thì nghe anh đáp lại. Ừ anh đây. Giọng nói trầm khàn, tựa như tiếng đàn sen lô, du dương mà quyến rũ. Anh say rồi à? Chưa, nếu không như thế thì sao Lệ Nghiêm lại bỏ qua cho anh chứ? Cậu ta độc thân, chơi với cậu ta chẳng có ý nghĩa gì cả, về chơi với em vui hơn. Cố Gia Huy nói xong thì quay người chờ mình nhốt cô xuống dưới người mình. Hai người mặt đối mặt, hơi thở quấn quýt vào nhau. Cố Gia Huy cúi người tặng cho Hứa Minh Tâm một nụ hôn. Trái tim của cô run lên, tay nắm chặt quần áo theo bản năng, căng thẳng tới nỗi quên hô hấp. Cô và Cố Gia Huy rất ít khi hôn, cô bị anh chiều thành một đứa trẻ vậy. Nụ hôn này tới quá vội vàng, khiến cô có chút không kịp chuẩn bị nhưng Hứa Minh Tâm cũng không có phản kháng. Rõ ràng là Hứa Minh Tâm không uống rượu nhưng không biết tại sao đầu óc cô lại trở nên mơ hồ, không thể suy nghĩ được gì cả. Hứa Minh Tâm cũng không hình dung được đây là cảm giác gì, giống như có một dòng điện nhỏ bé chạy qua người cô, khiến cho cô run rẩy từ tận linh hồn vậy. Sau khi hôn xong thì anh mới lưu luyến không rời mà buông ra. Nếu như tiếp tục như vậy nữa thì Cố Gia Huy thật sự lo rằng mình không thể kiềm chế được. Anh đặt cằm lên trán cô rồi nói với giọng khàn khàn, Minh Tâm. Em chuẩn bị tinh thần chịu khổ cùng anh chưa? Tất nhiên là xong rồi, cái này còn cần phải hỏi sao? Nếu anh dám làm chuyện gì có lỗi với em thì em sẽ đánh chết anh đấy. Hứa Minh Tâm siết chặt tay rồi nói với vẻ hung dữ. Ai dạy em mấy câu này thế hả? Cố Gia Huy nghe cô nói vậy thì có chút dở khóc dở cười. Bạch Thư Hân chứ ai, cô ấy nói phải làm thế với đàn ông thì phụ nữ mới không bị chịu thiệt thòi. Cô ấy nói đúng. Để cô ấy dạy em thêm đi. Nếu em đã chuẩn bị xong tinh thần chịu khổ với anh thì cũng phải chuẩn bị tinh thần đồng cam với anh. Anh lớn hơn em 10 tuổi,
trong mắt người ngoài thì đó là sự chênh lệch rất lớn, nhưng anh không quan tâm. Anh lớn hơn em 10 tuổi cũng không có gì là không tốt. Anh đi trước dọn đường, em chỉ cần đi theo anh ngắm phong cảnh là được rồi. Hứa Minh Tâm nghe anh nói thế thì trái tim cô bắt đầu đập mạnh, hơi thở cũng dần dần trở nên nặng nề. Đồng cam cộng khổ, nói thì dễ nhưng làm mới khó. Nhưng khi Cố Gia Huy nói ra những lời này thì cô bằng lòng tin tưởng. Vậy anh cũng không thể ngã xuống. Hứa Minh Tâm tóm lấy tay của Cố Gia Huy rồi nói từng chữ một. Cố Gia Huy nghe vậy thì không biết trong lòng mình là cảm giác gì. Trước kia anh sống chỉ vì báo thù. Cái chết của anh hai như một ngọn núi lớn đặt trong lòng anh. Anh muốn thay anh hai giành lại tất cả. Cái mạng này của anh đã không còn thuộc về anh từ lâu rồi. Nhưng bây giờ Cố Gia Huy lại muốn sống vì chính mình, cố gắng sống một cuộc sống hạnh phúc. Được, anh hứa với em, anh sẽ không bao giờ ngã xuống. Anh và em sẽ sống với nhau tới đầu bạc răng long. Anh đi tắm trước đi, em đi chuẩn bị canh giải rượu cho anh. Cả người toàn là mùi rượu, đến em còn chê anh đấy. Hứa Minh Tâm vừa nói vừa đẩy Cố Gia Huy đứng dậy. Đột nhiên anh nói nhiều câu yêu thương như thế khiến cho cô có chút ngượng ngùng. Đều già cả rồi mà còn nói mấy câu này như thằng nhóc đôi tám, chẳng ngại ngùng chút nào cả. Da mặt anh dày nhưng cô ngại chứ. Cố Gia Huy biết Hứa Minh Tâm thẹn thùng nên không kiềm chế được mà nở một nụ cười. Anh nói, hôn anh một cái rồi anh đi tắm ngay, tắm sạch sẽ để tối em còn ôm anh ngủ. Anh tắm thì tắm, không tắm thì thôi. Hứa Minh Tâm tức tới nỗi trợn tròn mắt. Anh uống hơi nhiều, đứng không vững. Thôi được rồi, sợ anh rồi đấy. Lớn đầu rồi mà còn phải dỗ dành à. Hứa Minh Tâm rất bất đắc dĩ, chỉ có thể tiến tới hôn anh một cái. Mặt cô đỏ lên, đến cả tai cũng bắt đầu hồng. Có lẽ là do nghe những lời anh nói nên tối nay Hứa Minh Tâm ngủ rất ngon, cô ôm Cố Gia Huy như bạch tuộc vậy. Cố Gia Huy không dám hành động thiếu suy nghĩ, chỉ có thể nằm đếm cừu để chìm vào giấc ngủ. Kỳ nghỉ kết thúc rất nhanh, Khương Tuấn đưa cô tới trường, bởi vì Cố Gia Huy và Lệ Nghiêm có một số việc phải xử lý. Trên xe, Lệ Nghiêm nhìn vòng thâm đen dưới mắt Cố Gia Huy rồi cười nói, cậu cũng không có sinh hoạt tình dục, sao còn giày vò mình thành ra thế này chứ? Chẳng lẽ, phải kiềm chế, tự mình chơi chính mình cũng rất hại sức khỏe đấy. Có cần tôi kê ít thuốc bổ cho cậu không? Ngậm miệng. Sắc mặt của Cố Gia Huy trầm xuống trong nháy mắt. Được rồi, nói chuyện chính nào. Lệ Nghiêm không cười nữa, trên mặt anh ta mang theo sự lạnh lùng. Dù sao anh ta cũng là quân y, ở trong bộ đội lâu ngày nên trên người cũng có chút khí thế của người lính. Sau khi đối phương hại cậu và anh cậu vào 4 năm trước thì đã im hơi bặt tiếng. Bây giờ có dấu hiệu ngóc đầu trở lại, tôi bắt được một phân đội ở biên cảnh, là người của tổ chức đó. Tổ chức này vẫn luôn trà trộn trong thế giới ngầm. Mạng lưới rộng khắp, chúng ta phải cẩn thận. Tôi không chắc là bọn họ có ra tay không, nhưng cẩn thận một chút vẫn tốt hơn. Bọn họ lộ đầu ra cũng được, cũng nên báo thù cho anh hai tôi rồi. Cố Gia Huy híp mắt, anh vô thức siết chặt tay lại. Anh chịu nhục nhiều năm như thế, phát triển và thành một tập đoàn xuyên quốc gia, hao hết UCS lực chỉ vì muốn báo thù cho anh hai. Gia Huy, trước kia cậu là tường đồng vách sắt, đạn cũng không bắn thủng được. Nhưng bây giờ cậu đã có điểm yếu, cậu biết điểm yếu là gì không? Đó là cú đấm mạnh nhất, có thể đánh vỡ mọi thứ. Lệ Nghiêm nói rất nghiêm túc. Cố Gia Huy nghe thế thì nhíu mày, anh vô thức siết tay lại, móng tay đã đâm vào da thịt. Máu tươi dần dần chảy ra. Lệ Nghiêm là bác sĩ, anh ta rất mẫn cảm với máu. Anh ta cúi đầu nhìn thoáng qua thì có chút thở dài trong lòng. Bây giờ là lúc Cố Gia Huy nên làm ra lựa chọn, có cần điểm yếu này hay không? Ở bên cạnh cô ấy để tôi thấy mình vẫn còn là người. Một lúc lâu sau, trong xe vang lên giọng nói trầm khàn của Cố Gia Huy. Người phụ nữ này là do tôi tự chọn, sau này sẽ là vợ của tôi, là mẹ của con tôi. Tôi không thể từ bỏ cô ấy. Tôi tôn trọng quyết định của cậu, tôi cũng hiểu được tâm trạng của cậu lúc này. Lệ Nghiêm vỗ vỗ vai anh rồi tỏ vẻ ủng hộ. Là một người đàn ông. Nếu như không bảo vệ được người phụ nữ của mình mà ngay từ đầu đã lựa chọn từ bỏ thì còn là đàn ông nữa không? Để anh che mưa chắn gió, em chỉ cần cầm lấy tay anh là được rồi. Hứa Minh Tâm về trường học, cô phát hiện mọi người trên đường đều nhìn về phía mình. Sao cô ta vẫn còn dám tới trường chứ? Mặt mũi của chúng ta đều bị cô ta làm mất hết rồi.
giọng nói của bọn họ không hề có chút che giấu nào, bởi thế nên Hứa Minh Tâm có thể nghe được rất rõ. Hứa Minh Tâm nghe mà có chút hoang mang, mới nghỉ có 7 ngày mà sao trường học đã trở nên xa lạ như thế này rồi. Cô cắm đầu đi vào trong, lúc này điện thoại vang lên, là Bạch Thư Hân gọi tới. Hứa Minh Tâm vừa đi vừa nghe, còn chưa kịp mở lời thì không ngờ trước mặt nhảy ra 3 cô gái, trực tiếp đâm thẳng vào người cô khiến cho điện thoại cô rớt xuống dưới đất. Cô biết người cuối cùng là Phó Chủ tịch Hội Học sinh, tên là Tô Lê Duyệt, cô ta vẫn luôn thích Ngôn Hải. Cô làm gì thế hả? Hứa Minh Tâm đang định cúi xuống nhặt điện thoại thì một cái chân từ đâu ra trực tiếp giẫm lên điện thoại của cô. Các người làm gì thế hả? Vì sao lại làm hư điện thoại của tôi? Bởi vì cô là một con đĩ hèn hạ, tôi thấy khó chịu nên tới đây dạy dỗ cô. Cô nói thế là có ý gì? Cuối cùng Tô Lê Duyệt lấy điện thoại ra rồi đưa tới trước mặt cô. Hứa Minh Tâm nhìn thấy rất rõ ràng, trên mạng có người đưa tin cô bị người khác bao nuôi. Nói cô câu tam đáp tứ, vì tiền mà bán cơ thể của mình đi theo một người đàn ông vừa già vừa xấu. Hơn nữa còn có ảnh chụp, chụp Hứa Minh Tâm và Cố Gia Huy đi tới những nơi công cộng. Góc chụp rất kỳ lạ, mỗi tấm ảnh đều có thể thấy rõ mặt cô nhưng lại không để lộ Cố Gia Huy ra. Chắc chắn là có người cố ý hãm hại. Hơn nữa người đó cũng biết Cố Gia Huy, e ngại thân phận cậu ba nhà họ Cố của anh nên không dám làm bậy. Dù sao phía sau Cố Gia Huy là ông cụ Cố Gia Bảo. Cô đính hôn với Cố Gia Huy không có thông tin ra ngoài, cũng không công khai nên rất ít người biết.